Lộng Triều, Triệu Quốc Đống. Tập 46. Quyển 12, chương 80. Thái Chánh Dương thấy Lục Kiến Bang mặc dù không nói nhiều nhưng lại chăm chú lắng nghe quan điểm của Triệu Quốc Đống. Khi thấy đối phương hình như rất hứng thú với ý kiến của Triệu Quốc Đống nên phải thầm than Triệu Quốc Đống này đúng là may mắn. Lục Kiến Bang từ công ty đi lên, có cảm tình rất sâu với mảng công nghiệp, mà nguồn năng lượng bây giờ có thể nói là điểm mấu chốt đối với nền kinh tế quốc dân. Dầu mỏ đã phải nhập khẩu, điện không ngừng thiếu, mà vấn đề bảo vệ môi trường cũng thành hiểm họa đối với sự phát triển của Trung Quốc sau này. Triệu Quốc Đống nói đến nguồn năng lượng mới rất vừa vặn với hứng thú của Lục Kiến Bang. Hơn nữa Thái Chánh Dương phải thừa nhận Triệu Quốc Đống này có cái nhìn độc đáo, bảo sao Lục Kiến Bang lại không hứng thú. Thái Chánh Dương cũng có thể đoán ra đôi chút về tâm tư của Lục Kiến Bang. Làm phó thủ tướng phụ trách công nghiệp, Lục Kiến Bang hiểu rõ về hiện trạng nguồn năng lượng Trung Quốc là điều Triệu Quốc Đống không thể so sánh. An toàn năng lượng và thiếu hụt năng lượng của quốc gia là điều mà Lục Kiến Bang phải chú ý. Mấy năm nay Bộ Năng lượng có thể đẩy mạnh một loạt hành động lớn cũng là do có Lục Kiến Bang ủng hộ. Quan điểm của Triệu Quốc Đống có thể nói rất phù hợp ý đồ của Lục Kiến Bang. An toàn năng lượng của Trung Quốc phải do người Trung Quốc nắm giữ. Nguồn năng lượng của Trung Quốc phải theo con đường đa nguyên hóa. Triệu Quốc Đống mặc dù chỉ nói qua trong cuộc thảo luận nhưng vẫn khiến Lục Kiến Bang chú ý. Nếu nói Triệu Quốc Đống phát biểu trong cuộc hội thảo chỉ làm Lục Kiến Bang có chút ấn tượng mà thôi. Như vậy cuộc nói chuyện vừa nãy của Triệu Quốc Đống làm cho Lục Kiến Bang có cái nhìn mới. Bữa ăn trưa đương nhiên Triệu Quốc Đống không thể ngồi cùng bàn với Phó Thủ tướng Lục, Triệu Quốc Đống cũng biết ý ngồi ở góc. Chào cậu, sang đây ngồi. Triệu Quốc Đống nghĩ xem mình ngồi đâu thì thích hợp thì nghe thấy có tiếng người gọi. Triệu Quốc Đống nhìn thoáng qua thì thấy mấy vị quân đội đang ngồi trong một góc. Có lẽ do thân phận bọn họ khá đặc biệt nên chỉ có 4-5 người. Triệu Quốc Đống ngẩn ra một chút rồi nhìn quanh xem có ai không, sau khi biết là gọi mình, hắn mới yên tâm đi tới. Ồ, cậu còn trẻ như vậy đã là Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển Bộ Năng lượng sao? Lên tiếng là một vị thiếu tá, có lẽ hơn Triệu Quốc Đống tầm 2 tuổi. Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống gật đầu chào. Một vị trung tá hải quân gật đầu chào rồi đưa tay tới. Là bác. Triệu Quốc Đống cũng đưa tay ra. Hắn nhìn sang một người đàn ông đeo quân hàm thượng tá. Người này thấy Triệu Quốc Đống nhìn tới cũng gật đầu nói. Trần Đông Chiêu, Trương Hàm. Đối phương mặc dù không giới thiệu đơn vị của mình nhưng Triệu Quốc Đống cũng biết bọn họ có thể tham gia hội thảo như thế này thì có lẽ là quân nhân nghiên cứu gì đó. Đối với hướng đi của quân đội Trung Quốc, những người này thường có ảnh hưởng khá lớn. Triệu Quốc Đống cũng không nói nhiều. Đối phương giới thiệu thì hắn nghe, không muốn nói thì hắn cũng không buồn tìm tòi làm gì. Gặp mặt một lần cùng lắm làm đối phương thấy hứng thú với quan điểm của mình mà thôi. Không ngờ Bộ Năng lượng lại quan trọng chiến lược an toàn của quốc gia chúng ta như vậy, đúng là hiếm có. Lên tiếng là vị thiếu tá trẻ tuổi. Triệu Quốc Đống đoán đây là Trương Hàm mà vị thượng tá vừa nãy giới thiệu. Vấn đề nguồn năng lượng liên quan đến an toàn quốc gia, tầm quan trọng không thua gì an toàn đất đai. Bộ Năng lượng là ngành chủ quản trong lĩnh vực năng lượng của quốc gia thì tất nhiên phải chú ý đến vấn đề này. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói, hắn biết những người trong quân đội đều có mắt cao hơn trán, anh mà nịnh nọt chưa chắc đã được đối phương chấp nhận, không bằng ra vẻ một chút, không hợp thì đi. Ồ, nói khá lớn nối. Trương Hàm nhíu mày nói. Anh nói nghe một chút xem quân đội chúng tôi nên làm như thế nào để đảm bảo an toàn năng lượng. Tôi không phải đã nói rồi sao? Lợi ích năng lượng Trung Quốc chúng ta ở đâu, quân đội nên xuất hiện ở đó. Nếu là ở Trung Á, như vậy quân đội phải nghĩ biện pháp tiến đến đó. Tổ chức hợp tác Thượng Hải không phải lấy danh nghĩa chống chủ nghĩa khủng bố làm cơ sở chính sao? Tại sao không thể nhân cơ hội này thành lập cơ chế phối hợp quân sự? Nước Mỹ có thể nhúng tay vào Trung Á, chẳng lẽ đợi đến khi bọn họ đứng vững ở Afghanistan thì chúng ta mới hiểu ra sao? Ồ, mời tiếp tục. Vị Thượng tá Trần Đông Chiêu gật đầu nói. Nước Mỹ đánh Afghanistan cũng tốt, tích cực chuẩn bị đánh chính quyền Saddam Iraq cũng tốt, mục đích chỉ là một, nắm giữ quyền khống chế khu vực vàng về năng lượng ở Trung Đông, Trung Á, đảm bảo lợi ích quân sự chuyển thành lợi ích chính trị và lợi ích kinh tế phục vụ họ. Triệu Quốc Đống nói. Cậu cho rằng nước Mỹ sẽ tấn công Iraq lần thứ hai. Trần Đông Chiêu cười cười hỏi lại một câu. Nếu không có chuyện sao chổi đâm vào trái đất thì cuộc chiến tranh này không thể tránh khỏi. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng rồi nói. Ha ha,
mấy quân nhân đều nở nụ cười vì thấy thú vị với sự suy đoán của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống cũng không thèm để ý, chuyện này bây giờ có ai tin cơ chứ? Triệu Quốc Đống cũng không quan tâm việc này có thể xảy ra hay không, vì hắn đâu có thể thay đổi. Cậu cho rằng an toàn năng lượng của nước ta có thể thông qua con đường Trung Á mà cam đoan sao? Thỏ khôn còn có ba hang, đặt hết trứng gà vào một ổ là rất mạo hiểm. Trung Á chỉ có thể nói là con đường quan trọng cho nguồn cung cấp năng lượng của nước ta, hiện nay là con đường thích hợp nhất. Vậy ý của cậu là dù có con đường năng lượng bên Trung Á thì vấn đề an toàn năng lượng của Trung Quốc vẫn có vấn đề. Trung tá Hải quân lên tiếng. Đương nhiên theo sự phát triển nhanh chóng của nước ta khiến cho nguồn năng lượng từ Trung Á chỉ có thể giảm bớt áp lực nhập khẩu năng lượng của Trung Quốc chúng ta mà thôi. Nhưng việc nhập khẩu dầu thô chủ yếu từ khu vực Trung Đông là không thể thay đổi. Cho nên chúng ta còn cần tiến thêm một bước tăng thêm con đường cung cấp năng lượng ví dụ như châu Phi, đặc biệt là các nước Angola, Nigeria. Đương nhiên còn có Namibia cùng Niger. Namibia cùng Niger. Trương Hàm có chút kinh ngạc nói. Tôi chỉ chính là tài nguyên khoáng sản của Namibia cùng Niger. Theo sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc, nguồn khoáng sản trong nước không đủ thỏa mãn nhu cầu phát triển kinh tế của quốc gia. Triệu Quốc Đống cười nói. Tập đoàn Than Trung Quốc và Tập đoàn Khoáng sản Trung Quốc đang tích cực tiến quân vào thành lập công ty liên doanh với Kazakhstan cùng Uzbekistan. Bộ Năng lượng mấy năm gần đây đã có nhiều hành động ở các nơi. Nhưng con đường nhập khẩu dầu thô chủ yếu của Trung Quốc hiện nay chủ yếu xuất phát từ Trung Đông, đây là điều không thể tránh khỏi. Trung tá Hải quân lên tiếng. Tôi nghe cậu nói quân đội Trung Quốc cần phải nhìn ra bên ngoài, đi ra nước ngoài bảo vệ lợi ích quốc gia. Quan điểm này của cậu rất đúng suy nghĩ của tôi, nhưng trước mắt lực lượng hải quân vẫn còn thiếu. Không, nếu như tư tưởng chủ đạo trong sự phát triển hải quân của chúng ta không thay đổi thì chỉ sợ chúng ta sẽ là kẻ đi sau. Hải quân Trung Quốc sẽ không thể đi ra ngoài được. Triệu Quốc Đống cắt ngang lời đối phương. Điều này cần sự thay đổi về tư tưởng của Trung ương, đồng thời cũng phải đẩy mạnh ở tầm chiến thuật. Ví dụ như chúng ta tại sao không thể tăng cường quan hệ đồng minh truyền thống với Pakistan cùng Myanmar? Nếu như đường ống dẫn dầu của chúng ta có thể từ Myanmar chạy tới Điền Nam, chúng ta có thể tránh được eo biển Somali. Hải quân chúng ta sao lại không thể tuần tra ở Ấn Độ Dương? Quyển 12, chương 81. Thái Chánh Dương hơi có men say. Triệu Quốc Đống hiếm khi thấy Thái Chánh Dương uống nhiều như vậy. Hắn vẫn đi cùng với Thái Chánh Dương đến 9 giờ tối nhưng Thái Chánh Dương không muốn về nhà nghỉ. Mấy vị quân nhân khi đi cũng đã để lại số điện thoại liên lạc. Tất nhiên bọn họ có ấn tượng khá tốt với Triệu Quốc Đống. Chú đó, hôm nay biểu hiện rất tốt. Phó Thủ tướng Lục có ấn tượng rất sâu với chú, cho rằng tầm nhìn của chú vượt xa người bình thường, anh cũng được khen lây. Thái Chánh Dương hôm nay khá vui vẻ. Lục Kiến Bang không dễ khen người nhưng một khi đã mở miệng nói thì trong lòng sẽ nhớ. Thái ca, chỉ bằng mấy câu nói mà em lọt vào mắt Phó Thủ tướng Lục sao? Triệu Quốc Đống cười nói. Có phải là Phó Thủ tướng Lục nể mặt anh nên mới khen em không? Hừ, Phó Thủ tướng Lục không có thói quen này. Tốt là tốt, không tốt là không tốt. Chẳng qua chú đừng có vểnh đuôi lên. Chú hôm nay nói hơi lạc đề, may là quan điểm đã được người ta chú ý. Thái Chánh Dương trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống làm hắn có chút chột dạ. Hắn vội vàng đưa cốc trà cho Thái Chánh Dương. Thái ca, đây là cuộc hội thảo tự do phát biểu, em nói qua một chút cũng không quá lạc đề mà. Được rồi, anh không nói nhiều với chú nữa. Chú cũng không còn nhỏ nữa, làm việc gì cũng phải có chừng mực. Hôm nay coi như một cơ hội, Phó Thủ tướng Lục chưa chắc đã tới nhưng vừa đến lại nghe thấy quan điểm của chú, hợp hứng thú của y, coi như để lại ấn tượng. Thái Chánh Dương thở dài nói. Có một số người đứng trước mặt lãnh đạo một năm cũng không làm lãnh đạo có ấn tượng, chú thì hay rồi, lần đầu đã thành công. Thái ca, ấn tượng hay không đối với em không quan trọng. Là vàng ở đâu chẳng sáng mà. Triệu Quốc Đống thấy tâm trạng Thái Chánh Dương đang vui nên cũng nói đùa. Ha ha, anh có thể dùng em, như vậy càng tỏ vẻ anh giỏi dùng người trong mắt Phó Thủ tướng Lục sao. Chú đó, khen vài câu lại vểnh lên rồi. Thái Chánh Dương cười phá lên nói. Quốc Đống, đừng nên coi nhẹ một ấn tượng này. Bây giờ có lẽ chú chưa thấy gì nhưng không chừng sau này chỉ cần lãnh đạo nói một câu là làm chú bớt vài năm phần đâu đó. Triệu Quốc Đống cũng biết điều này. Phó Thủ tướng Lục là ủy viên Bộ Chính trị kiêm Phó Thủ tướng, có lời đồn đại hội đảng năm sau Lục Kiến Bang có thể thành thường trực Bộ Chính trị, về phần đảm nhận chức gì không ai có thể đoán trước.
Đương nhiên trước khi lãnh đạo quốc gia được sinh ra thì cũng có một số dấu hiệu như vị lãnh đạo đó hay xuất hiện trên truyền hình. Thủ tướng Hồng khóa sau sẽ lui, là người kiên định ủng hộ sự cải cách, Thủ tướng Hồng đã đẩy mạnh cải cách các công ty nhà nước, thúc đẩy Trung Quốc gia nhập WTO, lấy được thành tích làm thế giới chấn động. Nhưng việc cải cách công ty nhà nước đã mang tới không ít nhân tố mất ổn định xã hội, quan điểm này của ngài khiến cho một số người trong đảng phản đối. Theo một số người thấy việc cải cách cần tiến hành từng bước, đẩy mạnh cải cách thể chế đồng thời cũng phải tính tới tình hình đặc biệt của Trung Quốc. Bọn họ chủ trương kinh tế quốc gia không nên quá nhanh chóng rời khỏi thời kỳ bao cấp, cho rằng phải chia từng giai đoạn, đồng thời cũng phải đảm bảo sự lũng đoạn trong mấy ngành liên quan tới quốc kế dân sinh. Triệu Quốc Đống cũng biết ở cấp độ của mình không nên suy nghĩ quá nhiều. Nhưng người như Thái Chánh Dương lại không thể tính tới nhiều nhân tố. Đương nhiên đến cấp độ bọn họ kiên trì quan điểm của mình là tiêu chuẩn cơ bản nhất. Ở cấp bậc này việc đầu cơ chính trị đã không có tác dụng mấy, sẽ bị mọi người vứt bỏ. Đương nhiên đây không có nghĩa là anh kiên trì nguyên tắc mà không cần nghệ thuật chính trị. Nếu như có thể được một thường trực bộ chính trị ủng hộ sẽ có lợi ích lớn cho sự phát triển sau này của Thái Chánh Dương. Cù Vận Bạch khẽ thở dài một tiếng nhìn que thử thai một lát rồi mới bỏ nó xuống. Đây đều là do đêm ở khách sạn Vương Triều gây họa. Không ngờ cả năm ngoái không cố tránh thai mà lại không được, vậy mà sau khi Triệu Quốc Đống lên Bắc Kinh lại thoáng cái có ngay. Lần đó Cù Vận Bạch lên Bắc Kinh làm việc, hai người đã lâu không ở gần nhau nên không muốn dùng, cũng không ai để ý. Trên thực tế cô cũng có chút cảm giác vì kỳ lần này không theo thường lệ, hơn nữa bụng dưới hơi ấm ách, bây giờ vừa thử cái quả nhiên là thấy. Một giây trước khi biết mình có thai, Cù Vận Bạch vẫn không biết mình đã chuẩn bị tâm lý làm mẹ hay chưa, nhưng khi cô biết mình đã có thai, trong lòng lại có cảm giác hưng phấn làm cô muốn sinh con ngay lập tức. Triệu Quốc Đống cũng nói hy vọng có con với cô, mặc dù hắn không thể làm ông bố quang minh chính đại nhưng hắn hy vọng có một đứa con để cô ở bên khi tan làm. Cù Vận Bạch rất cảm động vì việc này. Quan hệ của cô và Triệu Quốc Đống mặc dù không mấy người biết nhưng lãnh đạo cao cấp của tập đoàn Thiên Phu cũng biết, nhất là người muốn điều tra cũng có thể biết cổ phần của cô ở tập đoàn Thiên Phu từ đâu. Khi Triệu Quốc Đống đến biệt thự Thiền Loan thì phát hiện Cù Vận Bạch ở nhà một mình, cô có vẻ hốt hoảng. Triệu Quốc Đống cảm thấy có thể xảy ra chuyện gì đó nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ ra nguyên nhân. Sao thế Vận Bạch? Triệu Quốc Đống ngồi sát xuống bên Cù Vận Bạch, quan tâm hỏi. Không có gì. Cù Vận Bạch có chút do dự. Cô không biết một năm trước Triệu Quốc Đống đã nói nhưng bây giờ hắn có muốn như vậy nữa không? Nhất định là có, vẻ mặt của chị đã nói cho em biết. Triệu Quốc Đống cẩn thận nhìn Cù Vận Bạch rồi nói. Để em đoán nhé. Cù Vận Bạch không nói gì. Bên yêu nhất định không có việc gì. Hai hôm trước em nói chuyện nửa tiếng với Bồi Ca, nửa tháng trước Kiều Huy cũng lên Bắc Kinh nói chuyện với em. Vậy tức là việc khác, là việc riêng. Chuyện nhà chị thì em cũng biết, nếu hai bác có chuyện thì chị nhất định sẽ lộ rõ vẻ đau buồn nhưng Bích không phải. Vận Lam cũng không sao cả, công ty Tinh Lãng sắp niêm yết lên thị trường chứng khoán, cô ấy cũng rất bận. Vậy nhất định là xảy ra với chị rồi. Nói tới đây tim Triệu Quốc Đống đập rất mạnh, hắn tính qua một chút. Lần trước Cù Vận Bạch lên Bắc Kinh là khoảng một tháng, chẳng lẽ? Triệu Quốc Đống vội vàng đưa tay sờ sờ bụng Cù Vận Bạch rồi nói. Vận Bạch. Có phải là có? Cù Vận Bạch cũng không khỏi phục khi Triệu Quốc Đống phân tích chính xác đến vậy. Nhưng cô quan tâm tới phản ứng của Triệu Quốc Đống hơn. Cô nhìn chằm chằm vào mặt Triệu Quốc Đống. Nếu là thật thì em muốn không? Đương nhiên là muốn. Triệu Quốc Đống rất hưng phấn nói. Vận Bạch, có thật phải không? Cù Vận Bạch không biết sao mình lại đột nhiên trở nên khẩn trương như vậy, mặt cũng tái mét. Em không sợ có con sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan của em sao? Vậy thì sao chứ? Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Làm quan một lúc, làm người cả đời mà. Chị cứ theo em như vậy làm em cũng lo lắng. Có con là điều chị muốn, em cũng muốn, đây là đứa con tinh thần của chúng ta. Con người em mặc dù có vài điểm không ổn nhưng tình cảm của em đối với chị là thật. Cù Vận Bạch cũng rung động. Quốc Đống, em phải nghĩ thật kỹ. Chị không muốn giấu em. Chị mặc dù muốn có con nhưng không muốn để em không vui. Nếu em không muốn có con bây giờ thì chị cũng không trách em, dù sao em. Được rồi, chị không cần nói nữa. Chị muốn nói gì thì em đều biết. Em rất vui khi có con với chị, thật đó. Về phần ảnh hưởng đến con đường làm quan của em thì đừng nói chúng ta có đủ biện pháp giải quyết những bất lợi có thể gặp phải. Dù có ảnh hưởng đối với em thì có sao?
Em vào chính trị không phải vì làm quan hay gì đó mà là hy vọng có thể làm việc gì đó cho quốc gia, cho dân chúng. Nếu vì điểm này mà đoạt đi quyền lực có con của em chỉ có thể nói em vô duyên với chính trị, em có thể phát triển trong kinh doanh mà. Em tin em sẽ đạt thành tích trong kinh doanh không kém gì so với chính trị. Quyển 12, chương 82. Khi Triệu Quốc Đống từ An Đô về Bắc Kinh vẫn rất tự nhiên làm cho Cù Vận Bạch yên tâm không ít. Cù Vận Bạch lo chính là Triệu Quốc Đống giả vờ để cô vui. Nhưng sự tự nhiên, sự vui mừng thật lòng của Triệu Quốc Đống làm cô thấy yên tâm, làm cô không còn lo lắng nữa, cũng làm cô càng ỷ lại vào Triệu Quốc Đống hơn nữa. Người đàn ông như vậy mới đáng để cô dựa vào cả đời. Thực ra Triệu Quốc Đống cũng không phải không thấy chút áp lực nào. Hắn không phải lo việc này ảnh hưởng đến con đường làm quan của mình bao nhiêu mà là cảm thấy mình đột nhiên đổi thân phận, mình đã sắp thành bố. Điều này làm cho hắn thấy mê man, bàng hoàng, vui mừng, an ủi, đủ tâm trạng đan xen vào nhau. Hắn cũng không hối hận vì mình đã làm như vậy. Đối với Cù Vận Bạch đã yêu và ở bên hắn nhiều năm, đây là món quà lớn nhất hắn dành cho cô. Hơn nữa hắn cũng thật lòng hy vọng có con cùng Cù Vận Bạch. Nhưng hắn lại nghĩ Cù Vận Bạch đã có con với mình, vậy mấy người phụ nữ khác của mình thì sao? Đây là vấn đề khó khăn không dễ giải quyết, nếu không nghĩ tới thì không sao. Nhưng nghĩ đến lại làm hắn rất khó xử. Triệu Quốc Đống không nhịn được cười khổ một tiếng, chuyện này đi một bước tính một bước vậy thôi. Cũng may dù là chị em từ Xuân Nhạn, Trình Nhược Lâm cùng La Băng thì hắn tin các cô không gây phiền toái cho hắn. Nhưng thật ra Cổ Tiểu Âu lại khác vì cô vẫn còn trẻ tuổi, nhiều việc chưa nghĩ chín chắn. Điện thoại di động không ngừng rung nhắc nhở Triệu Quốc Đống rằng có người gọi. Hắn không nghe mà đợi đến khi cuộc họp kết thúc về văn phòng rồi mở ra thì thấy là Vưu Liên Hương gọi tới. Ồ Vưu tỷ, cơn gió gì thổi chị tới vậy? Tôi đúng là không ngờ Vưu tỷ lại gọi tới đó. Tháng 10 vào Bắc Kinh, Triệu Quốc Đống gần như biến mất ở tỉnh An Nguyên. Lúc về An Đô cũng lặng lẽ, cùng lắm là qua đêm ở chỗ mấy người phụ nữ mà thôi, tiện thể liên lạc vài người. Triệu Quốc Đống cũng cố gắng tránh cho lãnh đạo tỉnh cảm thấy hắn vẫn không cam lòng khi rời đi. Bên Ninh Lăng cũng gọi tới chúc mừng hắn, ngay cả Hoàng Lăng cũng gọi tới chúc mừng. Trương Thiên Phóng đã được điều làm phó giám đốc sở thủy lợi, coi như một vị trí tốt. Vưu Liên Hương đã được nhận chức phó thị trưởng thường trực của Trương Thiên Phóng, Lục Kiếm Dân thay Nghiêm Lập Dân lên sở công an làm phó bí thư thị ủy Ninh Lăng. Bộ máy thị xã Ninh Lăng lần này coi như điều chỉnh lớn. Hừ, Quốc Đống, làm cục trưởng đã bắt đầu ra vẻ hay sao? Vưu tỷ gọi hỏng cả máy mà vẫn nhẫn tâm không nghe ư? Vưu Liên Hương lớn tiếng nói thiếu chút nữa làm Triệu Quốc Đống ong tai. Vưu tỷ, chị nói gì vậy? Tôi dù ra vẻ với ai cũng không dám với chị mà. Vừa nãy cuộc họp, tôi phát biểu nên không tiện nghe máy. Xin lỗi, chị lên Bắc Kinh, tôi mời Vưu tỷ một chén xin lỗi là được chứ gì? Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Được, nhưng phải phạt 3 chén. Vưu Liên Hương nhẹ nhàng nói. 3 chén cũng được, chỉ cần Vưu tỷ tới là tôi sẽ tiếp. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Quốc Đống, Vưu tỷ chỉ chờ câu này của cậu đó. Vưu tỷ đúng là có chuyện cần nhờ cậu. Vưu Liên Hương thuận thế nói như sợ Triệu Quốc Đống đổi ý. Triệu Quốc Đống có chút tò mò nói. Vưu tỷ, không phải chị làm phó thị trưởng thường trực nên sẽ hay tới Bắc Kinh đó chứ? Ninh Lăng lại có chuyện gì mà phải lên Bắc Kinh thế? Vưu tỷ tới rồi nói. Chiều nay tôi sẽ cùng thị trưởng Trung bay tới đó. Tối nay chính quyền Ninh Lăng muốn mời cậu dùng bữa, cậu cho chút mặt mũi chứ. Vưu Liên Hương có chút kích động nói. Thị trưởng Trung. Triệu Quốc Đống cảm thấy mình đi chưa bao lâu mà nhân sự tỉnh An Nguyên đã thay đổi lớn như vậy sao? Thị trưởng thị xã Ninh Lăng không phải thư chí cao sao? Sao lại có thị trưởng Trung nào nữa? Quốc Đống, cậu không biết sao? Thư chí cao điều tới làm cục trưởng cục thống kê tỉnh, lên cao rồi. Trung Dược Quân chắc cậu cũng biết. Vốn là phó chủ nhiệm ủy ban xây dựng tỉnh đó. Ồ, quen, lúc tôi làm quy hoạch đô thị ở Hoài Khánh cũng thường xuyên lên báo cáo công việc với ủy ban xây dựng tỉnh. Y mặc dù không phụ trách mảng này nhưng coi như gặp mặt vài lần. Triệu Quốc Đống cũng có chút ấn tượng, Trung Dược Quân là vị phó chủ nhiệm đứng hàng sau ở ủy ban xây dựng tỉnh. Lần này có thể xuống làm thị trưởng thị xã thì cũng đã tốn không ít tâm tư. Ừ, y vừa được chọn làm thị trưởng Ninh Lăng. Hạng mục bên Vân Lĩnh hơi vướng, Hoàng Lăng muốn y làm chân chạy. Y cũng hy vọng hạng mục này xong để kiếm chút uy tín. Vưu Liên Hương cũng không giấu gì với Triệu Quốc Đống.
hạng mục ở Vân Lĩnh vốn đã gần xong nhưng đột nhiên gác lại. Trước đó thị xã và huyện Vân Lĩnh đã làm không ít việc. Nếu chuyện này phí công thì vừa tốn công, tốn tiền và khó ăn nói với bên dưới. Hạng mục trạm phát điện Cô Lỗ Câu. Triệu Quốc Đống cũng mơ hồ biết hạng mục này do tỉnh, thị xã và tập đoàn Quốc Điện liên doanh. Bởi vì điều kiện hạng mục này khá tốt, việc giải phóng mặt bằng không quá nhiều, không ảnh hưởng mấy tới hoàn cảnh sinh thái bên dưới cho nên tập đoàn Quốc Điện định đầu tư một mình nhưng bị tỉnh và thị xã đòi chia phần. Tỷ lệ bỏ vốn theo kiểu 5,2, 5,1, 5,1, do tập đoàn Quốc Điện, công ty đầu tư tỉnh An Nguyên, công ty đầu tư thị xã Ninh Lăng, chính quyền huyện Vân Lĩnh chia nhau, sản lượng điện đạt 100.000 kW. Hạng mục này khi Triệu Quốc Đống chưa điều khỏi Ninh Lăng đã được đưa ra bàn bạc. Sau khi Triệu Quốc Đống đến Hoài Khánh, Hoàng Lăng đã toàn lực thúc đẩy hạng mục này, cũng nhiều lần chạy lên Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bộ Năng lượng, cuối cùng hạng mục đã được xác định. Thị xã Ninh Lăng và huyện Vân Lĩnh rất coi trọng, đã thành lập một văn phòng để đẩy mạnh hạng mục này, cố gắng nhanh chóng khởi công nhưng ai ngờ khi chuẩn bị ký kết lại bị hoãn. Triệu Quốc Đống cũng biết hạng mục bị gác lại là do vấn đề ở tập đoàn Quốc Điện. Người phụ trách hạng mục này bị bắt nên hạng mục này chỉ có thể gác lại mà thôi. Bên thanh tra bộ, bên kiểm toán cũng muốn tiến hành các hạng mục mà những người bị bắt dính dáng tới, qua đó để tìm ra xem còn ai phạm tội nữa hay không. Vì thế hạng mục không biết bị kéo đến bao giờ, điều này cũng làm Hoàng Lăng sốt ruột và phải dục Trung Dược Quân, Vưu Liên Hương đi chạy hạng mục. Đúng, cậu cũng biết việc này sao? Vưu Liên Hương rất nhạy cảm nhận ra vấn đề. Vưu tỷ, tập đoàn Quốc Điện có chuyện đã không còn là bí mật, tin tức đã sớm truyền đi khắp nơi. Ủy ban kỷ luật Trung ương cũng tham gia, không ít người dính vào, đó đều là người quản lý của tập đoàn Quốc Điện. Điều này khiến tập đoàn Quốc Điện bị tê liệt, bây giờ đang trong giai đoạn nghỉ ngơi và hồi phục nên có lẽ tạm thời không thể tính tới các công việc khác. Tôi sợ lần này các chị lên mất công. Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi nói. Quốc Đống, chuyện này rất quan trọng đối với sự phát triển của Ninh Lăng, nhất là Vân Lĩnh. Cậu cũng biết kinh tế Vân Lĩnh vẫn kém phát triển. Bây giờ khó khăn lắm mới có hạng mục này, đây là mơ ước, là hy vọng của hơn 100.000 dân Vân Lĩnh. Vì hạng mục này dân chúng Vân Lĩnh thậm chí có thể hy sinh nhiều quyền lợi, cho nên hạng mục này nhất định phải đạt được. Vưu Liên Hương vội vàng nói. Hạng mục này theo tôi thấy nhất định sẽ làm nhưng vấn đề là bây giờ đang khó khăn nên không thể lập tức khởi động như Ninh Lăng mong muốn đâu. Triệu Quốc Đống cũng thấy có chút khó giải quyết. Tập đoàn Quốc Điện mặc dù đang do Lưu Nham chủ trì công việc nhưng bây giờ tập đoàn chủ yếu muốn duy trì hoạt động thường ngày, làm sao còn tâm trí với việc khởi động hạng mục mới. Ninh Lăng có dục gấp hơn nữa thì tập đoàn Quốc Điện cũng không cân nhắc tới. Phải đợi bên thanh tra bộ, bên kiểm toán thấy không có vấn đề gì ở hạng mục này thì may ra mới có thể tiến hành. Quốc Đống, cậu phải giúp chúng tôi mới được. Chúng tôi ở Bắc Kinh mắt như bị bịt khăn vậy, không nhận ra ai. Tôi nghĩ Hoàng Lăng cũng sẽ gọi điện nhờ cậu đó. Giọng Vưu Liên Hương có vẻ mơ hồ, xem ra sóng có vấn đề. Được rồi Vưu tỷ, lúc nào lên Bắc Kinh rồi nói tiếp. Có được hay không thì chúng ta cũng phải nỗ lực mà. Chưa đến phút cuối thì vẫn phải thử xem sao. Triệu Quốc Đống liền đồng ý. Bỏ máy xuống, Triệu Quốc Đống lúc này mới phát hiện mình gọi điện mất nửa tiếng. Xem ra Ninh Lăng thay đổi hơn mình nghĩ. Thư Chí Cao đi, Trương Thiên Phóng đi, Nghiêm Lập Dân trước cũng đi, bây giờ Hoàng Lăng nắm quyền tuyệt đối ở Ninh Lăng. Hắn hy vọng Hoàng Lăng đừng xảy ra chuyện, có thể sống yên ổn. Ninh Lăng dù sao cũng là nơi đặt giấc mơ ban đầu của hắn, mà Hoàng Lăng cũng là nhân vật có năng lực, có cái nhìn độc đáo trong sự phát triển kinh tế. Quyển 12, chương 83. Đoàn người Trung Dược Quân, Vưu Liên Hương lên Bắc Kinh đã là hơn 3 giờ chiều. Bọn họ nhận được tin không quá tốt. Chủ trì công việc của Tập đoàn Quốc Điện bây giờ là Phó Bộ trưởng Bộ Năng lượng, Lưu Nham. Nhưng nghe nói Lưu Nham đã sang Nội Mông Cổ, Thiểm Tây kiểm tra công việc, có lẽ đi yên ổn lòng người. Ở nhà chỉ có một vị Phó Tổng Giám đốc Đồng Minh Đường. Nhưng Đồng Minh Đường cũng rất bận nên đã từ chối lời mời của Giám đốc Sở Năng lượng tỉnh. Trung Dược Quân ngồi trong phòng mà có chút buồn bực, vừa lên đã dính phải việc này, còn bị yêu cầu không thể làm mất hạng mục. Mà có kéo một năm thì Ninh Lăng và Vân Lĩnh đều không thể thừa nhận nổi. Vì tỏ rõ quyết tâm của đảng ủy, chính quyền địa phương ở hạng mục này, sau khi ký hợp đồng việc di dân đã được triển khai. Kinh phí này do thị xã và Vân Lĩnh bỏ ra trước, con đường đi đến công trường cũng đang được làm. Vốn tưởng như vậy sẽ thể hiện sự coi trọng của đảng ủy, chính quyền địa phương với hạng mục, mong tập đoàn Quốc Điện đầu tư mạnh hơn vào hạng mục nhưng không ngờ đến lúc này lại xảy ra chuyện.
Đây có khác gì kéo chết thị ủy, ủy ban thị xã Ninh Lăng, huyện ủy, ủy ban huyện Vân Lĩnh? Mặc dù tin tập đoàn Quốc Điện xảy ra chuyện còn chưa truyền quá rộng nhưng cũng có tin tức nói người phụ trách hạng mục này của tập đoàn Quốc Điện đã bị bắt. Nếu không nhanh chóng làm sáng tỏ để hạng mục có thể khởi công thì đó là sự tổn thất lớn đối với Ninh Lăng, Vân Lĩnh. Chính vì vậy Hoàng Lăng mới yêu cầu y lên Bắc Kinh để làm việc này. Nhưng đâu có dễ làm chứ. Bắc Kinh khác với tỉnh, anh ở tỉnh có thể làm chủ một nơi, anh ít ra có vài người quen ở tỉnh nhưng Bắc Kinh lại khác. Cán bộ cấp giám đốc sở nhiều như chó con, cán bộ cấp phó bộ trưởng đi đầy đường. Anh đến nơi nào, nhân viên gác cổng cũng có thể dùng ánh mắt trên cao nhìn xuống với anh, không hỏi đủ đường xe không cho vào. Đối với việc này Trung Dược Quân hiểu rất rõ. Ở Bắc Kinh anh nếu tìm không được cửa thì anh muốn làm việc cũng không thể. Hoàng Lăng trước khi đi đã ám chỉ Vưu Liên Hương có chút quan hệ, Trung Dược Quân cũng rất ngạc nhiên. Sau đó y mới nghĩ ra vị thị trưởng trẻ tuổi của Hoài Khánh bị xa lánh đã được điều lên làm cục trưởng ở Bộ Năng lượng. Triệu Quốc Đống trước cũng công tác khá lâu ở Ninh Lăng, nghe nói có quan hệ khá tốt với Vưu Liên Hương. Trung Dược Quân cũng có quan hệ khá tốt với Phó Thiên. Hai người một bên ở Ủy ban Xây dựng, một ở Sở Giao thông nên hay đi họp với nhau, quan hệ cũng dần tốt lên. Phó Thiên sau khi tới Hoài Khánh thì vẫn hay liên lạc với Trung Dược Quân. Trung Dược Quân vốn nghĩ Triệu Quốc Đống bị đẩy đi, Phó Thiên sẽ lên không ngờ Đàm Lập Phong vốn làm Phó trưởng Ban Thư ký tỉnh ủy lại về làm thị trưởng. Điều này làm Trung Dược Quân thấy tiếc cho Phó Thiên. Chẳng qua Trung Dược Quân cũng nhận được tin khá chính xác nói là Bí thư thị ủy Hoài Khánh Trần Anh Lộc có lẽ sang năm sẽ điều đi. Đàm Lập Phong rất có thể thành Bí thư thị ủy mà Phó Thiên như vậy cũng có thể thành thị trưởng. Thế giới vốn nhỏ, mạng nhện khiến một người phát triển sẽ ảnh hưởng đến nhiều người khác. Trung Dược Quân cũng hiểu rõ việc ở Hoài Khánh. Lúc trước Triệu Quốc Đống đẩy Đàm Lập Phong đi để làm thị trưởng, không ngờ một năm sau Đàm Lập Phong lại quay lại đẩy Triệu Quốc Đống đi. Còn chưa có tin tức sao thị trưởng Vưu. Vưu Liên Hương nghe tiếng bước chân liền quay đầu lại nói. Tình hình không tốt mấy. Phó Tổng Giám đốc Đồng Minh Đường không nghe điện. Giám đốc Giang gọi điện cũng y cũng không nghe. Giám đốc Vương, công ty phụ trách đầu tư thủy điện nói đã đi Thiên Tân, không về được. Gọi cho Bộ trưởng Lưu thì thư ký nghe. Chúng tôi vừa báo tên xong đối phương đã nói Bộ trưởng Lưu ra ngoài có việc quan trọng, chờ xong việc Bộ trưởng Lưu về Bắc Kinh rồi nói. Vưu Liên Hương có chút mệt mỏi, lúc này cô mới cảm thấy Bắc Kinh sâu như biển. Ở đây tùy tiện lôi ai ra cũng đầy lai lịch, có thể nói người ta coi thường bí thư thị ủy, thị trưởng một thị xã cấp tỉnh, ít nhất trong lòng bọn họ là như vậy. Trung Dược Quân cũng bất đắc dĩ, khi từ bên ủy ban xây dựng đi ra. Nếu tìm quan hệ ở Bộ Xây dựng còn có chút nhưng bên Bộ Năng lượng thì y chịu. Hay là mời Giám đốc Giang gọi điện cho Bộ trưởng Thái. Trung Dược Quân cắn răng nói. Giám đốc Giang cũng đã gọi, thư ký nói Bộ trưởng Thái đến Chiết Giang kiểm tra việc xây dựng trụ sở dự trữ dầu mỏ quốc gia, có lẽ vài hôm nữa mới về. Vưu Liên Hương thở dài một tiếng nói. Giám đốc Giang cũng đã gọi cho Cục trưởng Khúc Cục Điện lực thì Cục trưởng Khúc nói có việc không tới được. Cục trưởng Lý. Cục tổng hợp có lẽ cùng Bộ trưởng Thái đi Chiết Giang, không gọi được. Cấp bộ đúng là khó mời. Trung Dược Quân lắc đầu, y lúc ở Ủy ban Xây dựng cũng biết điều này. Anh nếu không có quan hệ cá nhân cứng thì lên Bắc Kinh đúng là khó làm ăn. Chẳng lẽ lần đầu ra tay rồi cứ thế xám xịt mà về ư? Về Hoàng Lăng sẽ nghĩ như thế nào? Trung Dược Quân càng nghĩ càng bực mình. Thị trưởng Trung, tôi vừa gọi cho Cục trưởng Triệu, y nói tôi có thể sẽ tới. Vưu Liên Hương thấy vẻ mặt Trung Dược Quân không tốt nên vội vàng an ủi. Thị trưởng Vưu, bây giờ đã là cuối năm, nếu chúng ta trước cuối năm không xác minh được việc này thì các ngành cũng không kéo được bao lâu. Bên trên tỉnh thì không sao nhưng thị xã, huyện sẽ không chịu nổi. Trung Dược Quân cố lấy bình tĩnh nói. Chủ yếu nằm ở bên tập đoàn Quốc Điện, hạng mục này đã được phê duyệt hết, công ty liên doanh cũng được quyết định thành lập rồi. Bây giờ tập đoàn Quốc Điện gặp chuyện nên chỉ có thể gác lại. Bọn họ là cổ đông lớn nhất, bọn họ không động, tỉnh và thị xã sao dám làm gì. Chẳng may hạng mục này có trục trặc gì rồi gác lại thì thị xã chúng ta và Vân Lĩnh khóc không ra tiếng. Vưu Liên Hương cũng biết phân tích của Trung Dược Quân là chính xác. Bây giờ mọi người đều biết người phụ trách hạng mục này của tập đoàn Quốc Điện đã bị bắt. Nhưng y có phải bị bắt vì hạng mục này, hay hạng mục này có quan hệ hay không thì không ai rõ. Nhưng mà thị trưởng... Tập đoàn Quốc Điện xảy ra chuyện là điều chúng ta đâu thể đoán được. Đây là tai bay vạ gió, Ninh Lăng chúng ta sao đen như vậy mà gặp phải chuyện này. Vưu Liên Hương cũng rất buồn bực,
Mảng thu hút đầu tư rơi vào đầu cô. Hạng mục vốn tưởng là xong nên cô là phó thị trưởng thường trực sẽ không dính tới mấy. Nhưng tập đoàn Quốc Điện lại không chi tiền khiến cô bị dính vào. Mà Hoàng Lăng cũng đẩy việc sang cho cô. Thị trưởng Trung, tôi thấy ngài cũng đừng gấp. Tối nay bố trí ở khách sạn Côn Lôn, chờ cục trưởng Triệu tới rồi chúng ta bàn bạc xem sao. Cục trưởng Triệu là người khá tốt, cũng từ Ninh Lăng chúng ta đi ra. Vưu Liên Hương cố an ủi Trung Dược Quân. Ôi, chỉ hy vọng cục trưởng Triệu có thể giúp được một chút. Tôi chỉ lo y mới lên bộ vì thế nhiều việc không quen, không giúp được gì. Trung Dược Quân nói chính là điều mà Vưu Liên Hương lo lắng. Dù Triệu Quốc Đống có bản lĩnh cao và lai lịch lớn thì đây cũng là cấp bộ, nước ở Bắc Kinh quá sâu mà. Anh mới tới, lại là người mới 30 tuổi thì có bao nhiêu năng lực chứ? Tập đoàn Quốc Điện là đơn vị cấp phó bộ, một phó bộ trưởng chưa chắc đã ra lệnh được hẳn hoi, Triệu Quốc Đống có thể làm gì? Triệu Quốc Đống lúc này lại đang tiếp khách Hoài Khánh ở văn phòng mình. Được rồi lão Đặng, lên Bắc Kinh một chuyến rồi chỉ mang tới thứ này là định đuổi tôi đi sao? Ít ra tôi cũng làm thị trưởng hơn nửa năm mà. Người vừa đi, trà lạnh, câu này quá chính xác. Triệu Quốc Đống cầm hộ trà rồi trêu chọc. Sao, giúp Hoài Khánh đưa một công ty lên thị trường chứng khoán mà chỉ được một hộp chè sao? Nói đi, anh có bỏ gì vào trong này không? Có cần tôi thông báo người Ủy ban Kỷ luật Trung ương tới đây không? Hay anh tự thú với tôi đi? Quyển 12, chương 8-14. Ha ha, đùa chút thôi mà. Lâu mới gặp bạn cũ nên vui vẻ mà. Triệu Quốc Đống cười ha hả xin lỗi. Lão Đặng, anh là lãnh đạo đầu tiên ở Hoài Khánh lên Bắc Kinh gặp tôi đó. Tôi còn tưởng mình ở Hoài Khánh quan hệ kém nên không ai thèm nhìn tới. Mặc dù Quế Toàn Hữu, Vương Lệ Quyên, Tang Khắc Minh, Vu Văn Lược, Lệnh Hồ Triều cũng đã lên Bắc Kinh gặp hắn, nhưng ngoài Hứa Kiều có một lần trùng hợp gặp Triệu Quốc Đống lúc ở Thiên Tân gia, còn đâu lãnh đạo thị xã khác không có thời gian tới hoặc là coi như quên đi hắn. Người đi trà lạnh thực ra không phải nói anh bạc bẽo mà là cảm thấy khi anh không còn ở vị trí quan trọng, không ảnh hưởng đến người khác thì người ta cũng cảm thấy không cần tới. Ít nhất Triệu Quốc Đống biết Lữ Thu Thần, Tiền Nguyên Huy cùng Võ Tử Sam lên bộ nông nghiệp nhưng lại không tới bộ năng lượng gặp hắn. Tiền Nguyên Huy chỉ gọi điện thoại tới nói chuyện, Võ Tử Sam lại càng không gọi điện thoại. Đây là do thư ký của Hứa Kiều nói cho hắn biết. Hừ, trà sinh thái thanh bình này là thứ tôi thích uống nhất. Thật sự không thể mang đi biếu đó. Đặng Nhược Hiền cười nói. Về phần thứ gì thì chỉ cần anh dám cũng không sao. Tôi chỉ sợ anh không dám thôi. Ha ha, lão Đặng đúng là hiểu tôi. Mấy thứ linh tinh kia tôi tin cả mình và anh đều sẽ không chạm vào. Triệu Quốc Đống tin Đặng Nhược Hiền. Chỉ dựa vào quan hệ mấy năm của hai người đủ để hắn tin nhân phẩm của Đặng Nhược Hiền. Nhà máy thiết bị xăng dầu lên thị trường chứng khoán mặc dù hắn giúp không ít nhưng hành động chính là do Đặng Nhược Hiền mà thôi. Cuối cùng đã thành công. Cùng đi với Đặng Nhược Hiền lên Bắc Kinh còn có chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty thiết bị xăng dầu sau cải cách, Hồng Trung, thêm hai phó tổng giám đốc và mấy nhân viên quản lý. Bọn họ lần này lên Bắc Kinh là làm thủ tục cuối cùng trước khi niêm yết lên thị trường chứng khoán. Cục trưởng Triệu, anh là người thành công mới lui, thoáng cái lui lên bộ. Chỉ đáng thương chúng tôi ở dưới phải tiếp tục chiến đấu, không đến lúc có quyết định thì không dám thả lòng. Đặng Nhược Hiền cũng thầm than Triệu Quốc Đống lần này đã nhảy một cú rất nhanh, khó có thể biết là hắn lên chức hay là bị đẩy đi. Có lẽ trong mắt người Hoài Khánh thì Triệu Quốc Đống bị Đàm Lập Phong đuổi đi. Nhưng Đặng Nhược Hiền tin chuyện không đơn giản như vậy, Triệu Quốc Đống dễ bị đẩy đi như vậy sao? Chỉ còn cửa cuối cùng phải không? Vậy lấy đâu ra có vấn đề gì? Lão Hồng! Tôi biết quản lý ở công ty anh vẫn khá nghiêm khắc, công ty máy công cụ không thể so sánh. Lần này các anh có tin mình sẽ phát triển hơn nữa không? Triệu Quốc Đống nói với Hồng Trung. Cục trưởng Triệu yên tâm, chúng tôi tự tin hoàn thành mọi thủ tục. Nhờ ngài giúp, nhờ thị trưởng Đặng giúp đỡ, công ty tôi mới có thể đi tới hôm nay. Hôm nay ngài lên bộ, sau này công ty sợ rằng sẽ nhờ ngài nhiều hơn nữa. Hồng Trung này khi nói chuyện cũng lớn tiếng như tên vậy. Hơn nữa cũng có tính cách hào sảng, có uy tín cao trong công ty. Mấy năm làm lãnh đạo công ty thiết bị xăng dầu đã đầu tư không ít vào việc cải thiện khoa học kỹ thuật, tìm con đường tiêu thụ mới, sản phẩm đã tiến được vào các công ty năng lượng hàng đầu của cả nước, thậm chí còn bắt đầu đi vào thị trường Đông Nam Á cùng Trung Á. Bởi vì công ty vẫn làm ăn tốt nên thị xã Hoài Khánh mới không tính tới việc tranh xuất lên thị trường chứng khoán cho công ty này. Nhưng do Triệu Quốc Đống và Đặng Nhược Hiền cảm thấy công ty thiết bị xăng dầu nếu không thể làm lớn hơn nữa là rất đáng tiếc,
không thể vì nguyên nhân thuộc tỉnh mà ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty. Công ty phát triển mạnh thì thuế và GDP cũng là đóng góp cho Hoài Khánh cơ mà. Cho nên Triệu Quốc Đống mới tìm tới Bộ Năng lượng để kiếm chỉ tiêu lên thị trường chứng khoán. Không ngờ đến đầu năm nay chế độ chỉ tiêu này bị hủy bỏ, đổi sang thành phê duyệt. Đây lại là một thử thách với công ty thiết bị xăng dầu, để cho bọn họ không thể chuẩn bị cẩn thận hơn nữa. Cũng may có Triệu Quốc Đống làm người trung gian nên cũng khá chót lọt ở bên Hiệp hội Giám sát chứng khoán, mới làm cho công ty đi được đến bước ngày hôm nay. Lão Hồng, đừng nói như vậy. Tôi hy vọng công ty anh có thể lên thị trường chứng khoán, nhưng tôi càng hy vọng công ty có thể qua đó thu thêm tài chính, dùng tốt tài chính để tăng cường lực lượng nghiên cứu khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng đầu tư vào nghiên cứu. Tôi đánh giá cao việc các anh lập trung tâm nghiên cứu đầu tiên của thị xã trong cấp công ty. Sản phẩm thiếu tính khoa học kỹ thuật sẽ sớm bị đào thải, hy vọng các anh có thể nhớ kỹ điểm này. Vừa phải làm lớn, vừa phải làm mạnh, chỉ không ngừng đưa ra sản phẩm mới, tăng cường năng lực của mình, không ngừng nghiên cứu, sáng chế thì mới có thể đưa ra sản phẩm tiên tiến sánh ngang và vượt qua người nước ngoài, các anh mới có thể luôn thắng lợi. Mặc dù mấy công ty dầu khí lớn của Trung Quốc đã bắt đầu đi ra nước ngoài nhưng không thể không nói nó còn chênh lệch quá lớn với các tập đoàn dầu khí của Âu, Mỹ. Không chỉ kém về tài chính, năng lực quản lý, kỹ thuật thăm dò, kỹ thuật khai thác và năng lực chế tạo thiết bị đều có khoảng cách không nhỏ. Muốn đuổi theo thì phải nâng cao năng lực của cả hệ thống ngành năng lượng, đây không phải việc một sớm một chiều là đạt được, chỉ có thể thông qua không ngừng cố gắng mới thành công được. Hồng Trung cảm nhận được sự mong chờ trong giọng của Triệu Quốc Đống, điều này làm y cũng phải than thở. Hồng Trung có ấn tượng rất sâu với Triệu Quốc Đống, mặc dù đối phương làm thị trưởng không lâu, số lần tới công ty cũng không nhiều. Nhưng mỗi lần đến đều lập tức tới thăm trung tâm nghiên cứu, hỏi vấn đề đều là việc nhà máy đầu tư vào nghiên cứu như thế nào, vấn đề kỹ thuật độc quyền đến đâu. Qua đó có thể thấy được đối phương coi trọng sản phẩm khoa học kỹ thuật như thế nào. Hôm nay vừa nói đến vấn đề tài chính lại nhấn mạnh điểm này làm cho Hồng Trung cảm thấy ánh mắt của vị cục trưởng Triệu này khác với các lãnh đạo khác. Lão Hồng, lời cục trưởng Triệu nhắc thì anh phải nhớ kỹ. Làm mạnh còn quan trọng hơn là làm lớn. Nếu niêm yết thành công lên thị trường chứng khoán rồi dùng tài chính thu được như thế nào, tôi hy vọng công ty anh phải tập trung vào nghiên cứu, phải biến công ty thành dẫn đầu trong làm việc sản xuất thiết bị xăng dầu. Tôi không nói về quy mô mà cả về thị trường và số lượng sản phẩm. Đặng Nhược Hiền tiếp lời nói. Triệu Quốc Đống đang định nói thêm gì đó thì điện thoại di động vang lên. Hắn xin lỗi mấy vị khách rồi nghe điện. Ồ, bọn họ nói với tôi là đã đặt bàn xong ở khách sạn Côn Lôn. Ồ, lão Hình chưa về sao? Mai mới về ư, không phải nói lão Vương ở Thiên Tân sao? Ồ, lão Vương đến cũng được, sao có thể cứ phải có lão Hình? Anh đến là được rồi. Ồ, như vậy à, lão Hình cũng khách khí quá, vậy cũng được, tôi bảo bọn họ đổi sang ngày mai. Tôi hôm nay cũng vừa vặn có khách, được, tôi nói với bọn họ chuyển sang ngày mai. Điện thoại do Đồng Minh Đường gọi tới. Giám đốc công ty Thủy Điện Trung Quốc Hình Nguyên vẫn ở tỉnh Quế. Triệu Quốc Đống vốn định để phó giám đốc phụ trách của bọn họ tham gia là được nhưng Hình Nguyên nói mai sẽ về gấp. Vì thế Đồng Minh Đường cũng không tiện nói nhiều mà đồng ý, sau đó báo cho Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống đang lo không biết bố trí cho Đặng Nhược Hiền như thế nào, chẳng lẽ hai bên ngồi cùng hay sao? Vừa lúc bên Ninh Lăng có thể chuyển sang ngày mai, tối nay tiếp Đặng Nhược Hiền. Vưu Liên Hương nhận được điện của Triệu Quốc Đống mà không khỏi buồn một chút. Triệu Quốc Đống không nói nhiều, hắn chỉ nói tối nay không tiện, không tới được, mai liên lạc lại. Điều này làm cô không biết ăn nói với Trung Dược Quân như thế nào. Trung Dược Quân nghe xong Vưu Liên Hương báo cáo cũng có chút khó chịu. Đây không phải ra vẻ sao? Anh không đáp ứng thì thôi, đã đồng ý còn đổi ý là sao? Đây không phải trêu người ta ư? Một đám người chỉ mời mình Triệu Quốc Đống cũng làm y bực, bây giờ cũng vừa vặn. Trung Dược Quân cũng thuận thế làm theo, hỏi Triệu Quốc Đống có xác định thời gian cụ thể không? Y cho rằng có lẽ Triệu Quốc Đống thấy việc này khó làm nên không tới ăn cơm, nếu không sao khó. Kiếm được bậc thang mà đi xuống. Trung Dược Quân cũng gọi mấy cuộc điện thoại mà tìm hiểu thông tin. Ai cũng nói tập đoàn Quốc Điện đang gặp cơn phong ba, có lẽ muốn mở miệng là rất khó khăn. Hạng mục ở Ninh Lăng bây giờ có thể đang bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương điều tra, trong thời gian ngắn mà muốn khởi động gần như là không thể. Nếu ở đây 10 ngày nửa tháng rồi xám xịt mà về thì y mới làm thị trưởng không lâu cũng thấy mất mặt. Hơn nữa sẽ khiến y về sau triển khai công việc khó hơn nhiều. Như vậy không bằng tìm cơ hội về trước.
để Vưu Liên Hương ở đây phụ trách. Cuối cùng tay không mà về cũng không ảnh hưởng mấy tới mình. Quyển 12, chương 85. Lang Thế Quần nhìn Vưu Liên Hương mặt mày đang xa sầm lại, y biết lần này rất khó khăn. Lần này Vưu Liên Hương biết mình gặp phải cái bẫy muốn rút chân ra cũng khó. Trung Dược Quân vỗ mông về Ninh Lăng. Như vậy nói cách khác chuyện lần này ở Bắc Kinh thành công hay không đều do cô phụ trách. Thị trưởng Vưu, có phải có gì phiền không? Lang Thế Quần nuốt nước bọt ực một cái rồi cố cười nói. Lão Lang, hai chúng ta lần này sợ rằng rất khó khăn đó. Vưu Liên Hương thở dài một tiếng. Trung Dược Quân là người thông minh, có lẽ y nghe ra gì đó nên cảm thấy lần này phí công, sau đó y trốn trước. Y là thị trưởng, dù Hoàng Lăng biết Trung Dược Quân bỏ trốn cũng không tiện làm khó dễ, cùng lắm là coi thường y mà thôi. Nhưng vừa nãy Hoàng Lăng đã gọi tới yêu cầu lần này lên Bắc Kinh nhất định phải có kết quả rõ ràng. Ý của Hoàng Lăng là rất rõ, nếu không có kết quả tốt thì đừng về làm gì. Đúng thế, hạng mục lần này khiến cả Ninh Lăng bị cuốn vào. Vì hạng mục này, thị xã và huyện đều được huy động tối đa, có thể nói từ trên xuống dưới đều đã được thành lập một tổ lãnh đạo kiện toàn. Từ việc giải phóng mặt bằng đến làm đường đều được đầu tư lớn. Trên thị xã vốn do Thư Chí Cao đứng đầu tổ công tác, sau khi Thư Chí Cao đi, Trung Dược Quân mới tới thì việc này không thể rơi vào đầu y. Bên Vân Lĩnh cũng là do nguyên bí thư huyện ủy Đỗ Minh Tùng đứng đầu, nhưng tên này lập tức đến làm bí thư quận ủy Đông Giang, Lang Thế Quần vốn là chủ tịch huyện, theo lẽ thường y sẽ nhận chức bí thư huyện ủy. Chính quyền hai cấp trước đó đã đầu tư rất nhiều tài chính và nhân lực, mở không ít cuộc họp, thanh thế lớn. Bây giờ lại mãi không có động tĩnh, chưa chính thức bắt đầu đã thành công trình chết thì còn ăn nói như thế nào nữa. Chính quyền hai cấp thị xã và huyện không phải bị người dân khắp nơi mắng chửi là kẻ phá hoại sao? Sao vậy thị trưởng, xảy ra chuyện gì? Lang Thế Quần có chút khẩn trương nói. Lang Thế Quần cũng biết lần này lên Bắc Kinh cũng khó. Giám đốc Giang, sở năng lượng tỉnh gọi không ít cuộc điện thoại nhưng kết quả nhận được đều là lắc đầu, thở dài. Nhưng giám đốc Giang cũng chỉ là phối hợp giúp đỡ, cũng không có trách nhiệm mấy. Lang Thế Quần thì khác, y bây giờ là bí thư kiêm chủ tịch huyện nên không thể chạy thoát. Y vốn mong thị xã và tỉnh phối hợp liên lạc thì còn cơ hội. Nhưng nhìn vẻ mặt của phó thị trưởng thường trực Vưu Liên Hương là Lang Thế Quần biết chuyện không ổn. Sáng mai thị trưởng Trung sẽ về, nghe nói thị xã có việc rất quan trọng, ý của y là giao cho những người còn lại phụ trách việc này. Vưu Liên Hương lạnh nhạt nói. Vừa nãy bí thư Hoàng gọi điện tới dặn dò chuyện này. Nói chuyện này có quan hệ đến sự phát triển của huyện Vân Lĩnh và thị xã Ninh Lăng chúng ta, nhất là trước đó hai cấp đã đầu tư rất lớn, chuyện chỉ được thành công, không thể thất bại, cũng không thể kéo dài mãi, phải có câu trả lời rõ ràng. Lang Thế Quần muốn ngất đi, thị trưởng Trung sẽ về Ninh Lăng, y sao có thể về, vậy ở đây thì sao, bí thư Hoàng không phải dặn thị trưởng Trung dẫn đoàn lên Bắc Kinh sao? Lang Thế Quần có chút sợ hãi nhìn Vưu Liên Hương. Thị trưởng Trung về thì chúng ta nên làm như thế nào bây giờ? Làm sao ư, nên làm gì thì làm thôi. Vưu Liên Hương lúc này đã lấy lại chút bình tĩnh. Việc đến nước này cô dù có oán hận đến mấy cũng không thay đổi được. Xem ra tháng này mọi người đừng mong về, phải ở lại Bắc Kinh. Bị người coi thường không nói, còn thi thoảng bị Hoàng Lăng nhắc nhở nữa chứ. Hoàng Lăng vẫn không hài lòng với cô. Lần này từ chức trưởng ban tổ chức cán bộ chuyển sang làm phó thị trưởng thường trực là do trưởng ban qua giúp, đồng thời Hoàng Lăng cũng không muốn cô ngồi ở chức trưởng ban tổ chức cán bộ. Trong 2 năm cô làm trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy có thể nói là miễn cưỡng duy trì quan hệ bình thường với Hoàng Lăng. Hoàng Lăng quá bá đạo, y không hề che giấu dù là ở trước mặt Thư Chí Cao. Vì thế cô là trưởng ban tổ chức cán bộ càng khó khăn hơn. Câu nói của Vưu Liên Hương làm Lang Thế Quần cảm thấy không thở nổi. Nên làm gì bây giờ? Đỗ Minh Tùng coi như đã đi, y đương nhiên sẽ nhận chức bí thư huyện ủy. Nhưng một ngày chuyện chưa được xác định sẽ còn là ẩn số. Y và Hoàng Lăng có quan hệ bình thường nên cũng không chắc. Lang Thế Quần đi thông cửa Lục Kiếm Dân, hơn nữa cũng được trưởng ban tổ chức cán bộ mới nhận chức là Tiêu Phượng Minh chấp nhận. Tiêu Phượng Minh lại là người của Hoàng Lăng, theo lý thuyết chuyện không có gì phải lo. Nhưng trước khi được Hoàng Lăng gật đầu thì chuyện không thể nào chắc chắn. Bây giờ Lang Thế Quần lại bị giam ở Bắc Kinh, hai nơi cách nhau quá xa thì chỉ sợ có biến hóa gì y cũng không kịp trở tay. Thị trưởng Vưu, chẳng lẽ chúng ta cứ chờ như thế này sao? Cục trưởng Triệu có tin gì không? Lang Thế Quần đúng là rất lo lắng. Vưu Liên Hương cũng biết sao Lang Thế Quần lại sốt ruột.
Cô thậm chí nghi ngờ Hoàng Lăng điểm danh cô và Lang Thế Quần ở lại Bắc Kinh phụ trách việc này có phải là giam Hoàng Lăng ở trên Bắc Kinh, sau đó chức bí thư huyện ủy kia sẽ do người khác nhận. Lang Thế Quần ở đây, bên kia làm xong cũng coi ván đã đóng thuyền, anh dù là đưa ai ra mặt cũng vô vọng, chờ lần sau đi. Lão Lang, anh gấp gì chứ? Bí thư Hoàng đã yêu cầu chúng ta ở đây làm việc, chuyện trong nhà không phải còn có người khác lo sao? Lúc này Vưu Liên Hương lại nghĩ thông suốt, ở Bắc Kinh cũng tốt, có ăn, có uống, có thể đi ngắm cảnh Bắc Kinh. Chứ về Ninh Lăng lại bận vì cuối năm. Cái này, thị trưởng Vưu chắc cũng biết tình hình Vân Lĩnh không giống mà. Lang Thế Quần cũng không tiện nói nhiều, Đỗ Minh Tùng chưa có quyết định chính thức, mà rời đi cũng chưa chắc Lang Thế Quần y làm bí thư. Y chỉ có thể nói với giọng hàm hồ như vậy mà thôi. Được rồi, có gì mà không giống chứ? Không phải là lão Đỗ sẽ đi sao? Trước khi đi, y cũng không thể vứt hết công việc đi mà, hơn nữa Vân Lĩnh có nhiều phó thế cơ mà. Anh lo gì chứ? Không có anh chẳng lẽ mọi người không làm việc được sao? Vưu Liên Hương trêu một câu. Nếu anh muốn vào vị trí bí thư bỏ trống thì tôi nói với anh thế này, là của anh thì anh ở Bắc Kinh nó cũng không chạy thoát. Không phải của anh thì dù anh về mỗi ngày ngồi chờ ở thị ủy nó cũng không bỏ tới bên anh. Vưu Liên Hương nói thẳng như vậy làm Lang Thế Quần nóng mặt. Lang Thế Quần cũng biết Vưu Liên Hương này có chút quan hệ, nếu không sao có thể thành trưởng ban tổ chức cán bộ, hơn nữa bây giờ còn làm phó thị trưởng thường trực nữa chứ. Chẳng qua thị trưởng Vưu hình như chỉ có quan hệ bình thường với bí thư Hoàng, ở vị trí quyết định như bí thư huyện ủy thì có lẽ thị trưởng Vưu không có mấy quyền lên tiếng. Đặng Nhược Hiền một lần nữa cảm nhận Triệu Quốc Đống đã thay đổi rất nhiều. Chỉ 3 tháng ngắn ngủi mà Triệu Quốc Đống biến hóa rất lớn. Nếu nói trước đây y nghi ngờ Triệu Quốc Đống có phải bị đá đi hay không, nhưng bây giờ Đặng Nhược Hiền biết chỉ sợ một bí thư thị ủy có thể làm được vị trí cục trưởng ở Bộ Năng lượng cũng là hiếm có. Triệu Quốc Đống gặp mặt một vị lãnh đạo của Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia mà vẫn rất tự nhiên, điều này làm Đặng Nhược Hiền có chút giật mình. Mặc dù vị lãnh đạo này chỉ là cục trưởng mà thôi, nhưng đó là Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia cơ mà. Trong tay vị cục trưởng này nắm giữ hạng mục và tài chính đủ để làm một nơi có lợi rất lớn. Mà Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh An Nguyên, Tần Hạo Nghiên cũng rất nhiệt tình với Triệu Quốc Đống. Sự khác biệt rõ ràng so với trước đây làm cho Đặng Nhược Hiền cảm nhận rõ sự khác biệt giữa tỉnh và Trung ương. Ra khỏi khách sạn, mấy vị của công ty thiết bị xăng dầu đều biết ý đứng ở xa xa mà đợi Triệu Quốc Đống, Đặng Nhược Hiền nói chuyện với nhau. Cục trưởng Quốc Đống lên Bắc Kinh một chuyến làm tôi thấy mình đúng là ếch ngồi đáy giếng. Anh lên Bắc Kinh là đúng, cơ hội này không phải lúc nào cũng có thể. Dù làm trưởng phòng của cấp bộ cũng có thể học hỏi không ít điều. Đặng Nhược Hiền thở dài nói. Chỉ buồn cười cho một số kẻ nghĩ rằng mình đã thắng. Ha ha, chuyện quá khứ đừng nói đến làm gì. Chỉ cần trong lòng chúng ta hiểu rõ là được. Tỉnh và cấp bộ trung ương có cơ chế trao đổi cán bộ, nếu có cơ hội anh cũng có thể lên bộ rèn luyện. Sẽ có lợi cho sự phát triển của anh. Triệu Quốc Đống không giấu gì. Lên đỉnh ở ngọn núi thấp thì anh cũng không thể nhìn được xa, chỉ thấy phạm vi hạn hẹp trước mắt mà thôi. Mặc dù tôi biết cơ hội này rất hiếm gặp nhưng tôi cũng phải cố gắng thử tranh thủ mới được. Đặng Nhược Hiền gật đầu nói. Quyển 12, chương 86. Lang Thế Quần và Phó Giám đốc Sở Năng lượng tỉnh, Ngô Tử Lâm một mực đứng chờ ở thang máy. Giám đốc Ngô, xem ra vị lãnh đạo bộ này đúng là đủ kiêu căng. Lang Thế Quần có chút khó chịu nói. Ha ha, anh không nghĩ xem bộ quản lý bao nhiêu việc. Đơn vị cấp phó bộ có bao nhiêu, tỉnh nào không có mấy hạng mục cơ chứ. Hạng mục lớn trong mắt chúng ta, bọn họ lại thấy quá quen. Ngô Tử Lâm lắc đầu nói. Đúng thế, cục trưởng Triệu có thể gặp chúng ta đã là may rồi. Có lẽ nguyên nhân là vì cục trưởng Triệu từ Ninh Lăng đi ra. Cục trưởng Triệu trước là thường vụ thị ủy kiêm bí thư quận ủy Tây Giang chúng tôi, sau đó mới điều tới Hoài Khánh. Lang Thế Quần và Triệu Quốc Đống chỉ biết nhau và gặp rồi chào hỏi mà thôi. Chẳng qua chuyện này sợ rằng không phải cục trưởng Triệu có thể làm xong, chủ yếu là do tập đoàn Quốc Điện. Ngô Tử Lâm thở dài một tiếng. Bên trên chỉ hắt hơi đã làm bên dưới chúng ta bị cảm. Hai người đang nói chuyện, Vưu Liên Hương nhận được điện nói khách đã tới. Cửa thang máy mở ra, Triệu Quốc Đống rất khách khí mời Đồng Minh Đường và Hình Nguyên đi trước. Đồng Minh Đường cùng Hình Nguyên không dám đi trước nên cứ đùn đẩy. Điều này làm Ngô Tử Lâm và Lang Thế Quần đứng ở cửa khá vui mừng. Xem ra vị cục trưởng Triệu này có trọng lượng không nhỏ ở trong bộ.
hai người Đồng Minh Đường và Hình Nguyên thì bọn họ đều biết. Một phó tổng giám đốc tập đoàn Quốc Điện, một giám đốc công ty đầu tư Thủy Điện Trung Quốc. Cục trưởng Triệu, tổng giám đốc Đường, giám đốc Hình, bên này mời. Ngô Tử Lâm và Triệu Quốc Đống cũng đã gặp nhau vài lần. Mặc dù không quá quen nhưng cũng biết hôm nay Triệu Quốc Đống mới là nhân vật chính. Ha ha, giám đốc Ngô khách khí quá, sao lại dám để anh đứng đây chờ chúng tôi? Lão lang cũng ở đây à? Triệu Quốc Đống cười cười bắt tay Ngô Tử Lâm, sau đó chào lang thế quần. Vưu Liên Hương thấy Đồng Minh Đường và Hình Nguyên đi hai bên Triệu Quốc Đống mà không khỏi có chút giật mình. Đồng Minh Đường là ai? Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc Điện, tới thị xã ngay cả Hoàng Lăng cũng phải đích thân tiếp. Về phần Hình Nguyên càng là nhân vật chính của việc lần này. Nói cách khác, hạng mục có thể khởi động hay không chủ yếu nằm trong tay công ty của Hình Nguyên. Hình Nguyên là nhân vật mắt cao hơn trán, Vưu Liên Hương đã gặp hai lần và thấy rất khó nói chuyện. Nhưng hai người này lại đi hai bên Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống cũng thoải mái. Điều này làm Vưu Liên Hương phải nhìn lại hắn. Giám đốc Sở Năng Lượng, Giang Diệu Dương và thị trưởng Trung Dược Quân đều thấy việc này không thể thành công nên tìm cớ về tỉnh, đẩy Vưu Liên Hương và Ngô Tử Lâm ở lại đây. Ngô Tử Lâm thì đỡ vì chỉ là phối hợp, nhưng Vưu Liên Hương lại rất khổ. Đây là mệnh lệnh Hoàng Lăng ra cho cô. Chủ khách ngồi xuống, Vưu Liên Hương cố lấy lại tinh thần giới thiệu người bên mình. Sau đó cô nói mấy câu khách sáo để kéo gần khoảng cách. Triệu Quốc Đống cảm nhận được suy nghĩ của Vưu Liên Hương nên xua tay ngăn hành động của cô. Thị trưởng Vưu, giám đốc Ngô, mọi người ngồi đây đều là người quen của tôi. Tôi cũng không nói nhiều. Trong thời gian này tập đoàn Quốc Điện gặp một số việc thì mọi người cũng biết. Lão Đồng vốn không thích hợp ra mặt nhưng bị tôi kéo đến. Về phần lão Hình cũng mới về Bắc Kinh, rất không dễ dàng. Hôm nay chúng ta ngồi cho thoải mái, rượu không nên quá ép buộc. Mọi người thấy sao? Vưu Liên Hương bị cản lại như vậy nên có chút do dự, nhưng cô lại thấy không có gì không ổn. Cô còn thấy hai người Đồng Minh Đường cùng Hình Nguyên đều liên tục gật đầu. Nếu Cục trưởng Triệu đã có đề nghị thì chúng tôi hôm nay sẽ theo ý. Nhưng xin mọi người không nên tiết kiệm cho tôi. Ninh Lăng mặc dù nghèo nhưng tiền vài chai rượu vẫn trả được. Vưu Liên Hương cười hì hì đứng lên nói. Cục trưởng Triệu, hay là tôi mời anh trước? Thị trưởng Vưu, tôi thì thôi. Lão Đồng và Lão Hình mới là nhân vật chính mà. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Lão Đồng, thị trưởng Vưu vốn là lãnh đạo cấp trên của tôi. Lúc tôi còn lăn lộn ở Ninh Lăng, thị trưởng Vưu giúp tôi rất nhiều. Tập đoàn Quốc Điện các anh cần phải giúp đỡ Ninh Lăng. Thị trưởng Vưu, Lão Đồng gật đầu rồi, chỉ còn chờ chị. Sau 2 năm rèn luyện làm sức uống của Vưu Liên Hương tăng thêm, cô không ngừng mời Đồng Minh Đường cùng Hình Nguyên. Ngô Tử Lâm cũng là người giỏi phối hợp, không ngừng nói và mời. Quốc Đống, kẻ sĩ 3 ngày không gặp đúng là khác. Vưu Liên Hương ngồi gần Triệu Quốc Đống, nhân lúc Ngô Tử Lâm cùng Lang Thế Quần mời khách, cô bắt đầu dò xét Triệu Quốc Đống. Ha ha, Vưu tỷ, nói thật lần này lên Bắc Kinh đúng là tôi không muốn mấy. Triệu Quốc Đống cười nói. Ở bộ làm việc đúng là khác hẳn ở cơ sở, không nói là ưu điểm hay khuyết điểm nhưng nó rất có ý nghĩa với tôi. Vậy Vưu tỷ thật lòng chúc mừng cậu. Mùi hướng trên người Vưu Liên Hương phả ra làm Triệu Quốc Đống nóng lên. Cơ thể đẫy đà mặc trong chiếc áo len bó sát trông càng thêm quyến rũ. Có được sẽ có mất, chẳng qua đối với tôi mà nói được càng nhiều hơn. Triệu Quốc Đống cũng không giấu. Nhiều người cảm thấy tôi rời khỏi Hoài Khánh là đáng tiếc. Cục diện đang tốt đẹp lại bị người phá ngang. Lúc đầu tôi cũng thấy vậy, nhưng giờ lại thấy quyết định của lãnh đạo luôn sáng suốt. Quốc Đống, lần này Vưu tỷ cần cậu giúp. Tên bất lực Trung Dược Quân cảm thấy việc khó giải quyết nên tìm lý do chạy. Hoàng Lăng đẩy sang cho Vưu tỷ, hạng mục này không động đậy thì Vưu tỷ không dám về Ninh Lăng. Vưu Liên Hương nửa thật nửa giả nói. Tôi đang thấy lạ sao cả Giang Diệu Dương và Trung Dược Quân đều không có ở đây. Ha ha. Hoàng Lăng có thể dễ dàng bỏ qua cho Trung Dược Quân nửa đường chạy trốn không? Hừ, Trung Dược Quân cũng có chút quan hệ, hơn nữa cũng mới tới nên Hoàng Lăng không tiện làm quá, cũng chỉ có thể giam Vưu tỷ ở đây. Quốc Đống, chuyện này có hy vọng gì không? Vưu tỷ, không giấu gì chị. Chuyện này lúc đến tôi đã hỏi Lão Đồng, chủ yếu là bên Ủy ban Kỷ luật Trung ương và Thanh tra Bộ. Người phụ trách hạng mục đã bị bắt, trong lúc nhất thời nhất định là không ra được. Bây giờ tập đoàn Quốc Điện cũng không có bao tâm trí lo các việc khác. Triệu Quốc Đống nói làm Vưu Liên Hương run lên. Không có chút hy vọng nào sao? Vưu tỷ, tôi thấy Hoàng Lăng cũng hiểu rõ việc này,
y không yêu cầu chị làm xong trước cuối năm đó chứ. Tôi thấy chỉ cần có lời hứa là đủ rồi. Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi nói. Đúng, tôi cần là thời hạn cụ thể, Hoàng Lăng lúc gọi cũng có ý này. Vưu Liên Hương vội vàng nói. Ồ, lát tôi hỏi xem một chút. Triệu Quốc Đống thấy Lang Thế Quần đi tới liền cầm chén lên. Nói như vậy chủ yếu là bên thanh tra bộ, phải được bên thanh tra bộ xác nhận mới có thể làm. Ăn xong, mấy người đổi chỗ khác ngồi nói chuyện. Cục trưởng Triệu, ngài cũng biết bên chúng tôi gặp ảnh hưởng rất lớn. Mặc dù theo tôi biết hạng mục của Ninh Lăng không quan hệ nhưng không có sự cho phép của thanh tra bộ, ai dám dễ dàng dính vào. Hình Nguyên nhăn nhó nói. Đồng Minh Đường cũng gật đầu nói. Lão Hình nói đúng, chuyện này phải nhờ thanh tra bộ. Vưu Liên Hương, Lang Thế Quần vội vàng nhìn Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống gọi cho Hùng Chính Lâm một lúc nhưng không nghe, có lẽ không ở Bắc Kinh, vì thế hắn suy nghĩ một chút rồi gọi cuộc khác. Tránh thanh tra Hải Sơn, chào ngài, tôi là Triệu Quốc Đống. Tôi có chút chuyện muốn báo cáo với ngài. Tôi biết ngài ở ngoài, xin làm phiền ngài vài phút. Ừ, chính là hạng mục trạm phát điện ở Cô Lỗ Câu, Ninh Lăng tỉnh An Nguyên bây giờ đang bị gác lại, đảng ủy, chính quyền địa phương đã làm rất nhiều công tác chuẩn bị. Ngài cũng biết tôi đã công tác khá lâu ở Ninh Lăng, đúng, có tình cảm, chuyện này tôi nghĩ nếu hạng mục không sao có thể. Đúng, mời ngài giúp một chút, đối đã khác nhau mà. Được, cảm ơn ngài, tôi chờ. Triệu Quốc Đống bỏ máy xuống, Đồng Minh Đường và Hình Nguyên có chút sợ hãi hỏi. Thanh Thiên Lão gia, nếu ở hệ thống bộ năng lượng ai cầm quyền to khiến mọi người đều e ngại thì ngoài Thái Chánh Dương ra chỉ còn Hải Thanh Sơn. Hải Thanh Sơn không quan tâm nghiệp vụ cụ thể nhưng y mà ra tay thì ở đó nhất định có vấn đề, điều tra không lưu tình. Dù Thái Chánh Dương có ra mặt nói giúp, Hải Thanh Sơn cũng không nể mặt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 12, chương 8-17. 10 phút sau Hải Thanh Sơn gọi lại cho Triệu Quốc Đống, nói hạng mục ở Ninh Lăng vẫn không dính vào việc điều tra của tập đoàn Quốc Điện, có thể căn cứ tình hình thực tế mà đẩy mạnh và tiến hành bình thường. Cũng tỏ vẻ sẽ thông báo việc này cho Phó Bộ trưởng Lưu Nham đang chủ trì công việc ở Tập đoàn Quốc Điện. Tin này làm đám người Vưu Liên Hương rất vui mừng. Triệu Quốc Đống cũng giúp người đến cùng, hắn lập tức gọi cho Lưu Nham đang kiểm tra công việc ở Nội Mông Cổ. Lưu Nham cũng đồng ý việc công ty đầu tư Thủy Điện Trung Quốc nhanh chóng khởi động hạng mục này. Vưu Liên Hương cùng Lang Thế Quần đều thâm than chuyện khó giải quyết như vậy, ngay cả Giang Diệu Dương, Trung Dược Quân thử một chút thấy khó liền rút lui. Vậy mà vào tay Triệu Quốc Đống lại quá đơn giản, vài cuộc điện là xong xuôi. Vưu Liên Hương không thể tưởng tượng được Triệu Quốc Đống làm như thế nào, nhưng cô biết nếu chỉ dựa vào quan hệ của mình Thái Chánh Dương thì Triệu Quốc Đống sẽ không làm được như vậy. Từ sự e ngại của Đồng Minh Đường và Hình Nguyên đối với vị tránh thanh tra bộ năng lượng kia, Vưu Liên Hương có thể thấy được uy thế của Hải Thanh Sơn. Vậy mà Triệu Quốc Đống có thể dễ dàng nói chuyện với đối phương như vậy, không hề có cảm giác áp lực nào. Sau đó cũng nói chuyện thoải mái với Phó Bộ trưởng Bộ Năng lượng. Chuyện Vưu Liên Hương vốn nghĩ không có hy vọng không ngờ đã được giải quyết trong bữa ăn này. Xem ra Cục trưởng Triệu và Hình Nguyên có quan hệ rất thân thiết. Hình Nguyên đứng xa xa nhìn Triệu Quốc Đống, Vưu Liên Hương ngồi trong sảnh uống cà phê và nói chuyện. Ừ, Cục trưởng Triệu trước làm bí thư huyện ủy một huyện ở Ninh Lăng, Vưu Liên Hương này đã là thường vụ thị ủy, trưởng ban thư ký thị ủy Hoài Khánh, coi như là lãnh đạo của Cục trưởng Triệu. Nghe nói hai người quan hệ khá tốt, tôi nghe Cục trưởng Triệu nói Vưu Liên Hương đã giúp y không ít. Đồng Minh Đường nghĩ đến việc mình đến Ninh Lăng khảo sát vài năm trước mà phải thở dài một tiếng. Mấy năm biến hóa quá nhanh, Triệu Quốc Đống bay quá nhanh làm người ta há hốc mồm. Ồ, Hình Nguyên suy nghĩ một chút, vừa nãy Lưu Nham gọi cho y nói với y hạng mục ở Ninh Lăng cần sớm bố trí tài chính, nhân viên, tranh thủ đầu năm sau khởi công toàn diện. Đồng Minh Đường cũng nhận được điện của Lưu Nham, qua đó có thể thấy Phó Bộ trưởng Lưu Nham coi trọng Triệu Quốc Đống như thế nào. Lão Hình, chuyện này làm cho sớm, Cục trưởng Triệu là người trọng tình nghĩa, y nhất định sẽ chú ý đến hạng mục này. Lang Thế Quần cũng đang đứng một bên nhìn Vưu Liên Hương và Triệu Quốc Đống nói chuyện. Triệu Quốc Đống đến Ninh Lăng làm việc thì y đang là Phó Cục trưởng Cục Nhân sự Thị xã, sau đó điều xuống làm Chủ tịch huyện Vân Lĩnh 4 năm. Lúc ấy y rất hâm mộ thành tích đạt được của Triệu Quốc Đống ở Hoa Lâm. Sau đó Triệu Quốc Đống điều tới làm bí thư quận ủy Tây Giang càng gây tiếng vang không nhỏ ở Ninh Lăng. Nạn lụt năm 1998, Triệu Quốc Đống bay lên tận đỉnh.
Cũng nhờ trận lụt ấy, phó chủ tịch quận Ngụy Hiểu Lam cũng được Triệu Quốc Đống cực lực tiến cử làm chủ tịch huyện Thương Hóa. Lúc ấy mọi người đều đoán Triệu Quốc Đống rất có thể thay Kim Vĩnh Kiện làm phó thị trưởng thường trực. Nhưng ai ngờ Triệu Quốc Đống lại nhảy ra ngoài, đến Hoài Khánh làm phó thị trưởng thường trực, nghe nói đối phương ở Hoài Khánh đạt được thành tích rất lớn. Công tác thu hút đầu tư luôn xếp nhóm đầu của tỉnh trong 2 năm. Đến nay không ít cán bộ lãnh đạo quận Tây Giang vẫn thấy vinh dự vì từng công tác cùng Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống rời khỏi chức thị trưởng Hoài Khánh đến Bộ Năng lượng nhận chức tạo thành không ít dư luận. Nhiều người nói Triệu Quốc Đống bị đẩy đi, chẳng qua bây giờ Lang Thế Quần thấy không giống. Theo y thấy năng lực của Triệu Quốc Đống ở Bộ Năng lượng là điều một thị trưởng không thể so sánh. Quan hệ mật thiết của Vưu Liên Hương và Triệu Quốc Đống là điều không bí mật gì, Lang Thế Quần sớm biết. Hoàng Lăng để Vưu Liên Hương chạy hạng mục này cũng vì nguyên nhân đó. Xem ra đã chọn đúng người rồi. Thật không ngờ Tiêu Phượng Minh thoáng cái thành trưởng ban tổ chức cán bộ. Triệu Quốc Đống thở dài nói. Chu Xuân Tú đến đại hội đại biểu nhân dân thị xã là tất nhiên. Tôi thật ra thấy Hoàng Lăng bỏ qua cho y lâu như vậy đúng là hiếm có. Hừ, Tiêu Phượng Minh lên chức cũng đâu được như cậu. Vưu Liên Hương sau khi làm phó thị trưởng thường trực mới hiểu sự phiền phức trong công việc cụ thể ở bên chính quyền. Công việc bên ban tổ chức cán bộ là rất nhàn, nhưng công việc bên chính quyền là thử thách độ dai và tính nhẫn nại của chị. Mà trên tỉnh khảo sát chỉ tiêu lại thường vào đầu chị khiến chị ngủ không ngon. Này Vưu tỷ, công việc trên bộ cũng không dễ như chị nghĩ đâu. Phải nhìn tổng thể, áp lực không nhỏ. Nếu chị muốn làm công ăn lương thì không sao. Nhưng nếu làm được việc nào đó ra hồn thì phải tốn nhiều công sức. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Vưu Liên Hương thấy Triệu Quốc Đống ra vẻ nhăn nhó liền cười hì hì nói. Quốc Đống, rèn luyện 2 năm chắc sẽ về an nguyên chứ. Bộ mặc dù tốt nhưng tôi thấy cậu không muốn phát triển ở bộ. Chị hiểu tôi Vưu tỷ. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng. Đúng thế, bộ mặc dù tốt nhưng tôi thấy không có cảm giác tự hào khi làm xong việc gì đó. Tôi thích cảm nhận thế giới thay đổi hàng ngày trong tay mình. Cảm giác này rất tuyệt vời nhưng ở bộ lại có thể làm được một chút chuyện mà tại tỉnh không thể làm. Vưu Liên Hương nghe xong mà có chút thất thần. Triệu Quốc Đống mặc dù đã rời khỏi Ninh Lăng, nhưng hắn đã thành công ngưng tụ một nhóm người ở đây. Đây chính là một nhóm người có năng lực, kích thích chí tiến thủ của mọi người. Từ Ngụy Hiểu Lam đến Hoắc Vân Đạt, từ Lô Miễn Dương đến Mạc Vinh, còn có Tiếu Chiêu Quý cùng Lạc Dục Thành. Những người này bây giờ đều làm tốt ở cương vị mới. Ngay cả Tằng Lệnh Thuần cũng hay nói nếu không có một năm cải cách đầy dứt khoát của Triệu Quốc Đống ở Tây Giang tuyệt đối không phát triển nhanh như bây giờ. Khu Hà Nam, Tây Giang phát triển rất nhanh, tổng GDP đã bằng nửa Tây Giang. Mà GDP Tây Giang lần trước vốn bị huyện Hoa Lâm kéo gần lại thì bây giờ đã bỏ xa huyện Hoa Lâm. Quốc Đống, cậu chọn Mạc Vinh là rất chính xác. Nếu không phải y phụ trách việc giải phóng mặt bằng ở khu Hà Nam thì tôi thấy nơi này sẽ phát triển chậm 1-2 năm. Vưu Liên Hương bỏ cốc nước xuống và nói. Có đôi khi dùng tốt một người sẽ thúc đẩy kinh tế cả khu vực đó. Vậy còn khu khai phát? Triệu Quốc Đống cũng rất quan tâm sự phát triển của khu khai phát Ninh Lăng. Lưu Như Hoài cùng Lô Miễn Dương phối hợp rất tốt, tổng giá trị sản xuất công nghiệp và vốn đầu tư vào khu khai phát hàng năm đều tạo kỷ lục mới. Tôi đoán chậm nhất là năm sau GDP của khu khai phát sẽ bắt kịp Tây Giang. Nếu không phải khu Hà Nam, Tây Giang phát triển quá nhanh thì sang năm khu khai phát sẽ bằng Tây Giang. Nhắc đến sự phát triển của khu khai phát Ninh Lăng, Vưu Liên Hương không nhịn được lộ ra vẻ tự hào. Đây là việc tốt, tôi tới bộ vẫn chú ý đến khu khai phát Ninh Lăng. Trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện của Ninh Lăng đã thành một bộ khung, nhưng tôi cũng chú ý thấy các công ty vào khu khai phát Ninh Lăng chỉ là các ngành truyền thống. Áp dụng khoa học kỹ thuật chưa nhiều, thiếu năng lực sáng chế sản phẩm mới, sản phẩm theo hướng quần chúng hóa, hơn nữa sản nghiệp chỉ có một là tín hiệu rất nguy hiểm. Bây giờ kinh tế quốc gia đang phát triển tốt nhưng sau thì sao? Về việc đảm bảo sự phát triển liên tục của khu khai phát, chị là phó thị trưởng thường trực cần phải rất chú ý. Quyển 12, chương 88. Sợi tóc mềm mại rơi trên cổ Triệu Quốc Đống, mùi hương thơm quanh quẩn trong mũi làm Triệu Quốc Đống ngứa ngáy trong lòng. Cơ thể quyến rũ trong chăn làm hắn quên đi nhiều sự buồn phiền. Hắn nhìn cô mà thầm than làm người nổi tiếng cũng khổ. Trình Nhược Lâm làm người nổi tiếng khiến hắn muốn hẹn cô cũng phải cẩn thận hơn. Chương trình siêu cấp SHOVK năm nay đạt thành công vang dội, cuộc thi đấu ở mấy khu vực đều đạt kỷ lục. Mà cuộc thi đấu cuối năm càng hấp dẫn ánh mắt gần như tất cả dân chúng Trung Quốc. Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng dành thời gian đến xem.
Chương trình giải trí kiểu bình dân hóa còn 2 năm phát triển mạnh, nhưng sức sống chỉ trong 3-4 năm nữa mà thôi. Điểm này Triệu Quốc Đống đã chuyên môn nhắc Trình Nhược Lâm. Nếu như không có thay đổi về nội dung và hình thức, siêu cấp SHOW rất nhanh sẽ phải dừng phát sóng. Cũng may Trình Nhược Lâm khá thông minh, cô lại tin lời Triệu Quốc Đống. Vì thế cô chọn lúc thích hợp chuyển sang mảng khác. Nhìn hoàn cảnh xung quanh, Triệu Quốc Đống có chút không quen. Hắn không thích quan hệ với phụ nữ ở nơi hoàn toàn xa lạ, có lẽ đây là một điểm đặc biệt của hắn. Trung tâm Hoa Úc thuộc về hắn và Lưu Nhược Đồng, không có ai được đến. Nó giống như căn nhà tứ hợp viện là dành riêng cho Khấu Linh vậy. Triệu Quốc Đống cảm thấy nếu ngay một hoàn cảnh riêng tư cũng không có thì quá xấu xí. Dù đi ngược lại đạo đức thì cũng cần có đủ sự tôn trọng lẫn nhau. Trình Nhược Lâm lần này lên Bắc Kinh tham gia một cuộc hội thảo phát hành sản phẩm cao cấp. Đối với nhân viên hợp đồng như vậy, đài truyền hình tỉnh An Nguyên không quản lý quá chặt. Ngược lại có rất nhiều đài truyền hình tỉnh mời gọi Trình Nhược Lâm, hứa cho cô đãi ngộ và quyền lực lớn hơn nhiều, hy vọng cô đến chỗ bọn họ. Chẳng qua Trình Nhược Lâm tạm thời chưa có ý định rời đi. Cô thấy làm ở An Nguyên rất thoải mái, quan hệ với đồng nghiệp cũng tốt. Trình Nhược Lâm đã có trợ lý riêng giúp cô xử lý việc cá nhân, điều này làm Triệu Quốc Đống có cái nhìn mới. Xem ra Trình Nhược Lâm đang từng bước sáng tạo bầu trời của cô. Cánh tay trần lộ ra ngoài làm cô thấy thoải mái. Cơn gió lạnh qua khe cửa sổ truyền vào làm người ta tỉnh táo, đồng thời lại làm hai cơ thể quấn lấy nhau. Qua ánh đèn, Trình Nhược Lâm dừng lại ở đôi mắt đó, hai tay cô không nhịn được đưa lên bám cổ hắn và khẽ giơ môi lên. Triệu Quốc Đống khẽ thở dài một tiếng, hấp dẫn như vậy ai có thể chống nổi. Hai đôi môi quấn vào nhau tạo thành cơn gió lốc, tiếng kêu yêu kiều và tiếng thở dốc tạo thành âm thanh mê hồn. Em định làm hết năm sau sẽ thôi không làm siêu cấp SHOW nữa sao? Sau cơn mưa gió, Trình Nhược Lâm dựa vào ngực Triệu Quốc Đống. Hắn khẽ vuốt ve tóc cô, sờ sờ lưng cô. Sao, không phải anh bảo em sớm nhảy ra khỏi vòng xoáy đó sao? Trình Nhược Lâm cười hì hì nói. Nhìn rõ tình hình là tốt nhưng lui ra như vậy cũng sẽ làm ta hụt hẫng. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Em bây giờ đang khá nổi, không thể nói ném bỏ là ném. Hơn nữa em làm chương trình siêu cấp SHOW này cũng thu được không ít kinh nghiệm quý giá, anh nghĩ em phải có suy nghĩ khác mới đúng. Trình Nhược Lâm nhướng mày nhìn hắn. Một lúc lâu sau cô hôn mạnh vào môi hắn. Quốc Đống, anh đúng là hiểu lòng em. Em vẫn suy nghĩ lời nhắc nhở của em. Em không muốn thành ngôi sao trong làng giải trí. Đài truyền hình An Nguyên hy vọng em tiếp tục làm tiết mục này, nhưng em đang suy nghĩ làm như thế nào để khi người xem thấy chán là có thể đổi mới tiết mục. Ồ, em có suy nghĩ gì? Trình Nhược Lâm là cô gái có tính độc lập, cũng có tính sáng tạo, điểm này Triệu Quốc Đống rất tin tưởng. Bây giờ còn chưa rõ nhưng anh biết là sau khi em ở bên anh thì giống như được cởi bỏ dây trói vậy, ngược lại không thể ngồi yên. Càng là chuyện khó khăn em càng muốn thử. Trình Nhược Lâm cười hì hì và nhìn hắn đầy quyến rũ. Triệu Quốc Đống nuốt ực nước bọt, khó khăn lắm mới nói thành tiếng. Vậy chẳng lẽ em không có phương hướng cụ thể sao? Vâng, bây giờ còn chưa suy nghĩ kỹ. Chẳng qua đầu tiên phải làm cho sang năm siêu cấp SHOW vẫn hút người xem mới được. Năm nay là thi đấu 5 khu vực, sang năm sẽ ở 8 khu vực, bao trùm cả nước, thậm chí cả khu vực Hong Kong nữa. Nói chuyện công việc của mình, Trình Nhược Lâm rất vui vẻ. Trình Nhược Lâm qua tiết mục siêu cấp SHOW mà nổi tiếng lên rất nhiều. Năm nay cô càng đẩy siêu cấp SHOW lên đến đỉnh cao. Có một số đài truyền hình địa phương bắt đầu bắt chước tiết mục siêu cấp SHOW, chẳng qua thực lực của đài truyền hình địa phương không đủ để khiêu chiến tiết mục siêu cấp SHOW càng lúc càng phát triển. Năm nay siêu cấp SHOW lấy được thành công rất lớn. Trình Nhược Lâm rất thông minh, cô không đơn thuần là MC, mà còn dần học cách làm đạo diễn tiết mục. Điều này khiến cô có tiếng nói và lựa chọn nhiều hơn trong công việc. Đương nhiên kiêm hai chức sẽ gặp áp lực lớn trong công việc, cũng khiến Trình Nhược Lâm bỏ qua gần như tất cả thời gian nghỉ ngơi. Vì thế nhiều lúc khi Triệu Quốc Đống ôm La Băng ngủ rồi mới thấy Trình Nhược Lâm về trong mệt mỏi. Nhược Lâm, sao em không nghĩ tự gây dựng sự nghiệp? Triệu Quốc Đống nghiêm túc nói. Tự gây dựng sự nghiệp, anh nói em. Trình Nhược Lâm ngẩn ra và nói. Vậy anh thấy em nên gây dựng sự nghiệp ở mảng gì? Hứng thú và yêu thích là điều quan trọng nhất. Ngoài ra còn có sở trường và kinh nghiệm của em, đây là điều cần thiết, còn phải thấy rõ xu thế phát triển của ngành này. Ba thứ kết hợp lại thì anh nghĩ em sẽ thành công.
Triệu Quốc Đống cười cười làm cho Trình Nhược Lâm thấy hắn đúng là rất hấp dẫn, tim cô đập mạnh. Ồ, nghe thì mê người nhưng em muốn nghe đề nghị cụ thể cơ. Trình Nhược Lâm đưa tay ra vẽ vẽ trên ngực hắn. Ví dụ như văn hóa truyền thông, ví dụ như làm phim, anh cảm thấy đó đều là ngành tốt. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Đức Sơn từng nói chuyện này với hắn, nói bây giờ ngành làm phim rất có tương lai phát triển, nhất là phim truyền hình, phim điện ảnh. Triệu Quốc Đống biết Đức Sơn có ý gì, thằng này suốt ngày ở trong giới giải trí, cũng có vẻ như người trong giới này. Lúc đầu Triệu Quốc Đống không quá để ý, Đức Sơn nếu thấy có nhiều tiền muốn làm chuyện ngu ngốc thì cứ việc. Chẳng qua sau khi xem bộ phim mới công chiếu gần đây làm Triệu Quốc Đống hơi động tâm. Ngành văn hóa Trung Quốc đã tiến vào con đường phát triển cực nhanh. Thời đại nhập phim Mỹ đã trôi qua, trong nước càng lúc càng có nhiều đạo diễn, diễn viên xuất sắc đang tự tìm kiếm giấc mơ của mình. Công ty sản xuất phim tư nhân cũng bắt đầu xuất hiện trên thị trường Trung Quốc, xúc tiến ngành điện ảnh Trung Quốc phát triển. Tương lai sự nghiệp của Trình Nhược Lâm là điều Triệu Quốc Đống rất chú ý. Nếu Trình Nhược Lâm tiếp tục như thế này thì có lẽ sẽ thành MC nổi tiếng, nhưng đó chưa chắc là cuộc sống cô muốn. Chủ yếu chính là Trình Nhược Lâm nghĩ như thế nào mới là quan trọng nhất. Không ai có thể làm chủ thay cô, Triệu Quốc Đống chỉ có thể đề nghị cô như vậy mà thôi. Trình Nhược Lâm trầm ngâm suy nghĩ, cô không nghĩ Triệu Quốc Đống sẽ bảo cô lựa chọn như vậy. Quyển 12, chương 89. Xe Opel chạy trên con đường đọng tuyết nên hơi trượt một chút, xem ra xe nổi tiếng của châu Âu chưa chắc đã có thể làm người ta hài lòng hết. Mặc dù đã tới Bắc Kinh mấy tháng nhưng Triệu Quốc Đống vẫn không quá quen đường ở đây. Ngoài đường từ trung tâm Hoa Úc đến bộ năng lượng thì hắn quen ra, các khu vực khác hắn chỉ có thể chỉ nhớ mang máng mà thôi. Cũng may nơi Lưu Nhược Đồng bảo hắn đến đón đường đi không quá phức tạp, vì thế Triệu Quốc Đống cũng tìm ra. Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế châu Á ngoài hai chữ châu Á ra còn đâu cơ cấu giống hệt London. Triệu Quốc Đống mặc dù không rõ cơ cấu của đơn vị này nhưng hắn cũng có thể đoán ra đôi chút. Trong này hầu hết đều là nhân viên nghiên cứu của quân nhân. Triệu Quốc Đống đến một con đường dễ vào, từ ngoài sẽ không nhìn thấy căn nhà 5 tầng kia, hơn nữa xung quanh cũng không có công trình kiến trúc đặc biệt nào. Ngoài mấy cửa ra thì anh gần như không thể tìm được thứ gì để lưu mình lại đây. Chẳng qua cửa bên ngoài đóng chặt làm Triệu Quốc Đống cảm nhận được ở đây không phải ai cũng tùy tiện vào được. Triệu Quốc Đống theo lời dặn của Lưu Nhược Đồng lấy ra một tờ giấy ra vào. Xe Opel lặng lẽ chạy vào trong sân. Mặc dù bề ngoài chỉ là căn nhà 5 tầng nhưng phía sau không hề nhỏ. Ngoài một bãi đỗ xe sạch sẽ nhiều cây ra thì nơi đây còn có một dãy nhà trệt. Ồ, Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống vừa đỗ xe mở cửa chuẩn bị gọi cho Lưu Nhược Đồng thì xe Hồng Kỳ bên cạnh cũng vừa vặn đỗ. Trương Hàm. Triệu Quốc Đống ngẩn ra, lúc này mới nhận ra người đàn ông đó chính là thiếu tá quân đội hắn đã gặp hôm hội thảo về chủ đề an toàn năng lượng Trung Quốc. Anh tới tìm tôi hay Chiêu ca? Trương Hàm lúc này cũng không còn vẻ lạnh nhạt như trước nhưng y đúng là rất ngạc nhiên khi Triệu Quốc Đống có thể vào đây. Ồ, tôi tới đón người, cô ấy có thể làm việc ở đây. Triệu Quốc Đống cười nói. Anh và Lão Trầm cũng đi làm ở đây. Không, chúng tôi thi thoảng tới đây trao đổi thôi. Trương Hàm hàm hồ nói. Anh đón người ở đâu? Tôi đang định gọi điện hỏi xem cô ấy đi đâu. Triệu Quốc Đống giơ giơ điện thoại lên. Được rồi. Không có việc gì thì chúng ta vào ngồi một chút, Chiêu ca vẫn hay nhắc tới anh, muốn trao đổi với anh. Trương Hàm là người thẳng thắn, chỉ cần người y thấy đáng quan hệ sẽ có thái độ khác ngay. Triệu Quốc Đống do dự một chút nhưng thấy Lưu Nhược Đồng không gọi cho mình thì hắn đoán cô chưa xong việc. Vì thế hắn gật đầu đi theo Trương Hàm vào trong nhà. Anh vào đây bằng cách nào? Trương Hàm nói. Tôi có giấy ra vào. Triệu Quốc Đống không suy nghĩ nhiều. Trương Hàm không hỏi nữa, y đoán có lẽ Triệu Quốc Đống là quan chức bộ năng lượng nên vì có việc nên nhận được giấy ra vào đây. Hai người trực tiếp đi lên tầng 3. Đường sắt Điền Miễn nối từ Điền Nam tới Myanmar theo giá trị kinh tế hiện nay sẽ không lớn, nhất là đường sắt trải qua khu vực địa chất phức tạp, tốn kém nhiều, hơn nữa tài chính quốc gia hiện nay cũng không thể dồn quá nhiều để làm con đường này. Một người đàn ông nho nhã ngồi trên ghế liên tục lắc đầu nói. Sai rồi. Lúc trước khi chống Nhật, gian khổ như vậy mà chính quyền quốc dân đảng cũng đã tính tới làm đường sắt Điền Miễn. Mục đích chính là muốn mở con đường từ phía tây nam nước ta ra biển. Con đường thông qua Myanmar sẽ đảm bảo cho việc vận chuyển vật tư trong nội địa nước ta. Mà bây giờ nguồn năng lượng của chúng ta bị Mỹ lợi dụng trụ sở quân sự ở Singapore hạn chế,
Một khi quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ có biến đổi sẽ khiến con đường năng lượng của nước ta gặp nguy hiểm rất nhiều. Lên tiếng chính là Trầm Đông Chiêu. Nhưng bây giờ kinh tế nước ta có nhiều việc cần dùng đến tiền, mà tôi cho rằng tình hình cũng không quá xấu như anh nói. Hiện nay quốc gia không phải đang đẩy mạnh làm đường ống dẫn dầu tới Trung Á sao? Nga cũng đang cân nhắc đưa dầu khí từ Siberia của bọn họ đến nước ta, việc vận chuyển bằng đường sắt cũng đang được cân nhắc. Nếu như đường ống dẫn khí từ Kazakhstan cùng tu ký lô Metanistan đến Tân Cương nước ta làm xong, tôi nghĩ việc nhập khẩu dầu thô của nước ta từ Trung Đông sẽ được giảm bớt. Người đàn ông kia lên tiếng. Khí đốt của Trung Á cùng Siberia cũng không thể thỏa mãn nhu cầu dầu thô tăng lên khi kinh tế Trung Quốc phát triển. Ở điểm này tôi cảm thấy nhiều người cũng không cảm thấy khi kinh tế nước ta không ngừng tăng lên, thu nhập người dân tăng lên, thời đại dùng ô tô sẽ nhàn hắn đến. Vấn đề vận chuyển hàng năm cũng đã tiêu tốn rất nhiều xăng dầu. Nếu chúng ta bây giờ không sớm có kế hoạch thì tới lúc đó sẽ càng thêm bị động. Triệu Quốc Đống rất thích không khí các cuộc trao đổi như thế này. Nhất là khi Trầm Đông Chiêu thấy hắn liền cười cười cổ vũ cho nên hắn cũng không khách khí. Dù là Trung Á cùng Nga chuyển dầu khí đến Trung Quốc ta thì cũng sẽ như thế nào chứ? Tôi dám khẳng định dầu khí từ Trung Á cùng Nga chỉ có thể là sự bổ sung. Dầu mỏ từ Trung Ô Đông trong một thời gian dài sau đây sẽ là nguồn nhập khẩu chủ yếu của nước ta. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Singapore cũng không quá tốt, đừng tưởng bọn họ thân mật với chúng ta nhưng thực tế sớm nói cho chúng ta biết bọn họ chú trọng về lợi ích. Kinh doanh chúng ta không nói, đồng thời còn kéo nước Mỹ đến để áp chế chúng ta cũng là cách tính kỹ càng của bọn họ. Ừ, tôi tin mấy nước xung quanh chúng ta về sau cũng sẽ dùng chiêu này như Thái Lan, Ấn Độ. Triệu Quốc Đống tham gia làm ánh mắt mọi người nhìn y. Trầm Đông Chiêu thực ra lại cười cười. Mấy người khác thấy Triệu Quốc Đống đi cùng Trương Hàm vào đây, Trần Đông Chiêu lại có vẻ mặt như vậy nên nghĩ đó là bạn của Trần Đông Chiêu nên đều im lặng nghe Triệu Quốc Đống nói tiếp. An toàn năng lượng của Trung Quốc chúng ta cần phải có nhiều con đường. Ví dụ như có thể thay đổi kết cấu nguồn năng lượng. Nhưng trong một thời gian khá dài việc dựa vào dầu mỏ là không thể thay đổi. Như vậy vì đảm bảo an toàn năng lượng, chúng ta chỉ có thể đi bằng mấy chân. Xây dựng con đường năng lượng Trung Á, Tân Cương không chỉ là vận chuyển khí đốt. Xây dựng đường sắt từ Trung Á đến Tân Cương cũng là bước đi nhất định phải làm. Nó chẳng những tăng cường ảnh hưởng về kinh tế, chính trị của nước ta với khu vực Trung Á, bảo vệ lợi ích nước ta tại khu vực Trung Á. Hơn nữa càng quan trọng là khi tăng cường quan hệ với khu vực Trung Á sẽ khiến khu vực phía Tây nước ta được ổn định. Nghe ý của anh thì giống như còn có chiếc chân khác, còn chân nào? Một người đàn ông trẻ tuổi nhìn thẳng vào Triệu Quốc Đống mà hỏi. Đó là con đường Điền Miễn và con đường nối tới Pakistan. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Đường nối tới Pakistan. Tất cả mọi người đang ngồi đều ngạc nhiên. Đúng thế, từ Kashmir chạy về phía Tây Nam đến tận cảng Wada ở Vịnh Pek, Sikh Pakistan. Triệu Quốc Đống cười nói. Đây chính là chân khác đảm bảo nguồn năng lượng và lợi ích kinh tế nước ta. Triệu Quốc Đống nói làm mọi người đều chấn động. Trung Quốc vừa mới đồng ý giúp Pakistan xây dựng cảng Wada, người này không ngờ có thể thấy được vị trí chiến lược của cảng Wada, thậm chí có thể liên tưởng đến việc từ cảng Wada chạy đến khu vực Kashmir, đến Tân Cương. Từ Wada đến Kashmir, từ Sitwe Myanmar đến Côn Minh, nếu như có thể thành lập được hai con đường vận chuyển năng lượng này thì an toàn năng lượng của Trung Quốc chúng ta sẽ được giảm nhẹ không ít. Hơn nữa hiệu quả nó mang tới không chỉ là an toàn năng lượng. Triệu Quốc Đống nói. Khu vực phía Tây Trung Quốc phát triển chậm chạp, mặc dù Trung ương đã có chính sách phát triển phía Tây nhưng muốn áp dụng vào thực tế thì cần đầu tư rất nhiều, thậm chí còn phải có đầu tư mang tính chiến lược. Triệu Quốc Đống nói là mọi người đều gật đầu đồng ý. Từ Kashmir đến cảng Wada, Côn Minh đến Sitwe, hai con đường chiến lược này nếu xây dựng xong chẳng những có thể củng cố quan hệ đồng minh chiến lược giữa Trung Quốc với Pakistan cùng Myanmar, còn khiến cho hai quốc gia này liên hệ mật thiết với kinh tế nước ta. Đảm bảo ý đồ chiến lược của Trung Quốc áp dụng được ở hai nước này, áp chế Ấn Độ dở trò. Quyển 12, chương 90. Trầm Đông Chiêu không ngờ Triệu Quốc Đống đến đây mà vẫn có thể nói ra quan điểm của mình một cách sắc bén đến như vậy. Không chỉ đưa ra quan điểm về vấn đề an toàn năng lượng, còn nói đến việc phát triển phía Tây cùng với chiến lược an toàn quyết định. Ha ha, Quốc Đống, xem ra quan điểm của cậu đã làm chúng tôi chú ý rồi đó. Trầm Đông Chiêu cười cười giới thiệu. Tôi giới thiệu một chút, Triệu Quốc Đống, bạn của tôi. Cậu ta đang làm việc ở Cục Quy hoạch và Phát triển, Bộ Năng lượng. Mấy vị này cũng là bạn của tôi,
Bọn họ đều là người của Việt, mọi người gọi cậu ta Quốc Đống là được. Triệu Quốc Đống nhìn qua là biết những vị này có người là nhân viên nghiên cứu chuyên trách, có người lác khách đến đây trao đổi. Mặc dù Triệu Quốc Đống còn trẻ nhất nhưng những người này chỉ có chút kinh ngạc mà thôi. Quốc Đống, sắp tới chúng tôi sẽ làm một đề tài nghiên cứu tổng hợp. Đó chính là Trung Quốc làm như thế nào đảm bảo lợi ích chiến lược, trong đó cũng gồm cả nguồn năng lượng. Bởi vì an toàn năng lượng theo tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc không ngừng tăng lên, nó cũng thành một bộ phận rất quan trọng cho chiến lược an toàn của nước ta. Vì thế chúng tôi cũng muốn nghe ý kiến của các nhân viên liên quan. Tôi đang định vài hôm nữa tới gặp nói chuyện với cậu, hôm nay cậu tới vừa lúc để mọi người trao đổi. Trầm Đông Chiêu cười cười nhìn Triệu Quốc Đống. Tôi rất hứng thú với quan điểm lần trước cậu đã nói quân đội Trung Quốc nên chủ động đi ra nước ngoài để bảo đảm lợi ích quốc gia. Nhưng quân đội từ khi lập nước đến nay vẫn có xu thế là phòng ngự chiến lược. Câu này của cậu hình như có nghĩa chiến lược quân sự của nước ta cần thay đổi một chút. Phòng ngự chiến lược cũng không có nghĩa chỉ quanh quẩn trong nước không tiến ra. Trung Quốc là nước lớn, có chân trong năm nước của Hội đồng Bảo an. Bây giờ nước ta quan hệ nhiều với quốc tế, vấn đề lợi ích càng lúc càng rõ ràng. Vấn đề Đài Loan, vấn đề biển đều liên quan đến chiến lược an toàn nước ta. Triệu Quốc Đống không hề mất bình tĩnh khi có nhiều người lạ mặt. Dù sao đề tài này cũng không quan hệ mấy tới công việc của hắn, hắn có thể thoải mái lên tiếng. Quân đội không nên ôm tâm lý bảo thủ như 10, 20 năm về trước. Mà phải thấy theo kinh tế Trung Quốc phát triển, sức ảnh hưởng chính trị không ngừng tăng lên, các mặt lợi ích không ngừng thay đổi. Quân đội cũng cần thay đổi theo để thích ứng với thế giới. Đề tài này của cậu rất rộng, có thể nói cụ thể một chút không? Một người đàn ông lạnh nhạt nói. Được, tôi sẽ nói vài câu. Triệu Quốc Đống nói. Chiến tranh Afghanistan diễn ra, chính quyền Taliban bị tiêu diệt nó sẽ khiến vấn đề xung đột tôn giáo, bộ tộc ở khu vực Trung Á càng thêm phức tạp. Chủ nghĩa khủng bố sẽ càng khó có thể khống chế. Khu vực phía Tây nước ta có nhiều dân tộc, vốn không ổn định. Vì giữ ổn định khu vực phía Tây, quốc gia không chỉ phát triển kinh tế, đoàn kết dân tộc, đồng thời cũng phải để quân đội đi ra nước ngoài. Lợi dụng cơ cấu tổ chức hợp tác Thượng Hải mà tăng cường hợp tác quân sự với các nước trong khu vực Trung Á, đả kích chủ nghĩa khủng bố. Lại ví dụ như các công ty năng lượng của Trung Quốc đang tích cực hợp tác ở Iran, Myanmar, Congo, Angola. Các địa phương đó về sau cũng là con đường quan trọng cung cấp năng lượng cho Trung Quốc, quân đội làm thế nào đảm bảo vận chuyển năng lượng không có sự cố. Như vậy chúng ta phải tăng cường lực lượng quân đội, nhất là hải quân phải tiến giới ngoài, đến Nam Hải, đến Ấn Độ Dương. Vừa nãy tôi cũng đã nói đến Guada, Sitwe, đây đều là các điểm đến lý tưởng đầu tiên của nước ta. Tại sao hải quân Mỹ lại có thể thành lập trụ sở ở khắp nơi trên thế giới, hải quân nước ta chẳng lẽ ngay cả đi một vòng cũng sợ đầu sợ đuôi sao? Anh không dám nghĩ, không dám đi, không dám trải qua mưa gió thì sao có thể trưởng thành được? Mấy người kia nhìn nhau và thấy lời của Triệu Quốc Đống nói mặc dù chưa chắc hoàn toàn phù hợp thực tế nhưng cũng có điểm độc đáo. Nhất là đưa ra vấn đề hải quân cần phải đi ra ngoài để đảm bảo lợi ích quốc gia, đảm bảo an toàn năng lượng cũng phù hợp với ý tưởng phòng ngự từ xa của hải quân. Triệu Quốc Đống đương nhiên biết những người trước mặt mình đều là tinh anh, bọn họ hiểu về thế giới hơn hắn nhiều. Nhưng bọn họ không có kiến thức về sau như hắn, có đôi khi chỉ cần mở một phiến lá là cả khu vực rộng rãi lên. Nếu như có thể dựa vào cơ hội này ảnh hưởng đến chiến lược quốc gia, Triệu Quốc Đống đồng ý nói chuyện 8-9 tiếng không nghỉ. Triệu Quốc Đống không dám hy vọng xa vời có một ngày mình ảnh hưởng được đến vận mệnh quốc gia, nhưng ít nhất hắn muốn cố gắng hết mức có thể cho sự phát triển của quốc gia. Giống như hắn vừa nói vậy, anh làm không làm thì sao có thể hy vọng làm tốt. Lưu Nhược Đồng rất kinh ngạc đứng ngoài cửa nghe Triệu Quốc Đống lên tiếng ở trong phòng. Cửa khép hờ nhưng giọng của Triệu Quốc Đống thì cô có thể nhận ra. Mấy người bên trong cô không quá quen nhưng Trầm Đông Chiêu cô nhận ra được. Trầm gia cũng là gia tộc cách mạng như Lưu gia. Triệu Quốc Đống sao lại quen những người này? Điều này làm Trầm Đông Chiêu rất tò mò. Trầm Đông Chiêu là người có lai lịch và tính cách thẳng thắn, y đưa ra nhiều phát biểu khá quan trọng trong quân đội, hơn nữa Trầm gia cũng có sức ảnh hưởng đặc biệt trong quân đội nên khiến Trầm Đông Chiêu thành người được xác định làm tương lai của quân nhân Trung Quốc. Nhưng người này luôn cho rằng quân đội Trung Quốc bây giờ rất bảo thủ, y khó có thể dung nhập vào đó. Từ quan điểm và tư tưởng đều là người đi trước. Vì thế y buông tha tương lai tốt đẹp trong quân đội mà chuyển sang làm ở Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Bộ Quốc phòng. Chính Trầm Đông Chiêu đã nói y hy vọng có thể có một không gian rộng mở để y thăm dò phương hướng phát triển của quân đội Trung Quốc.
Mặc dù lời này hơi quá nhưng không thể phủ nhận phong cách của Trầm Đông Chiêu làm lãnh đạo cao cấp của quân đội Trung Quốc coi trọng, cho rằng cũng cần một số người như Trầm Đông Chiêu để thăm dò con đường phát triển của quân đội Trung Quốc, đồng thời trong quân đội cũng có một nhóm quân nhân trẻ tuổi vây quanh Trầm Đông Chiêu, ủng hộ quan điểm của y. Điều này làm cho địa vị Trầm Đông Chiêu càng thêm đặc biệt. Triệu Quốc Đống đương nhiên không biết Lưu Nhược Đồng đang đứng ngoài nghe mình nói, hắn cũng không biết Trầm Đông Chiêu là người như thế nào. Chẳng qua hắn cảm thấy Trầm Đông Chiêu là người cầm đầu ở đây. Nói đúng, một bài học của người ngoài ngành có thể làm cho quân nhân chúng ta tỉnh mộng. Tôi đúng là hy vọng lãnh đạo cao cấp trong quân đội nghe một chút những lời cậu nói. Trầm Đông Chiêu cười ha hả đứng lên vỗ vai Triệu Quốc Đống. Xem ra đề tài nghiên cứu này của chúng tôi cần phải làm phiền cậu không ít, cũng chào đón cậu thường xuyên đến đây trao đổi. Đương nhiên nếu như cậu từ góc độ ngành sản xuất mà đưa mấy vấn đề này thành một bài viết, để cấp trên xem cái nhìn của người ngoài ngành quân đội, tôi nghĩ hiệu quả càng tốt hơn nữa. Ít nhất tốt hơn so với chúng tôi ngồi đây lên tiếng nhiều. Trầm Đông Chiêu nhìn quan rồi nói tiếp. Mọi người nói có đúng không? Mọi người đều nở nụ cười. Triệu Quốc Đống cũng cười. Trầm Đông Chiêu này xem ra khá thú vị, phải nói không giống một quân nhân chân chính không nên có thái độ và tâm trạng này. Ồ, đúng, cậu không phải đến đón người sao? Cậu đón ai vậy? Trương Hàm như đột nhiên nghĩ ra gì đó nên hỏi. Ồ, Quốc Đống, cậu đến đây đón người sao? Trầm Đông Chiêu cũng có chút kinh ngạc, người ở đây đều có lai lịch, y vốn nghĩ Trương Hàm mời Triệu Quốc Đống tới. Là vợ tôi, cô ấy làm việc ở đây, tôi nghĩ chắc là xong việc rồi. Triệu Quốc Đống cười cười rút điện thoại ra. Vợ cậu, là ai? Trầm Đông Chiêu tò mò nói. Lưu Nhược Đồng. Triệu Quốc Đống do dự một chút rồi nói. Hắn không biết có thích hợp không? D-A-I-S-I-L-I. Trầm Đông Chiêu cười nói. Ồ, cậu chính là vị tiểu quan Lưu mà bọn họ nói sao? Quyển 12, chương 9-11. Đến khi rời khỏi khu vực đó, Triệu Quốc Đống vẫn có chút buồn bực vì mình nói hay như vậy mà lại là kẻ quan Lưu trong mắt bọn họ sao? Xem ra đám người này rất tự cao, có lẽ là nhờ phụ huynh nên bọn họ thấy mình cao hơn người khác. Chẳng qua điều này không nghĩa là bọn họ thật sự không có sở trường gì. Ít nhất Trầm Đông Chiêu thể hiện năng lực nói rõ y thấy phương hướng phát triển của quân đội Trung Quốc. Thấy Triệu Quốc Đống có vẻ buồn bực ngồi im lặng không nói, Lưu Nhược Đồng không nhịn được cười nói. Có phải là cảm thấy Trầm Đông Chiêu nói không hay? Miệng Trầm Đông Chiêu vốn là như vậy, sắc như đao. Bạn thời đại học của y đều nói như vậy. Không phải, chỉ là anh cảm thấy những người này cho rằng mình hơn người khác. Giống như người khác là quê mùa vậy, chỉ có bọn họ mới là tinh anh của Trung Quốc. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Lưu Nhược Đồng có thể nhận ra vẻ châm biếm trong giọng Triệu Quốc Đống. Cô ngẩn ra một chút. Bọn họ có lẽ thi thoảng kiêu căng một chút nhưng cũng không phải với bất cứ ai. Ít nhất anh đã dùng biểu hiện chứng minh được mình. Anh cần chứng minh bản thân với bọn họ sao? Triệu Quốc Đống nhìn về trước, linh hoạt chuyển hướng rồi hỏi lại một câu. Con người không thể không có sự tự tin, nếu như là dựa vào ông cha mà thấy hơn người thì đó là chuyện nực cười trên đời này. Lưu Nhược Đồng thở dài một tiếng, xem ra Triệu Quốc Đống không thích đám người kia. Mặc dù Triệu Quốc Đống được bọn họ tôn trọng, nhưng Triệu Quốc Đống lại không tôn trọng bọn họ. Anh thật sự là một kẻ quan liêu chỉ một lòng muốn bò lên như lời bọn họ nói không? Triệu Quốc Đống đột nhiên nói. Không, ngay từ đầu em và tứ tỷ biết anh không phải như vậy. Nếu là loại người đó thì dù y có giấu tốt đến đâu đều không thể thay đổi mục đích thật của mình. Em tin vào ánh mắt và cảm giác của mình. Lưu Nhược Đồng lắc đầu nói. Có lẽ nhà của em có một vài người thấy như vậy. Nhưng Lưu Thác cùng Lưu Nham đều rất khen anh, thậm chí cho rằng anh có thể mang tới vinh quang cho Lưu gia. Triệu Quốc Đống cười cười không nói. Hắn biết tiếp tục nói chuyện này cũng không có bao tác dụng. Cuộc hôn nhân của hắn và Lưu Nhược Đồng lúc trước chỉ là ngụy trang. Nhưng bây giờ nó càng lúc càng trở nên thật. Thậm chí ngay cả Triệu Quốc Đống cũng cảm thấy cuộc hôn nhân này làm mình có một tia bình yên. Triệu Quốc Đống cũng có thể cảm nhận được Lưu Nhược Đồng cũng nghĩ giống mình. Cả hai đã bắt đầu có cảm giác mong chờ. Bài này do chú viết. Thái Chánh Dương chỉ tờ Nhật Báo Kinh tế trước mặt rồi hỏi Triệu Quốc Đống. Vâng. Triệu Quốc Đống gật đầu. Viết rất tốt, kết hợp công việc của Bộ Năng lượng chúng ta cùng chính sách phát triển phía Tây của Trung ương. Chủ nhiệm Kim, văn phòng nghiên cứu chính sách quốc vụ viện đã gọi điện tới hỏi anh về chú đó. Thái Chánh Dương dựa lưng vào ghế rồi nói tiếp. Quốc Đống,
chú đã đến bộ 3 tháng rồi, cảm thấy thế nào? Triệu Quốc Đống có chút buồn bực, sao Thái Chánh Dương đột nhiên hỏi việc này? Rất tốt, ở trên bộ em được tiếp xúc nhiều thứ mà ở tỉnh không thể tiếp xúc, rất nhiều vấn đề thấy toàn diện hơn. Nói thật có đôi khi em thấy ở đây có thể làm được một vài thứ mà bên dưới không thể làm, rất thỏa mãn. Nhưng có đôi khi em lại thấy việc mình làm không thể dùng từ ngữ và hình ảnh cụ thể mà diễn tả. Nếu là người khác chắc cũng cảm thấy như em. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút và nói. Cảm giác này rất mâu thuẫn nhưng em thấy cũng khá phong phú. Không giống lúc trước em lo lên bộ không thể làm được gì. Quốc Đống, chú phải học cách nhìn vấn đề theo hướng vĩ mô, không nên suy nghĩ vào một hai chuyện cụ thể, biết không? Thái Chánh Dương cười ha hả nói. Bài này của chú có tính đại cục cao, anh đã đọc kỹ thì thấy vừa ở mức cao, vừa cụ thể. Chánh văn phòng Kim cũng khen không dứt, còn bài viết mê hoặc năng lượng mới của chú lúc trước, anh thấy làm người ta hiểu ra rất nhiều. Chú có biết là Phó Thủ tướng Lục rất hứng thú với bài này không? Em vẫn suy nghĩ ở bộ vừa muốn làm việc vừa muốn thể hiện quan điểm của mình. Phát triển phía Tây có ý nghĩa rất lớn, nhưng em vẫn thấy Trung ương mặc dù đưa ra tư tưởng này nhưng không đưa ra biện pháp thực tế. Ngoài đường sắt Thanh Tàng ra thì các tỉnh gần như đều đợi Trung ương. Em đang suy nghĩ có phải bộ năng lượng chúng ta nên đi trước một bước không? Triệu Quốc Đống nói làm Thái Chánh Dương gật đầu cổ vũ hắn nói tiếp. Khu vực phía Tây nhiều tài nguyên thiên nhiên nhưng phương tiện trụ cột lạc hậu. Bộ năng lượng cần làm như thế nào để đi trước một bước? Đầu tiên là phải đẩy mạnh khai thác thủy điện. Trên thực tế điểm này chúng ta cũng có nhiều quy hoạch nhưng vẫn không áp dụng trên quy mô lớn. Em cảm thấy có thể đẩy mạnh mức độ hơn nữa. Thứ hai, tăng cường xây dựng phương tiện trụ cột đối với nguồn năng lượng, điểm này là rất quan trọng. Khu vực phía Tây có nguồn năng lượng phong phú, nếu không có hệ thống truyền tải điện tốt đưa đi thì dù chúng ta đầu tư lớn như thế nào vào khu vực phía Tây cũng không mang lại hiệu quả thực sự. Điểm này em cảm thấy chúng ta trước đó đã bỏ qua, bây giờ phải lập tức bù đắp lại. Thái Chánh Dương khá hài lòng. Xem ra 3 tháng vừa rồi Triệu Quốc Đống đã chính thức quyết tâm suy nghĩ thực trạng phát triển của ngành năng lượng và đã làm khá xuất sắc. Triệu Quốc Đống nhận ra Thái Chánh Dương có vẻ có gì đó muốn dặn mình. Vẻ mặt Thái Chánh Dương hơi lạ làm hắn rất khó hiểu. Quốc Đống, quan điểm của chú rất tốt, nếu có thể thì anh đề nghị chú dành tâm sức chỉnh sửa lại một chút, viết ra một đề tài về sự phát triển nguồn năng lượng mới và an toàn năng lượng quốc gia, anh khi báo cáo công việc với Phó Thủ tướng Lục sẽ trích dẫn quan điểm của chú. Triệu Quốc Đống nghe vậy không khỏi vui mừng. Thái Chánh Dương đây chính là cảm thấy y trích dẫn quan điểm của Triệu Quốc Đống chính là được lợi về mình. Nhưng đối với Triệu Quốc Đống mà nói nếu có thể biến ý đồ của mình thành ý tưởng của quốc gia thì đó mới là quan trọng nhất. Về phần quan điểm đó chính là do hắn kết hợp với tri thức sau này cùng vài kiến thức hắn có được khi đến bộ năng lượng làm. Nếu có thể giúp Thái Chánh Dương một chút, Triệu Quốc Đống càng vui vẻ. Tốt quá, lúc nào anh cần. Nếu như cần chi tiết hơn thì em sẽ tìm thêm tài liệu. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Trước tháng 3, anh muốn báo cáo với Phó Thủ tướng Lý trước hội nghị Đại hội đại biểu nhân dân, sau đó sẽ đưa ra thảo luận trong hội nghị, nhanh chóng đưa quan điểm vào thực tế. Thái Chánh Dương thở phào nhẹ nhõm giống như cởi bỏ được khúc mắc trong lòng. Sang năm là năm cuối cùng của khóa này, anh hy vọng có thể chứng thực một vài quan điểm của chúng ta khi anh còn làm Bộ trưởng Bộ Năng lượng. Triệu Quốc Đống khẽ gật đầu. Quốc Đống, sang năm chú có ý gì không? Thái Chánh Dương đột nhiên nói. Chú tiếp tục làm ở bộ hay đổi nơi khác? Thái ca, anh muốn xuống tỉnh. Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu. Sang năm sẽ tiến hành điều chỉnh lại bộ máy cán bộ, một nhóm cán bộ trẻ trung sẽ được điều lên vị trí quan trọng hơn. Như đám người Ninh Pháp, Thái Chánh Dương sẽ đón một thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp chính trị của mình. Nếu như không có bất ngờ xảy ra thì anh sẽ xuống tỉnh. Trước mặt Triệu Quốc Đống, Thái Chánh Dương cũng không giấu. Thực ra việc này cũng không phải bí mật gì. Thái Chánh Dương đã qua tuổi 50 có cơ hội xuống địa phương làm một khóa cũng là hy vọng của y. Nếu như thuận lợi có lẽ còn tiến thêm bước nữa. Chú thì sao, chú định như thế nào? Em không biết, bây giờ vẫn chưa nghĩ kỹ. Triệu Quốc Đống nói, nếu không muốn về tỉnh An Nguyên thì có thể đi theo anh. Đương nhiên nếu chú thấy ở bộ phát huy được hơn thì có thể tiếp tục ở lại bộ rèn luyện 2 năm. Mọi việc do chú. Thái Chánh Dương suy nghĩ một chút rồi nói. Quyển 12, chương 92. Ra khỏi văn phòng Thái Chánh Dương, Triệu Quốc Đống vẫn suy nghĩ cuộc nói chuyện vừa rồi. Theo lời của Thái Chánh Dương thì y sẽ xuống tỉnh nhưng không phải An Nguyên, còn cụ thể đi đâu lại chưa rõ.
Có lẽ bản thân Thái Chánh Dương cũng không rõ. Triệu Quốc Đống cũng không dự định tiếp tục làm ở bộ. Mặc dù công việc ở bộ năng lượng rất hấp dẫn đối với hắn, nhưng nó có điều kiện khi anh có đủ không gian thi triển và sự tin tưởng của lãnh đạo. Thái Chánh Dương tin hắn nhưng không có nghĩa là lãnh đạo bộ khác cũng coi trọng hắn. Ít nhất Phó Bộ trưởng Dương Thần có vẻ khó chịu với hắn. Chử Hồng Sinh đi lại gần với Dương Thần, điều này Triệu Quốc Đống biết. Nhưng hắn không muốn quá chú ý đến việc này. Hắn chỉ là khách qua đường ở bộ năng lượng nên cần gì phải ngăn đường đi của người khác. Bây giờ ý tưởng của hắn và Thái Chánh Dương là khá nhất trí với nhau, đó chính là lợi dụng thời gian ở bộ mà cố gắng làm hết những gì có thể, dù chỉ tạo thành bộ khung cũng được. Người đi sau chỉ cần đi theo bộ khung có sẵn là đủ. Tác phong làm việc của từng lãnh đạo là khác nhau, cách nhìn nhận sự việc cũng khác nhau. Vị lãnh đạo này coi trọng an toàn năng lượng, không chừng lãnh đạo khóa sau lại chú trọng vào khoa học kỹ thuật, khi đó nguồn năng lượng mới lại có tương lai. Nói tóm lại anh không thể đoán trước. Bây giờ ở trong bộ năng lượng, hắn có Thái Chánh Dương giúp đỡ, có thể nắm giữ đủ tài nguyên và tiếp xúc người ở nhiều nơi, cũng có thể tăng nhanh kiến thức của mình, còn có thể nói ra quan điểm của mình với cấp trên. Đây là điều Triệu Quốc Đống hài lòng nhất. Về phần sau này phải theo cục diện thay đổi mà nhìn nhận. Lục Kiến Bang bỏ kính mắt xuống, day day chán rồi lặng lẽ suy nghĩ. Phải nói hai bài viết này của Bộ Năng lượng rất có giá trị, tầm nhìn xa, quy hoạch chi tiết cụ thể, có tính thực tiễn cao. Thái Chánh Dương nói quan điểm này không phải do y làm ra, mà chủ yếu do cậu thanh niên phát biểu trong hội nghị lần trước. Triệu Quốc Đống, Cục Quy hoạch và Phát triển Cục trường Bộ Năng lượng, vốn là thị trưởng điều từ cấp thị xã ở tỉnh An Nguyên lên. Vậy mà cậu ta có tầm nhìn xa như vậy. Vấn đề an toàn năng lượng vẫn là điều mà Lục Kiến Bang suy nghĩ. Số lượng dầu thô nhập khẩu năm 2001 của Trung Quốc tuy giảm so với 2000, nhưng căn cứ xu thế phát triển kinh tế trong nước thì năm nay nhập khẩu sẽ đạt đỉnh cao mới, đây là điều Trung ương rất chú trọng. Bộ Chính trị đã dành một hội nghị chỉ nói về việc này. Lãnh đạo chủ yếu cũng ý thức được vấn đề an toàn năng lượng có thể ảnh hưởng lớn đối với phát triển kinh tế quốc dân và ổn định xã hội. Có thể nói phải có nhiều con đường năng lượng mới đảm bảo được sự ổn định cho phát triển kinh tế quốc gia. Bản báo cáo này viết rất phù hợp thực tế. Trung Quốc làm như thế nào tăng nhiều nguồn nhập khẩu dầu thô, đồng thời cũng đánh giá trong một thời gian dài không thể thay đổi việc nhập chính từ Trung Đông và Châu Phi, cùng với nguy cơ vận chuyển năng lượng trên biển. Trung ương cũng ý thức được điều này nên mới quyết định viện trợ xây dựng cảng Gwadar, Pakistan. Tháng 3 tới Lục Kiến Bang sẽ đại biểu chính phủ Trung Quốc đến Pakistan tham gia nghi lễ khởi công xây dựng cảng. Triệu Quốc Đống này không ngờ lại có thể nhìn ra được vấn đề. Gần đây Viện Nghiên cứu Chiến lược Châu Á cùng Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Quốc vụ Viện cũng lục tục đưa ra vài bài viết về chiến lược an toàn năng lượng, cũng đều nhất trí về quan điểm với bản báo cáo này của Triệu Quốc Đống. Nhất là Viện Nghiên cứu Chiến lược Châu Á là thông qua quân đội chuyển tới, mà Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Quốc vụ Viện lại kết hợp với nhu cầu phát triển khu vực phía Tây. Tổng bí thư tháng trước vừa mới đến viếng thăm Myanmar, cũng đã nói Trung Quốc sẽ cung cấp viện trợ và cho Myanmar vay. Bên Myanmar cũng hy vọng Trung Quốc sẽ giúp đỡ bọn họ trong việc xây dựng cơ sở vật chất. Khi Tổng bí thư sang Myanmar, Trung Quốc và Myanmar đã có nhiều cuộc trao đổi. Ủy ban Kế hoạch Phát triển, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông, Bộ Năng lượng. Một loạt ban ngành cũng tiến hành trao đổi và đạt được nhiều thỏa thuận. Một là hạng mục xây dựng đường sắt Điền Miễn, một là xây dựng Clo Điền Miễn, thứ ba là do bên Trung Quốc cung cấp khoản cho vay, bên Trung Quốc cũng phụ trách cải tạo cảng Sitwe, Myanmar, cũng đã thỏa thuận sẽ phái nhân viên hai bên tới Bắc Kinh bàn việc xây dựng đường ống dẫn dầu từ Sitwe đến Côn Minh. Phía Myanmar cũng có phản ứng rất tích cực, nhất là bọn họ cực ủng hộ việc xây dựng đường sắt và quốc lộ Điền Miễn. Cũng yêu cầu Trung Quốc có thể nhanh chóng phái nhân viên đến ký kết thỏa thuận, nhanh chóng đưa vào xây dựng. Tổng Bí Thư về đã thông báo kết quả cuộc viếng thăm với Bộ Chính trị. Sau đó Tổng Bí Thư, Thủ tướng và Lục Kiến Bang đã ngồi lại bàn về việc hợp tác với Myanmar. Mọi người đều cho rằng bây giờ là thời cơ tốt nhất để tăng cường hợp tác với Myanmar, phải nhanh chóng ký kết. Bộ Năng lượng đưa tới bản quy hoạch phát triển nguồn năng lượng mới làm Lục Kiến Bang thấy rất hứng thú. Năng lượng mặt trời và năng lượng gió có thể phát triển mạnh trong tương lai, cùng với tầm quan trọng khi cải tạo, hoàn thiện hệ thống truyền tải điện. Bản báo cáo này có thể nói là viết khá chu đáo, hơn nữa còn đưa ra một loạt số liệu xác thực, tính khả thi là rất cao. Lục Kiến Bang dự định đưa bản quy hoạch phát triển nguồn năng lượng mới này ra thảo luận trong hội nghị thường trực Quốc vụ Viện,
phải tranh thủ đưa vào kế hoạch của chính phủ về việc ủng hộ các công ty phát triển, nghiên cứu nguồn năng lượng mới trong năm tới. Thái Chánh Dương mấy lần khen Triệu Quốc Đống trước mặt Lục Kiến Bang, bây giờ theo Lục Kiến Bang thấy thì xem ra Triệu Quốc Đống này cũng có ý chí và tầm nhìn. Chỉ còn trẻ mà đã có trình độ như vậy đúng là điều làm Lục Kiến Bang phải than thở. Triệu Quốc Đống lúc này đang rất thoải mái chuẩn bị đón Tết. So sánh với khi làm lãnh đạo ở thị xã lúc đón Tết, đợt Tết ở Bộ Tự Do thoải mái hơn rất nhiều. Nhất là khi chỉ còn vài ngày là Tết, không khí trong bộ luôn vui vẻ. Đèn lồng đỏ sớm được treo lên, đèn các màu được kết thành chuỗi ở bên ngoài tòa nhà, vừa tới tối là đủ mọi màu sắc được thắp lên tổng rất đẹp mắt. Đến 5 giờ chiều, mọi người trong bộ liền bắt đầu biến mất. Chẳng qua vẫn còn có nhân viên trực ban, thường thường đều là nhân viên các phòng ban mà thôi. Bọn họ đây là ở lại để đợi các công ty bên dưới đưa quà lên. Triệu Quốc Đống không nhớ mình nhận được bao cuộc điện thoại, nhiều người vốn là không quen biết, ngay cả nói chuyện hay điện thoại cũng chưa từng gọi cho nhau. Nhưng người ta rất nhiệt tình gọi tới, báo tên sau đó khiêm tốn nói chuyện vài câu, cuối cùng đi vào chính đề đó là muốn chuẩn bị chút quà cho cán bộ trong cục, mong hắn đồng ý. Đương nhiên chỉ có thể đồng ý, Triệu Quốc Đống không đến mức hà khắc đến độ chuyện này cũng không đồng ý. Hắn một bên yêu cầu người của phòng tổng hợp chủ động liên lạc, sau đó bảo phòng tổng hợp phái cán bộ đến các nơi nhận quà. Đương nhiên có không ít người muốn tìm tới nhà xin nhà. Nhưng vì thế Triệu Quốc Đống phải cẩn thận, có một số người cố ý quên, hoặc nói thẳng, hoặc cứ cố ép hắn nhận. Tóm lại có đủ cách kỳ quái làm Tết này Triệu Quốc Đống được thử cảm giác làm lãnh đạo cao. Mặc dù hắn không thiếu tiền nhưng có đôi khi anh muốn không nhận cũng không được. Mỗi một cơn tuyết rơi xuống cũng đại biểu cho mùa xuân đến gần một ngày. Mùa đông Bắc Kinh rất lạnh nhưng nó trông đẹp hơn, nhất là đứng ở nơi đầy tuyết trắng làm anh thấy mình thật nhỏ bé. Một năm mới đã tới, Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng, mình đã thêm một tuổi. Tết năm 2002 này có thể nói là đi đến rất nhẹ nhàng nhất trong nhiều năm qua. Hắn cũng đã xác định mục tiêu, vẫn là kiên định đi về phía trước. Kinh nghiệm làm ở bộ năng lượng chính là điều tuyệt vời dành cho hắn. Ở vị trí này hắn đạt được bao nhiêu chính là do bản thân hắn cố gắng. Biểu hiện trong 3-4 tháng trước theo Triệu Quốc Đống thấy cũng tạm được. Sau Tết sẽ là những hội nghị đại hội đại biểu nhân dân diễn ra khắp nơi trong cả nước, sau đó sẽ nghênh đón một loạt động tác điều chỉnh nhân sự. Quyển 12, chương 9-13. Triệu Quốc Đống đi máy bay tới Bắc Kinh, lúc này Trường Xuyên đang đợi hắn. Cùng đi với Trường Xuyên đến đón Triệu Quốc Đống còn có Phòng Tử Toàn mới từ Thái Nguyên bay tới. Trường Xuyên, chú nói năm nay nếu năng lượng quốc toàn không chia cổ tức thì mọi người có thể có ý gì không? Phòng Tử Toàn đứng ở bên ngoài cửa, hai tay nhét túi áo rồi thuận miệng hỏi. Y mặc áo màu xám, cổ dựng đứng làm cho mặt của y trông khá âm u, rất giống đặc vụ của Quốc Dân Đảng. Tử Toàn ca, vì sao anh lại nói mọi người có ý kiến hay không? Chỉ cần hỏi anh em có ý kiến hay không là được. Trường Xuyên cười nói. Chẳng lẽ Hứa Vĩ cùng Trường Khánh ca còn dám phản đối ý anh em? Cho bọn họ mấy lá gan cũng không dám. Về phần bên Thương Lãng thì chính xác mà nói bên em cũng không thiếu tiền, chia cổ tức cũng không ảnh hưởng mấy. Chẳng qua em đoán có lẽ anh em không quản đâu, do anh quyết định. Khổ mấy năm, hàng năm đều là vứt tiền xuống nước mà không thấy sủi tăm. Năm nay khó khăn lắm mới làm tốt. Không chia chút cổ tức đúng là thấy có lỗi với mọi người. Hứa Vĩ còn chờ tiền lấy vợ, Trường Khánh mặc dù đã lấy vợ nhưng nhà cũng khó khăn mà. Hai năm trước khó khăn nên mọi người không nói gì, năm nay như vậy mà giả câm vờ điếc thì đúng là không ổn. Phòng Tử Toàn cũng là người trọng tình cảm nên sợ làm mọi người vì việc này ảnh hưởng đến tính tích cực trong công việc. Nhưng nếu chia cổ tức thì lại nghĩ đến sang năm công ty còn cần đầu tư thêm nữa, mở rộng quy mô sản xuất. Tài chính không quá đầy đủ nên y mới có chút do dự. Được rồi Tử Toàn ca, anh nếu cảm thấy không dễ thì đợi anh em tới hỏi là được mà. Trường Xuyên cười nói, y cũng không quản việc không thuộc về mình. Mặc dù Thương Lãng là cổ đông NSS của năng lượng quốc toàn, nhưng lúc đầu đã giao hẹn Phòng Tử Toàn toàn quyền phụ trách việc hoạt động của năng lượng quốc toàn. Chỉ có thể như vậy thôi. Phòng Tử Toàn gật đầu rồi nhìn một xe Land Rover đang chạy tới. Thằng danh Đức Sơn cũng tới. Có thể không tới sao? Anh em khó khăn lắm mới có thời gian tới Thượng Hải, nhị ca dám không tới sao? Trường Xuyên nhìn theo và cười nói. Ha ha, Quốc Đống mà chú ý việc này sao? Phòng Tử Toàn không cho là đúng nói. Anh ấy đương nhiên không chú ý nhưng nhị ca em chột dạ. Trường Xuyên cười nói.
Nếu để anh em biết nhị ca ở Thượng Hải mà trốn thì nhất định sẽ có phiền phức đấy. Cho nên nhị ca mới ra vẻ quy củ để lừa đại ca một chút. Phong Tử Toàn cũng cười nói. Thằng danh Đức Sơn này cũng phong lưu đó chứ. Ừ, anh thấy đây là trên không nghiêm chỉnh, dưới mới theo. Quốc Đống mở màn, Đức Sơn chỉ là bị Quốc Đống làm hư. Ha ha Tử Toàn ca, câu này chỉ có anh mới dám nói ra, nhà em không ai dám nói chuyện này đâu. Hay là anh nhắc nhở đại ca một chút. Được rồi, anh của chú là người gì chứ, cần chúng ta nhắc sao? Phong Tử Toàn nghiêm túc nói. Quốc Đống muốn lên trời xuống đất là việc của y, chỉ cần không phạm pháp thì quan hệ với phụ nữ có sao chứ? Hơn nữa Quốc Đống lại nói đây là hai bên có tình cảm. Mẹ chứ, Đức Sơn phong lưu gọi là lừa gái, Quốc Đống nó lại nói đây là tình cảm. Trường Xuyên nghe cũng cười phá lên, cũng chỉ Phong Tử Toàn mới dám nói chuyện không kiêng kỵ với đại ca. Sợ ngay cả bố mẹ cũng không dám phê bình đại ca như vậy, càng không nói người khác ở trong nhà. Mấy trợ lý bên cạnh đều có chút kinh ngạc vì ít khi thấy chủ tịch cười to như vậy, cười vui vẻ như vậy. Triệu Quốc Đống lúc này đang trên bầu trời sân bay Hồng Kiều Thượng Hải. Hàng ghế trước hắn là một tổ quay phim của công ty nào đó. Đoàn người đều vây quanh nịnh nọt một tên hói, có lẽ đây là đạo diễn. Từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, Triệu Quốc Đống chỉ nghe thấy mấy người này bàn tán. Tên đạo diễn có lẽ khó chịu vì ngồi khoang phổ thông nên sa sầm mặt lại, mắng cho cô trợ lý biên kịch một trận, cô gái này còn phải trốn phía sau lau nước mắt. Triệu Quốc Đống không nhịn được thở dài một tiếng. Nhân viên làng phim ảnh Trung Quốc đúng là quá loạn, đủ loại người vào đó, còn có quy định ngầm gì gì nữa chứ. Máy bay cuối cùng đã hạ cánh, Triệu Quốc Đống lúc này mới thả lỏng mình. Cả chuyến bay có mấy chỗ gặp luống khí lưu mạnh làm máy bay rất sóc. Thi thoảng còn có tiếp viên hàng không yêu cầu mọi người ngồi im tại chỗ, thắt dây an toàn làm cho Triệu Quốc Đống hay đi máy bay cũng có chút khẩn trương, đừng có mà gặp phải chuyện tai nạn máy bay đó. Ra sảnh, từ xa xa Triệu Quốc Đống đã thấy một xe Audi A8 đứng phía sau một xe Mercedes-Benz S600, đằng sau còn có một xe Land Rover bắt mắt. Triệu Quốc Đống cũng biết Trường Xuyên bây giờ đã là người nổi tiếng. Mặc dù cố không nhận phỏng vấn nhưng có nhiều lúc không thể né tránh. Chuyện hôm nay đáng lẽ Triệu Quốc Đống chỉ muốn Trường Xuyên phái xe đến đón mình mà thôi, nhưng Trường Xuyên vẫn kiên trì đến đón hắn. Tô Tình cô đơn đi phía sau hàng người, ai cũng biết cô làm mất lòng đạo diễn. Chuyện vốn không lớn gì nhưng đạo diễn Tạ dạo này có tâm trạng không tốt nên dễ phát tác. Tô Tình bị đạo diễn Tạ mắng một trận nhưng không ai dám khuyên can. Cũng may Xuân Tỷ là người tốt, chỉ bảo cô đi phía sau, đừng có đi qua lại trước mặt đạo diễn Tạ, tránh đạo diễn Tạ tức giận là được. Điều này cũng khó trách, người đầu tư đột nhiên yêu cầu đổi lại diễn viên, mọi việc đã chuẩn bị xong chỉ chờ khởi quay, diễn viên sớm được xác định, ngay cả công tác chuẩn bị cũng làm xong, kịch bản diễn viên cũ cũng đã quen. Bây giờ đột nhiên yêu cầu đổi diễn viên kính, hơn nữa là đổi nữ diễn viên. Mà nữ diễn viên trước lại do chính đạo diễn Tạ tự chọn, điều này bảo sao đạo diễn Tạ không tức. Nhưng đối phương là nhà đầu tư, nói không đổi sẽ ngừng. Không có tiền còn quay phim gì chứ. Cô chỉ là trợ lý biên kịch nhỏ bé nên thành nơi đạo diễn Tạ chút giận. Ai bảo cô sơ sẩy may vé khoang phổ thông cho đạo diễn Tạ. Đạo diễn Tạ, ngài xem, giám đốc Chu đúng là rất coi trọng ngài. Ô Mercedes, Ben 600, Audi A8, phía sau còn là Land Rover. Nhìn qua là biết đến đón ngài. Tôi thấy chuyện này ngài nói chuyện với giám đốc Chu, không chừng có thể thuyết phục giám đốc Chu. Một người đeo kính nhưng ánh mắt rất tốt. Y xoa xoa tay an ủi đạo diễn Tạ mặt mày đang sa sầm, một bên gọi mọi người đi theo nhưng không chú ý có đoàn người đang đi về phía này. Đây là xe lão Chu phái tới đón chúng ta. Vẻ mặt đạo diễn Tạ tốt lên một chút, ít nhất lão Chu cũng nể mặt mình. Chắc là vậy rồi, giám đốc Chu nói chờ chúng ta ở đây mà. Nhà sản xuất rút điện thoại rồi nhìn quanh nhưng thấy có vẻ không đúng. Cửa sổ xe mặc dù đóng nhưng rõ ràng có lái xe. Lái xe không xuống. Cũng không có người tới đón mình là sao? Xin lỗi, mời tránh sang bên. Hai người đàn ông mặc bộ vest rất nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm túc mời đoàn người bọn họ ra. Nhà sản xuất lúc này mới hiểu mình đã nhầm. Nhìn đám người phía sau nhất định là chính chủ, mình vừa nãy sao lại nhầm lẫn lớn đến thế? Giám đốc Chu sao có thể phái mấy xe này đến đón máy bay? Dù đạo diễn Tạ có chút tiếng tăm nhưng vấn đề là xe của giám đốc Chu chỉ là Mercedes. Ben 300, bói đâu ra mấy xe này. Đoàn người cũng nhận ra điểm này nên có chút xấu hổ. Đạo diễn Tạ trầm giọng nói. Xảy ra chuyện gì,
vứt chúng ta ở đây không ai quan tâm sao? Nhà sản xuất có chút tức giận sang bên gọi điện, một bên vội vàng nói. Tôi đang gọi điện liên lạc, khi lên máy bay tôi đã gọi điện thoại, bọn họ cũng nói nhất định đến đón đúng giờ, sao bây giờ lại không tới chứ? Tô Tình có chút nhàm chán xách túi, sớm biết như vậy đã chờ ở trong sảnh một chút, mùa đông Thượng Hải mặc dù không có nhiều gió như ở Bắc Kinh nhưng vẫn rất lạnh. Mới chỉ ra ngoài trời một chút mà chân đã buốt, nhìn nhà sản xuất là cô biết đối tác chắc không thể tới ngay được, chẳng lẽ ngồi xe bus ra thôi. Đúng là buồn cười, mới đầu ai cũng cho rằng vị giám đốc Chu kia phái vài xe sang trọng đón đoàn, nhà sản xuất cũng thấy có mặt mũi. Không ngờ thiếu chút nữa thành trò cười cho thiên hạ, nhìn vẻ mặt của đạo diễn Tạ lúc này, XX vội vàng tránh khỏi tầm mắt của y. Trốn sang bên nếu không bị đối phương túm lấy không chừng sẽ mắng cô một trận. Ồ! Ai kia mà quen vậy? Tô Tình nhìn mấy người đang đứng cạnh xe Mercedes, Ben cùng Audi. Sao quen như vậy? Tô Tình dụi dụi mắt và há hốc mồm như không thể tin nổi. Nhìn mấy người có vẻ rất thân thiết, từ xe Land Rover có một cô gái đeo kính, bịt khăn nhưng Tô Tình vẫn có thể nhận ra cô gái này, đó chính là ngôi sao ca nhạc, diễn viên rất nổi tiếng hiện nay, Lâm Tuệ. Phòng Tử Toàn, Anh Giám. Quyển 12, chương 9-14. Lâm Tuệ vốn không định xuống xe vì sợ bị chú ý. Nhưng người đến là Triệu Quốc Đống, cô không thể không xuống. Lần trước ở Ando cô làm Triệu Quốc Đống mất hứng. Mặc dù sau đó đã tìm mọi cách cứu vãn nhưng Triệu Quốc Đống rất lạnh nhạt với cô, thậm chí không nói một câu nào với cô. Triệu Quốc Đống cũng có chút kinh ngạc khi Đức Sơn mang Lâm Tuệ tới. Chẳng lẽ hai người này phát triển nhanh như vậy? Cũng may Lâm Tuệ không gọi hắn là đại ca, nếu không Triệu Quốc Đống đúng là không biết nói gì. Nói chuyện vài câu, Triệu Quốc Đống ra hiệu Đức Sơn về trước. Đức Sơn cũng như hoàn thành nhiệm vụ, để Lâm Tuệ đến gặp mặt Triệu Quốc Đống, sau đó tỏ vẻ mình đã đến điểm danh rồi lên xe chạy đi. Ha ha, Quốc Đống, cô gái này sao quen vậy, có phải ca sĩ Lâm Tuệ không? Phòng Tử Toàn cũng không quá hứng thú với ngành giải trí. Mặc dù Đức Sơn không ngừng bảo y chọn bạn gái phải chọn loại tốt, không được thiệt thòi cho mình nhưng Phòng Tử Toàn đúng là sợ mấy ngôi sao mà Đức Sơn giới thiệu cho. Ừ, người quảng cáo cho nước suối Thương Lãng. Triệu Quốc Đống nói. Lên xe đi, Trường Xuyên ngồi đằng trước, anh và Tử Toàn đã lâu không gặp nên cần nói chuyện. Phòng Tử Toàn đang định mở miệng nói thì nghe thấy tiếng hét lên phía sau. Phòng Tử Toàn. Phòng Tử Toàn đang chui vào xe Audi không khỏi ngẩn ra. Y vội vàng nhìn quanh rồi nói. Ồ, Tô Tình. Sao em lại ở đây? Anh hỏi em còn muốn hỏi anh đó. Sao anh ở đây? Anh không phải nói mình đi Thái Nguyên sao? Bán than đến tận Thượng Hải ư? Tô Tình mặt đỏ bừng, mắt trợn tròn. Tối qua cô gọi cho Phòng Tử Toàn, y còn nói đang ở Thái Nguyên, sao hôm nay đã thấy ở Thượng Hải? Còn chui vào xe Audi A8 nữa chứ? Hôm qua anh ở Thái Nguyên nhưng hôm nay đến Thượng Hải làm việc nên sáng bay tới đây mà. Sao em lại ở đây? Phòng Tử Toàn có chút xấu hổ, hai anh em Triệu Quốc Đống cười cười đứng bên xem trò hay, y cũng không biết nên giải thích như thế nào. Được đó, bán than cũng có thể bay tới bay lui. Anh không cảm thấy anh bán than như vậy rất thoải mái sao? Xe Audi này dùng để chở than à? Tô Tình hận nhất người lừa cô, lúc trước sau khi có quan hệ tốt lên với Phòng Tử Toàn, cô cũng từng nghi ngờ thân phận của Phòng Tử Toàn. Nhưng Phòng Tử Toàn lấy ra đủ thứ liên quan đến ngành than, danh thiếp. Thậm chí giày cũng có bụi than. Hơn nữa nghe hắn nói chuyện điện thoại toàn là bán than, vận chuyển than nên cô cũng tin. Nhưng hôm nay điều cô thấy lại khác hẳn. Không nói xe Audi A8 cùng Phòng Tử Toàn có quan hệ gì, chỉ riêng việc có thể có xe này đến đón, Phòng Tử Toàn hắn không thể là người bán than. Cô chưa nghe nói ai bán than có thể đi máy bay chạy khắp nơi, xuống đất được xe Audi A8 đón. Hừ, hắn không bán vàng sẽ là buôn ma túy mới có thể ngồi xe này. Nhìn bộ dạng gầy gò đen đủi của Phòng Tử Toàn thì chắc là buôn ma túy. Triệu Quốc Đống lúc này đang rất vui vẻ. Hắn có thể đoán được cô gái này là bạn gái chưa bao giờ lộ mặt của Phòng Tử Toàn, không ngờ cô gái bé nhỏ này lại mạnh mẽ đến thế. Hắn lại nhìn Phòng Tử Toàn mặt mày nhăn nhó, không khỏi trốn tránh ánh mắt bạn gái, người hơi cúi xuống thiếu chút nữa phải quỳ xuống cầu xin. Có cần như vậy không? Tử Toàn, giới thiệu chút đi. Sao, trước mặt tôi còn giấu ư? Triệu Quốc Đống cười cười nói xen vào. Ồ, Quốc Đống, đây là Tô Tình, bạn gái của tôi. Tô Tình, đây là bạn thân nhất của anh, Triệu Quốc Đống. Tô Tình,
đừng có như vậy, lát anh giải thích với em. Phòng Tử Toàn gãi đầu làm tóc trở nên lộn xộn, điều này làm Triệu Quốc Đống, Trường Xuyên không nhịn được cười. Chào em, anh gọi em là Tiểu Tô được không? Anh là Triệu Quốc Đống, là bạn học kiêm bạn đã được 25 năm của Tử Toàn. Triệu Quốc Đống cười cười nhìn cô gái đang cắn môi. Lúc trên máy bay không phải cô gái này đã trốn ra sau lưng khóc sao? Tô Tình trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Trên máy bay hắn ngồi phía sau cô cũng thấy, vậy mình lúc nãy khóc hắn cũng thấy sao? Thấy Tô Tình không nói, Phòng Tử Toàn có chút bất đắc dĩ nói. Tô Tình. Được rồi Phòng Tử Toàn, anh đi đường nhựa của anh, em đi đường mòn của em. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta không quen nhau. Không biết nghĩ sao mà Tô Tình muốn gào lên khóc lớn. Cô cắn răng dậm chân muốn chạy. Đoàn người Hoàng Xuân không rõ chuyện gì, chỉ thấy Tô Tình đến nói ầm lên với mấy người đàn ông chuẩn bị lên xe, có một người muốn giải thích gì đó với Tô Tình nói vài câu rồi chạy tới đây. Có chuyện gì thế? Hoàng Xuân quan tâm hỏi trợ lý của mình. Vừa nãy Tô Tình bị đạo diễn mắng nhưng Hoàng Xuân biết đó không phải lỗi của Tô Tình, chỉ là do đạo diễn Tạ đang không được vui mà thôi. Không có việc gì, chỉ là gặp người quen giả vờ với em mắng hắn một trận. Tô Tình cố nhịn nước mắt nói. Triệu Quốc Đống và Trường Xuyên đều ngẩn ra vì không nghĩ Tô Tình cứ thế chạy đi. Phòng Tử Toàn cũng có chút khẩn trương nên vội vàng đuổi theo. Tô Tình, em nghe anh giải thích đã. Anh thật sự mới bay tới Thượng Hải lúc sáng mà. Phòng Tử Toàn chạy tới trước mặt Tô Tình rồi nói. Anh tuyệt đối không lừa em mà, em nhìn xem, anh còn vé đây này. Phòng Tử Toàn, tôi và anh không có quan hệ gì, anh không cần giải thích với tôi. Anh biết tôi ghét gì nhất mà, anh còn dám nói anh không lừa tôi. Tô Tình hừ một tiếng và quay đầu sang bên. Em dựa vào gì nói anh lừa em? Phòng Tử Toàn biết tính cách của Tô Tình, chuyện đã xác định sẽ không thay đổi. Nếu không thuyết phục được cô thì sẽ rất phiền phức. Ôi, anh còn không lừa tôi. Vậy anh nói với tôi anh làm gì? Bán than sao? Anh đến Thượng Hải làm gì? Tô Tình vừa nghe đã tức giận. Hoàng Xuân nghe xong liền có chút buồn cười. Xem ra đôi này là người yêu đang cãi nhau. Cô chỉ biết bạn trai Tô Tình là người kinh doanh, không ngờ lại là bán than. Em nói anh bán than cũng không sai. Công việc chủ yếu của anh là bán than, đến Thượng Hải bàn chuyện làm ăn. Phòng Tử Toàn cười nói. Ồ. Phòng Tử Toàn, anh bán than được xe Audi A8 cùng Mercedes, Benz 600 đến đón sao? Anh vậy mà nói với tôi rằng anh bán than sao? Là than cho máy bay chuyên dụng nước Mỹ hay là than cho tàu ngầm của Trung Quốc? Tô Tình cười lạnh nói. Câu này của Tô Tình làm Phòng Tử Toàn á khẩu, phải một lúc sau y mới nói thành lời. Tô Tình, em có lý lẽ không thế? Chẳng lẽ anh không thể có bạn có tiền sao? Được, tôi nói lý. Vậy anh nói với tôi xem bạn của anh đều là người đi xe Mercedes, Benz 600, chơi xe Audi A8, còn cả một xe Land Rover vừa chạy đi nữa. Nếu thế anh còn cần suốt ngày chạy quanh bán than ư? Tô Tình trừng mắt nhìn Phòng Tử Toàn và hỏi lại một câu. Đến lúc này Phòng Tử Toàn đúng là không tiện giải thích. Đây không phải một hai câu là nói xong, hơn nữa dù y có nói rõ thì Tô Tình cũng chưa chắc đã chấp nhận. Suy nghĩ một chút. Phòng Tử Toàn cảm thấy nên nói thật. Nếu không sau này càng khó giải quyết, chỉ là Triệu Quốc Đống bên kia đang chờ mình, làm như thế nào cho tốt. Được rồi Tô Tình, em có thể sang bên để anh giải thích không? Phòng Tử Toàn nhẹ nhàng nói. Có gì không thể nói cho người khác biết sao? Xuân tỷ không phải người ngoài, anh nói đi, tôi rửa tai lắng nghe. Tô Tình không nghe. Ồ, chuyện là như thế này. Anh và người cùng mở mỏ than ở Nội Mông Cổ. Việc kinh doanh mấy năm trước không tốt, than sản xuất ra không bán được, lỗ nặng cho nên công việc của anh là chạy khắp nơi để bán than. Năm nay tình hình tốt hơn chút, hôm nay anh tới Thượng Hải cùng bạn bàn chuyện, chỉ đơn giản như vậy thôi, em có tin không? Phòng Tử Toàn nói xong liền không lên tiếng nữa. Tô Tình thấy hắn nói vài câu đơn giản rồi ngậm miệng lại không nói giống như tức giận. Điều này làm cô trong lúc nhất thời không biết nên xử sự như thế nào. Phòng Tử Toàn mặc dù nói ít nhưng hình như là thật. Cô cũng biết mấy năm trước than khó bán, hắn phải chạy quanh. Năm nay giá than tăng nên chắc việc của hắn thay đổi. Chỉ là chuyện hôm nay Tô Tình bị đả kích quá lớn. Vốn tưởng rằng mình tìm được người chăm chỉ làm ăn là đủ, không ngờ hắn vượt qua mấy cấp bậc, thành ông chủ bán than. Quyển 12, chương 95. Anh hôm nay đến bàn chuyện với ai, nói chuyện gì, chính là nói chuyện với mấy người kia.
Tô Tình thật sự không nghĩ ra gì để hỏi nên phải nói theo lời của Phòng Tử Toàn. Không, trong lúc nhất thời không thể nói rõ hết, chờ lát nữa anh từ từ nói chuyện với em có được không? Phòng Tử Toàn thở dài một tiếng, Tô Tình cuối cùng đã mở miệng, nếu cứ cứng đầu mãi tê thì đúng là khó xử lý. Hôm nay em đến Thượng Hải làm gì? Không phải chuyện đoàn làm phim sao? Bây giờ xe đón chưa tới, lạnh chết được. Tô Tình dậm dậm chân rồi thở ra một làn sương trắng. Hay là cùng đi với bọn anh? Mấy người đi đâu, anh đưa tới đó. Phòng Tử Toàn do dự một chút nhưng nếu cứ để Tô Tình ở lại đây thì y không đành lòng. Đoàn nhiều người như vậy cơ mà, xe các anh có thể ngồi đủ không? Tô Tình lắc đầu, hai xe kia không phải của Phòng Tử Toàn, y cũng là đến đón người, sao có thể đưa đoàn làm phim của cô? Tử Toàn, hay là bảo bọn họ đi trước đi, để hai cô gái đứng trong trời lạnh thế này là không ổn. Tôi và Trường Xuyên đi xe Đức Sơn, tôi gọi cho Đức Sơn rồi. Triệu Quốc Đống đi tới nói. Ông đi cùng với Tiểu Tô đi, lát nữa ông trực tiếp tới công ty là được. Phòng Tử Toàn cũng không khách khí, mặc dù y không có ý ra vẻ với bạn gái nhưng hôm nay phải làm công tác tư tưởng với Tô Tình, nếu không chuyện chưa xong thì đúng là về sau cùng khó hơn. Đoàn làm phim đúng là giật mình vì Tô Tình, ngay cả đạo diễn Tạ đều thấy không thể tin nổi. Không ngờ Tô Tình bình thường như vậy mà có bạn trai giàu thế. Mặc kệ hai xe này có phải của bạn trai cô hay không, chỉ cần người ta có thể chủ động lấy ra để đoàn dùng cũng chứng minh thân phận hắn không thấp. Mấy người lên xe bắt đầu hỏi Tô Tình và Phòng Tử Toàn cũng chỉ nói vài câu lấy lệ. Hai bên làm việc ở mảng khác nhau nên dễ che đậy. Ra khỏi khu công nghệ cao Trương Giang của công ty trách nhiệm hữu hạn công trình sinh vật Thương Lãng, Triệu Quốc Đống liền rơi vào trầm tư. Công ty công trình sinh vật Thương Lãng đã phát triển rất nhanh. Chỉ trong mấy năm nó đã thành đứng đầu trong ngành sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Tập đoàn Thương Lãng đã đầu tư rất nhiều vào việc nghiên cứu, tiến hành hợp tác với nhiều trường đại học y, trung tâm y tế lớn của cả nước, lấy chính sách lợi ích cùng hưởng, điều này cũng làm cho ngành dược của Thương Lãng tăng trưởng kinh người. Gần như mỗi năm đều xuất hiện con số kỷ lục, ngành dược đã trở thành mảng đem lại lợi ích lớn nhất cho tập đoàn Thương Lãng. Ngành dược Thương Lãng 2 năm qua việc đầu tư vào nghiên cứu luôn vượt trên 10% tiền tiêu thụ. Đương nhiên điều này cũng có quan hệ lớn đối với lợi nhuận cao của ngành này. Nhưng nó cũng đã chứng minh sự chú trọng của Thương Lãng với việc nghiên cứu. Ngành dược Thương Lãng đã chính thức thành lập trung tâm nghiên cứu thứ 5 vào năm ngoái, ở đó chính là những nhân viên nghiên cứu với số lượng khá lớn của ngành dược Thương Lãng, bọn họ là tài sản quý giá của chúng ta. Trên đường về tòa nhà Thương Lãng, Trường Xuyên không khỏi tự hào giới thiệu tình hình phát triển của công ty trách nhiệm hữu hạn công trình sinh vật Thương Lãng. Công ty dược Tân Châu và Hoàn Trung thế nào rồi? Mặc dù tăng trưởng không bằng công trình sinh vật Thương Lãng nhưng phát triển cũng vững chắc. Công trình sinh vật Thương Lãng đạt lợi nhuận lớn như vậy có liên quan đến địa vị của nó trong ngành, nhưng theo sự cạnh tranh tăng lên sẽ khiến tốc độ tăng trưởng về sau sẽ dần trở lại bình thường. Công ty dược Tân Châu và Hoàn Trung lại phát triển với tốc độ bình thường. Theo em thấy trong mảng thuốc men phát triển bình thường mới là tốt nhất. Trường Xuyên rất tỉnh táo nói. Chú có suy nghĩ như vậy là rất tốt, mong đạt lợi nhuận cao chỉ là ngắn hạn. Đương nhiên anh không phải nói có cơ hội đạt lãi lớn mà không làm. Anh chỉ nhắc chú luôn phải giữ được tỉnh táo, như vậy chú mới có thể không bị sự thành công làm mất đi lý trí. Triệu Quốc Đống rất hài lòng khi Trường Xuyên có tâm trạng này. Vấn đề đa nguyên hóa của Thương Lãng là điều trước đó Triệu Quốc Đống không nghĩ đến. Nhưng Trường Xuyên đi rất vững chắc, ngành dược Thương Lãng phát triển rất tốt, công ty dịch vụ Thương Lãng cũng ổn, điều này đã phá vỡ nghi ngờ khi đa nguyên hóa của Triệu Quốc Đống. Bản thân đa nguyên hóa không sai, chủ yếu nằm ở chỗ sau khi anh đa nguyên hóa thì có thể biến ngành phụ thành chính hay không. Mà ở việc này Thương Lãng đã giải quyết rất tốt. Anh yên tâm, tính cách em như thế nào anh còn không biết sao. Muốn làm phải làm tốt nhất, nếu không em thà chặt đứt để tránh họa về sau. Trường Xuyên cười nói. Xe Audi A8 dừng trước bãi đỗ xe chuyên dụng của tòa nhà Thương Lãng. Triệu Quốc Đống xuống nhìn thì thấy đằng trước là khu phồn hoa tấp lập. Trước đây khi xây dựng tòa nhà Thương Lãng, mọi người cũng có chút lo lắng xem có đủ tài chính để chống đỡ hay không, nhưng khi xây dựng xong nó sẽ mang lại lợi ích rất lớn. Thang máy chạy thẳng lên tầng 18, tầng 17, 18 là trụ sở chính của tập đoàn Thương Lãng, các tầng khác thuộc quản lý của công ty dịch vụ Thương Lãng. Năm ngoái bọn em ngoại trừ hoàn thành việc xây dựng trụ sở sản xuất nguyên liệu và chính thức đưa vào khai thác ra thì cũng đã thành lập trụ sở nguyên liệu sinh vật ở Điền Nam.
phạm vi sản phẩm sinh vật của Thương Lãng càng lúc càng mở rộng. Bên Trương Giang trong năm nay sẽ khởi động giai đoạn 2. Nhưng giá đất ở đó đang tăng mạnh, nếu công trình sinh vật Thương Lãng muốn tiến lên giai đoạn 3 thì chúng ta không thể không chuyển sang khu vực lân cận. Đến cửa phòng, Trường Xuyên ra hiệu người khác không vào để y một mình tâm sự với ông anh. Ừ, mảng dược em kiên trì đầu tư cao vào nghiên cứu sản phẩm mới là rất sáng suốt. Bây giờ nhìn thì có vẻ là lãng phí nhưng theo thời gian em sẽ thấy nó sẽ là động lực chủ yếu để tăng lợi nhuận, nhất định phải bảo vệ vấn đề độc quyền và thương hiệu, ngoài ra cũng nên tính tới việc đi ra nước ngoài. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi cảm thấy mình đúng là không còn gì đáng giá để nhắc Trường Xuyên. Vâng, điểm này trong tập đoàn có đội ngũ luật sư phụ trách xử lý. Trường Xuyên cười nói, đó đều là những luật sư giỏi. Em trả lương rất cao nên bọn họ phải có nghĩa vụ giữ gìn lợi ích cho tập đoàn. Vậy là tốt nhất, chuyện gì cũng cần người chuyên nghiệp xử lý mới phù hợp. Triệu Quốc Đống cũng cười nói. Tử Toàn đến nói chuyện với chú về việc chia cổ tức của năng lượng quốc toàn. Anh cũng biết sao? Trường Xuyên ngẩn ra nói. Ừ, lần trước nó gọi cho anh cũng đã nhắc tới. Nó khá mâu thuẫn vì vừa hy vọng có thể an ủi, cổ vũ nhân viên quản lý quan trọng của công ty. Vừa không muốn vì thế ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển tiếp theo. Dã tâm của nó không hề nhỏ, năm nay còn chuẩn bị tiếp tục mở rộng nên cần không ít tài chính. Triệu Quốc Đống ngồi xuống ghế rồi nói. Năng lượng quốc toàn đã thành công ty đứng đầu ở địa phương, chính quyền địa phương cũng rất ủng hộ năng lượng quốc toàn phát triển. Tử Toàn còn muốn mở rộng công ty ra ngoài, có lẽ do cảm thấy mấy năm tới than sẽ không đủ cung cấp, giá sẽ không ngừng tăng lên. Kinh tế quốc gia phát triển sẽ khiến nhu cầu năng lượng không ngừng tăng lên, đây là điều không có gì phải nghi ngờ. Hơn nữa xu thế này sẽ kéo trong một thời gian dài không đổi. Em thấy năng lượng quốc toàn cũng nên hát bài nông nô xoay người thành địa chủ. Trường Xuyên hiếm khi nói câu đùa vui. Nếu không mỗi lần Tử Toàn ca đến Thượng Hải đều nhăn nhó làm em sợ gặp anh ấy. Năng lượng quốc toàn sẽ có vài năm sống tốt nhưng sống như thế nào thì anh còn cần bàn với Tử Toàn. Các công ty khai thác tài nguyên vừa phải mở rộng quy mô, tăng lợi nhuận, phần khác cũng cần suy nghĩ không nên chỉ đi theo ngành có hàm lượng khoa học kỹ thuật thấp. Trong thời gian này khi công tác ở Bộ Năng lượng, anh cảm thấy quốc gia nhất định sẽ có chính sách ủng hộ phát triển nguồn năng lượng mới, bây giờ đã có dấu hiệu rõ ràng về việc này. Anh hy vọng năng lượng quốc toàn cũng có thể tiến vào mảng năng lượng mới. Năng lượng mới. Trường Xuyên rất nhạy cảm nhận ra vấn đề. Anh nói đây là năng lượng mặt trời cùng năng lượng gió cùng năng lượng sinh vật. Ừ, đương nhiên trong một thời gian dài sắp tới năng lượng cổ điển như dầu mỏ, khí thiên nhiên, than vẫn chiếm ưu thế chủ đạo. Nhưng khi nhu cầu năng lượng càng lúc càng tăng, cùng với áp lực bảo vệ môi trường càng lúc càng lớn sẽ khiến năng lượng mới trở nên cần hay hết hơn nữa. Nhất là mảng năng lượng mặt trời càng là điểm sáng chói mắt. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Nhưng em bây giờ thấy Tử Toàn ca có vẻ như muốn dồn hết tâm trí vào khai thác than. Mà ngành năng lượng mới cũng cần khoa học kỹ thuật rất cao ủng hộ. Anh cảm thấy năng lượng quốc toàn có ưu thế ở mảng này không? Trường Xuyên không quá đồng ý với ý này của Triệu Quốc Đống. Điều chú nói chính là vấn đề nhưng anh cảm thấy tài chính có thể thay đổi tất cả. Chúng ta không nhất định phải làm từ đầu mà có thể chọn một điểm vào chính xác mà tiến quân vào ngành này. Ví dụ như mua một công ty có trình độ khoa học kỹ thuật nhất định, sau đó giúp nó lớn mạnh, ủng hộ nghiên cứu, phát triển, ít nhất trong giai đoạn này sẽ là như vậy. Quyển 12, chương 9-16. Mãi cho đến khi tiến vào gian phòng trong tòa nhà Thương Lãng thì hai anh em Triệu Quốc Đống đã thảo luận tới phương hướng phát triển công ty năng lượng quốc toàn. Đương nhiên tất cả những điều này cũng còn phải đợi phòng Tử Toàn đến bàn thì mới có thể chính thức đi vào chính đề, bàn luận trước như này chẳng qua cũng chỉ là mang tính định hướng. Điều khiến hai anh em Triệu Quốc Đống kinh ngạc đó chính là phòng Tử Toàn hết sức hứng thú đối với chiến lược nguồn năng lượng mới mà Triệu Quốc Đống đề xuất, thậm chí còn đề xuất rằng nếu có thể thì nên đặt chân vào nguồn năng lượng mới, hơn nữa càng sớm càng tốt, điều này nằm ngoài dự đoán của anh em Triệu Quốc Đống. Tới khi Triệu Quốc Đống hỏi vì sao phòng Tử Toàn lại cảm thấy hứng thú với nguồn năng lượng mới như thế thì tên này trả lời hết sức thật thà, không thể khai thác than cả đời được. Bất kể là mỏ than có dự trữ phong phú tới cỡ nào thì rồi cũng có ngày bị khai thác hoàn toàn, hơn nữa năng lực khai thác hiện giờ càng ngày càng mạnh, phương pháp khai thác càng ngày càng tiên tiến, thời gian khai thác mỗi một mỏ than càng lúc càng ngắn, khai thác xong rồi thì sao? Hơn nữa áp lực khai thác an toàn và bảo vệ môi trường quá lớn, bất kể là từ lương tâm đạo đức hay là trách nhiệm pháp luật thì phòng Tử Toàn đều cảm thấy gánh nặng trên vai mình quá lớn.
Lấy lời hắn từng nói thì là do bị Triệu Quốc Đống hun đúc thế cho nên bản thân hắn hiện tại có cảm giác thương xót nhân loại nên muốn làm điều tốt giúp mọi người. Phòng Tử Toàn đương nhiên không cho rằng công ty năng lượng quốc toàn có thể vận hành mấy chục năm, nhưng hắn cũng hiểu xét về mặt tổng thể thì ngành khai thác và luyện than cốc này là một ngành sản xuất công nghiệp kỹ thuật thấp. Nếu như nói là dùng để tích lũy ban đầu thì đúng, nhưng nếu có cơ hội để chuyển hình, thăng cấp, ví dụ như khai thác dầu mỏ và khí thiên nhiên, hoặc là khai thác nguồn năng lượng mới thì hắn đương nhiên nguyện ý. Phòng Tử Toàn nhận thức được cao và xa như thế khiến Triệu Quốc Đống rất vui mừng, hắn chỉ lo Phòng Tử Toàn ôm quan niệm cũ không chịu buông, thích kiếm tiền, xem ra mình cũng coi như là nhìn Phòng Tử Toàn thao luyện mấy năm trời, mọi người đều trưởng thành mà xu thế thay đổi của Phòng Tử Toàn khiến Triệu Quốc Đống rất hài lòng. Ba người nói chuyện nhanh chóng hết cả một buổi chiều, khi đến giờ ăn cơm thì Triệu Quốc Đống mới hỏi người bạn gái của Phòng Tử Toàn. Phòng Tử Toàn cũng ngại ngùng nói rằng Tô Tình tạm chưa muốn xuất hiện trước mặt mọi người, vì chưa nghĩ kỹ xem có thể chấp nhận thân phận trước mắt của Phòng Tử Toàn hay không, một ông chủ mỏ than, hơn nữa còn là một ông chủ giàu có mà tố chất cũng không kém. Điều này khiến hai anh em Triệu Quốc Đống và Triệu Trường Xuyên cảm thấy rất tò mò về người bạn gái của Phòng Tử Toàn. Phòng Tử Toàn thì thích buôn bán nên trở thành một ông chủ than đá, ngược lại cô bạn thì lại không thích, đây đúng là một cặp đặc biệt. Triệu Quốc Đống ở lại Thượng Hải 2 ngày, gặp Khuất Bình, Mễ Linh cùng với giới cao tầng trong tập đoàn Thương Lãng để hàn huyên về phương hướng phát triển của Thương Lãng, lắng nghe nhận định của bọn họ về tình trạng phát triển trước mắt của Thương Lãng. Về vấn đề đưa công ty nước khoáng Thương Lãng lên thị trường chứng khoán thì ý kiến mọi người về cơ bản là nhất trí, cho rằng việc này có thể đưa nước khoáng Thương Lãng tiến thêm một bước trong tiến trình quốc tế hóa, tiêu chuẩn hóa. Đồng thời cũng có thể tiếp nhận thêm nhiều nghệ thuật quản lý tiên tiến hơn, nghiêm khắc hơn, thúc đẩy nước khoáng Thương Lãng có nhiều sinh lực hơn khi đối mặt với áp lực cạnh tranh lớn hơn, mạnh hơn. Đối với hai công ty dược và dịch vụ Thương Lãng thì Khuất Bình cũng tỏ ý công ty dược trước mắt không cần phải đưa lên thị trường chứng khoán, vừa không thiếu tài chính mà lại có tính trưởng thành rất cao, có thể nói là một con gà mái đẻ trứng vàng cho tập đoàn Thương Lãng nên trong thời gian gần cũng không cần phải đưa lên thị trường chứng khoán. Về phần công ty dịch vụ Thương Lãng thì trước mắt còn đang trong thời kỳ mở rộng chưa chính thức định hình nên càng không nên nói tới việc đưa lên thị trường chứng khoán. Triệu Quốc Đống cũng đã nói chuyện với Mễ Linh về vấn đề tài vụ của Thương Lãng. Mễ Linh cũng biết người này tuy rằng chưa bao giờ hỏi đến việc kinh doanh buôn bán cụ thể của Thương Lãng nhưng lại là nhân vật mấu chốt nên liền báo cáo chi tiết tình hình tài vụ của Thương Lãng một năm vừa rồi. Cô tỏ ý rằng tập đoàn Thương Lãng vẫn luôn dựa theo đề xuất của Triệu Quốc Đống mà quản lý nghiêm khắc tài vụ. Tập đoàn dựa theo yêu cầu và quy phạm của một công ty trên thị trường chứng khoán, cẩn thận khống chế độ mạo hiểm về tài vụ một cách tối đa. Nhưng Thương Lãng trưởng thành và phát triển một cách vững vàng, nhanh chóng khiến cho tài vụ công ty về cơ bản không gặp áp lực thậm chí không hề có mạo hiểm, về phương diện này thì tập đoàn có thể nói là khuôn mẫu. Sau khi thị sát tình hình tập đoàn Thương Lãng ở Thượng Hải, Triệu Quốc Đống liền đi xem cuộc đánh chiếm đất đai khu Phổ Đông và Phổ Tây của Thiên Phu ở Thượng Hải. Phải nói Kiều Huy đứng ở Thượng Hải là một sự lựa chọn sáng suốt nhất. Thượng Hải là nơi quần hùng bất động sản hội tụ, Thiên Phu cũng không tính là người tiên phong hay là kẻ đến sau nhưng nhờ Kiều Huy không ngừng hoạt động, hơn nữa lại còn được tinh anh bất động sản bản địa Thượng Hải gia nhập liên minh giúp đỡ nên việc phát triển tương đối thuận lợi. Nếu nói cụ thể thì các khu đất cơ bản đều có thể nắm được nhưng nếu cần bàn giao các khoản thì Thiên Phu quyết không chịu khất nợ, luôn giao nộp đúng hẹn hoặc trước hẹn. Cho nên chính quyền Thượng Hải đối với loại công ty vừa có bối cảnh, vừa biết quy củ lại ra tay hào phóng như Thiên Phu là hết sức hài lòng. Hơn nữa giai đoạn trước Thiên Phu cũng đã phối hợp ủng hộ một vài chính sách mang tính đột phá ở Thượng Hải. Mặc dù không kiếm được tiền nhưng lại nhận được rất nhiều ấn tượng tốt của chính quyền địa phương. Đương nhiên đối với Thiên Phu có năng lực xây dựng hùng mạnh này mà nói thì việc này cũng chẳng tính là gì, nhiều lắm cũng chỉ là mua bán hỏa vốn mà thôi. Sau 2 ngày ở Thượng Hải, Triệu Quốc Đống và Triệu Trường Xuyên cùng bay tới Hoàn Trung, Lư Châu thị sát việc mở rộng rồi bay về Ando. Cái tên này, tôi còn tưởng cậu đã tới Bắc Kinh làm quan thì quên tôi rồi đấy. Nhâm Vi Phong hớn hở nhìn Triệu Quốc Đống từ trên xuống dưới. Nhìn vẻ mặt cậu cũng khá tốt, cơm gạo phương Bắc có phải là dễ chăm sóc người hay không? Ha ha, Chủ tịch Nhâm, nếu không thì ngài tới đó thử đi. Không chừng gió bụi ở Bắc Kinh có thể khiến ngài cảm nhận được chút mùi vị trời đất mênh mông đó. Triệu Quốc Đống cũng ngồi luôn xuống ghế salon, không còn quan hệ cấp trên dưới nên hắn cũng không câu thúc gì nhiều, huống chi quan hệ giữa hắn với Nhâm Vi Phong vốn cũng không tệ. Triệu Quốc Đống vừa ra khỏi văn phòng của Cam Bình,
Lục Nhị lưu luyến đưa tiễn hắn với đôi mắt đỏ hoe, trông thật sự có hương vị ngàn dặm tiễn đưa tình lang, nên khiến cho Triệu Quốc Đống có phần không được tự nhiên. Cô bé Lục Nhị này cũng khá trọng tình trọng nghĩa, Cam Bình rốt cuộc đã chọn cô làm thư ký làm cho Ninh Lăng xôn xao một hồi. Cũng có người mơ hồ cảm giác được việc Lục Nhị đột nhiên được điều tới văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh làm thư ký cho Phó Chủ tịch tỉnh Cam là có quan hệ với Triệu Quốc Đống, nhưng việc này cũng chẳng có chứng cứ gì, huống chi cũng chỉ là một thư ký mà thôi chứ chẳng phải chức vị cao gì cả. Triệu Quốc Đống đã liều mạng xin Thái Chính Dương về An Nguyên nghỉ phép vài ngày. Trên bộ ngoài mấy việc theo thông lệ cuối năm thì cũng chẳng có chuyện gì quan trọng cả, Thái Chính Dương cũng biết Triệu Quốc Đống rời khỏi Hoài Khánh khá vội vàng, có không ít quan hệ cũ ở An Nguyên chắc chắn cần phải liên lạc lại một chút nên hào phóng phê chuẩn cho hắn nghỉ. Dù sao hiện giờ thông tin liên lạc phát triển, đi đến chỗ nào cũng đều có thể liên hệ được. Có lời đồn rằng Cam Bình có khả năng lớn sang năm sẽ được lên hội nghị hiệp thương chính trị toàn quốc. Đối với Cam Bình mà nói thì đây cũng là một cơ hội khó có được. Là một nữ cán bộ lãnh đạo theo đảng phái dân chủ nên ở An Nguyên địa vị của Cam Bình đã không còn có không gian bay lên tiếp. Hy vọng duy nhất chính là nhảy ra khỏi An Nguyên và lên Trung ương, chỉ có như vậy mới là cơ hội của chị. Mà Cam Bình đã đảm nhiệm hai khóa phó chủ tịch tỉnh ở An Nguyên, cũng coi là một lãnh đạo có thâm niên. Hơn nữa biểu hiện qua hai khóa đều rất tốt nên khiến cho cả bí thư tỉnh ủy hay chủ tịch tỉnh lúc đó đều có ấn tượng tốt. Chủ tịch tỉnh đầu tiên Tô Giác Hoa hiện tại đã là ủy viên Bộ Chính trị kiêm bí thư thị ủy Thượng Hải, sang năm sẽ là một trong những người có tiếng nói trọng lượng ở Trung ương, mà chủ tịch tỉnh khóa thứ hai, hiện đang là bí thư tỉnh ủy Ninh Pháp thì nghe nói cũng đã vào danh sách ủy viên Bộ Chính trị. Năm sau có khả năng hai người này đều sẽ trở thành thành viên trong tầng quyết sách Trung ương, nếu đã như vậy thì liệu có trợ giúp gì với Cam Bình vốn có ấn tượng tốt hay không? Vừa ra khỏi chỗ Cam Bình thì Triệu Quốc Đống liền gọi điện thoại cho Nhâm Vi Phong. May mà Nhâm Vi Phong có ở đây. Nhâm Vi Phong này không tồi, mặc dù là phó chủ tịch thường trực tỉnh nhưng khi ở trước mặt Triệu Quốc Đống thì đều xuất hiện với góc độ vừa là thầy vừa là bạn, nhất là đối phương đều có cảm tình tốt với mình, có rất nhiều vấn đề mà hai người đều có quan điểm nhất trí. Nhâm Vi Phong cũng đã vận dụng đủ mối quan hệ để trợ giúp của công ty thiết bị xăng dầu Hoài Khánh lên thị trường chứng khoán. Do đó bất kể là mình có thể quay về An Nguyên hay không thì tuyệt đối cũng phải giữ được mối kệ này. Cho nên sau khi gặp Cam Bình xong là Triệu Quốc Đống lập tức tới bên Nhâm Vi Phong này. Quốc Đống, có người sợ là cả đời cũng không hy vọng được cơ hội tốt như vậy đâu, có thể đề bạt lên hẳn cấp bộ thì sẽ rất có lợi cho sự phát triển của cậu sau này. Cậu còn trẻ, đừng có cả ngày ôm ấp oán niệm về toan tính của mình. Nhâm Vi Phong mỉm cười. Chủ tịch Nhâm, tôi cũng chẳng có toan tính gì cả, tôi rất hài lòng về tình trạng hiện giờ, toàn tâm toàn ý suy tính đại kế phát triển nguồn năng lượng cho đất nước ta. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Tôi đang nói chuyện nghiêm chỉnh với cậu, đừng có tưởng cậu hiện tại đắc chí vừa lòng nhưng mỗi người có con đường đi khác nhau. Hiện giờ cậu cần phải kinh lịch nhiều hơn nữa, lý lịch và sự từng trải tuyệt đối quan trọng trong hồ sơ, hai điều này sẽ có trợ giúp rất lớn đối với cả đời của cậu. Nhâm Vi Phong nghiêm mặt nói. Tôi hiểu, cho nên ngoại trừ vài ngày đầu tâm trạng tích tụ thì sau đó tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Cho dù ngài thật sự muốn tôi trở lại Hoài Khánh làm thị trưởng thì tôi cũng không vui. Triệu Quốc Đống thở ra một hơi. Ừ, cậu có thể nghĩ thông suốt điểm này là tốt nhất, đợt này tôi cũng không có thời gian lên Bắc Kinh nên cũng không tới thăm cậu được. Nhưng tôi nghe Lão Đặng và Hồng Trung nói công ty thiết bị xăng dầu đã dựa vào sự hỗ trợ của cậu nên đã qua được cửa thẩm tra, giờ đang nhanh chóng tăng tốc chuẩn bị phát hành ra thị trường chứng khoán, tôi đại biểu cho tỉnh xin cảm ơn cậu. Nhâm Vi Phong nói xong khiến Triệu Quốc Đống vội vàng xua tay. Đừng, đây cũng là việc trong phận sự của tôi mà thôi chứ có phiền gì đâu. Chủ tịch Nhâm, đây vốn là chuyện mà tôi làm khi đảm nhiệm thị trưởng Hoài Khánh, chẳng lẽ vì thay đổi vị trí mà tôi bỏ mặc sao, về tình về lý thì đều hợp lý. Chuyện này có gì đâu chứ. Quyển 12, chương 97. Nhâm Vi Phong khá hài lòng vì Triệu Quốc Đống vẫn giữ được tâm cảnh và tác phong. Hắn cũng biết Triệu Quốc Đống rời khỏi ghế thị trưởng Hoài Khánh không phải đơn giản như vậy, vừa không phải bị chèn ép như bên ngoài đồn mà cũng không được Thái Chính Dương kéo lên bộ để đánh bóng. Nếu nói đúng ra thì hai nhân tố này cũng đều có chút ít nhưng chắc chắn Yến Nhiên Thiên có tác dụng chính. Quan hệ giữa Đàm Lập Phong và Yến Nhiên Thiên rất thân thiết, mà theo hắn biết thì Yến Nhiên Thiên qua lại rất gần với Phó Giám đốc Sở Công an tỉnh Nghiêm Lập Dân, kẻ đã trực tiếp đưa Sở Công an tỉnh nhúng tay vào vụ điều tra Khánh Châu dính dáng tới xã hội đen. Một loạt những hành động xuyên suốt nổi lên lại rất trùng hợp nên Nhâm Vi Phong không thể xen vào,
với góc độ một người đi trước thì Nhâm Vi Phong cảm thấy Yến Nhiên Thiên quá ti tiện. Làm việc với một cán bộ trẻ tuổi mà không hề giúp đỡ hay bảo hộ gì mà ngược lại lại luôn soi mói tìm cách để đối phương phạm sai lầm rồi từ đó để thân tin của mình nhảy vào vị trí. Đối với một cán bộ cao cấp mà nói thì đây là điều không thích hợp. Hắn cũng tin chắc Triệu Quốc Đống không thể nào vì một chủ nhiệm ủy ban xây dựng mà giở cái thủ đoạn vụng về như vậy thì quá coi thường năng lực trí tuệ của Triệu Quốc Đống rồi. Có lẽ là có người đứng bên trong động tay động chân, nhưng Nhâm Vi Phong cho rằng nếu đứng từ góc độ trên tỉnh mà nói thì phải thấy rõ ràng mới phải, nhưng cuối cùng Ninh Pháp vẫn lựa chọn để Triệu Quốc Đống rời đi, điều này làm Nhâm Vi Phong có phần hoang mang. Chẳng qua Nhâm Vi Phong vẫn cho rằng Triệu Quốc Đống tới bộ rèn luyện một chút thì cũng rất cần thiết và có lợi. Có đôi lúc anh lên vị trí cao thì tầm nhìn sẽ rộng mở hơn, tâm trạng vốn rối rắm ở cấp độ nào đó sẽ lập tức trở thành hư không. Đó cũng là một loại nâng cao. Triệu Quốc Đống ngồi nói chuyện với Nhâm Vi Phong hơn nửa tiếng rồi mới rời đi, sắp qua năm mới đều là những thời điểm mà lãnh đạo bận rộn nhất, có thể dành cho mình nửa giờ thì cũng là khó có được rồi. Triệu Quốc Đống cũng rất biết điều nên ngay cả cơm cũng xin khiếu và trực tiếp trở về trụ sở Nhãn Nam Phi, tìm một gian phòng riêng để nghỉ trưa. Câu lạc bộ Nhãn Nam Phi vẫn giữ phong cách phát triển vững vàng, thu hút các khách cao cấp chính là tiêu chí của Nhãn Nam Phi. Chính vì tiêu chí này nên Nhãn Nam Phi thà rằng khách đến ít đi một chút nhưng tuyệt đối không hạ thấp ngưỡng bậc, điều này cũng khiến các hộ khách tới đây cũng hết sức chân thành, đương nhiên đây cũng là điểm lo lắng không ngừng của hai chị em từ Xuân Nhạn. Chính bởi vì như thế nên Nhãn Nam Phi đã tạo được một thương hiệu sang trọng ở Ando. Cộng thêm hai chị em từ Xuân Nhạn kết hợp quá tốt nên khiến ngay cả giới hắc đạo Ando xưa nay không giao thiệp với ngành sản xuất bảo vệ sức khỏe cũng phải cân nhắc xem đứng sau lưng hai chị em nhà này là ai. Chẳng qua những nhân sĩ tin tức nhanh nhạy thì đều hiểu rõ, nguyên thường vụ quận ủy quận Thiên Hà, bí thư chính pháp ủy kiêm cục trưởng phân cục Thiên Hà là Khâu Nguyên Phong, bây giờ đã lên làm phó cục trưởng cục công an thành phố Ando hẳn là có liên quan với người đứng sau câu lạc bộ này. Khi Khâu Nguyên Phong nhận được điện thoại của Triệu Quốc Đống thì Cục Công an thành phố Ando đang họp hội nghị đảng ủy. Hội nghị đảng ủy do Thường vụ Thị ủy, Bí thư đảng ủy chính pháp, Bí thư đảng ủy Cục Công an, Cục trưởng Lưu Triệu Quốc chủ trì, Phó Bí thư đảng ủy Cục Công an thành phố, Phó Cục trưởng Thường trực Quản trường Phong bố trí công tác bảo vệ an toàn trong đợt Tết âm lịch. Là Phó Cục trưởng có thâm niên ít nhất nên Khâu Nguyên Phong được phân quản lý khối trị an, gắn liền với phân cục Thiên Hà, đồng thời là lãnh đạo cục trực chỉ huy Tết này. Do đó Tết năm nay sẽ không còn có thời gian an nhàn. Khi Khâu Nguyên Phong bước vào một gian phòng ở gần Nhãn Nam Phi thì Triệu Quốc Đống đã chờ được một lúc. Xưa nay đến những nơi này thì Khâu Nguyên Phong đều rất cẩn thận. Nhậm chức ở quận Thiên Hà cũng được một thời gian nên rất nhiều người trong giới giải trí đều biết hắn, tuy rằng chỉ là đến ngồi gặp Triệu Quốc Đống một lúc nhưng hắn vẫn rất chú ý. Khâu Nguyên Phong biết quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và Từ Xuân Nhạn vẫn nhập nhằng. Chẳng qua hắn cũng phải thừa nhận người đàn bà này đúng là có ma lực câu hồn đoạt phách, dù là khuôn mặt hay dáng người cộng thêm tính tình dịu dàng, khéo léo như nước nên khiến người ta khó có thể kiềm chế. Sự thành thục của phụ nữ tuổi 30 cũng là thời điểm mang lực sát thương lớn nhất, cũng khó trách Triệu Quốc Đống mãi không dứt được. Khâu Nguyên Phong chỉ có thể oán trách hồi đó mình tới nhà máy dệt Giang Miếu dự tiệc rồi lại kéo theo Triệu Quốc Đống về, rước lấy đoạn nghiệt duyên này. Cũng may tên Triệu Quốc Đống này cũng rất cẩn thận nên cũng chưa xảy ra chuyện gì loạn cả. Triệu Quốc Đống chú ý thấy hai đầu lông mày của Khâu Nguyên Phong nhíu lại lo lắng, nếu không quan sát cẩn thận thì tuyệt đối không nhìn ra, hơn nữa Triệu Quốc Đống có cảm giác như Khâu Nguyên Phong cũng không cố ý che giấu thần sắc lo lắng này. Sếp Khâu, làm sao vậy? Tôi thấy hình như tâm trạng anh không tốt lắm. Triệu Quốc Đống hỏi. Tết này tôi phải trực ban chỉ huy, bận rộn quá, một mạch từ Tết âm lịch cho đến Nguyên Tiêu. Hoạt động trong thời gian này đều do tôi phụ trách, xem chừng nếu muốn thoải mái thì cũng phải qua 15 này. Khâu Nguyên Phong không trả lời thẳng vấn đề của Triệu Quốc Đống. Ha ha, xem ra cục công an thành phố chỗ sếp đúng là bắt nạt người mới đó, sếp vừa mới tới mà đã bắt trực ban chỉ huy sao? Triệu Quốc Đống cũng nói theo đề tài của đối phương. Đây là quy củ trong cục, ai đến cuối cùng thì Tết sẽ do người đó lo. Khâu Nguyên Phong cười cười. Việc này cũng không tính là bắt nạt mà đã trở thành thông lệ rồi, ai cũng phải có việc mở đầu này. Cũng phải, do sếp mới tới mà. Có điều qua Tết này thì mọi người không thể đổi phiên sao. Mùng 1 sang năm là sếp có thể nghỉ ngơi khỏe rồi. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Hừ, nghỉ ngơi, ngồi ở vị trí này thì chẳng có ngày nào có thể thoải mái cả. Tôi được phân công quản lý trị an, ngày nào cũng phải lo lắng đề phòng, lo ở đâu có vụ án.
chỗ nào có nhân tố bất ổn, thị ủy, ủy ban nhân dân thành phố có thể bị bao vây hay không, hoặc là sao nơi này có tỷ lệ thắc mắc của quần chúng cao. Tóm lại, một chữ, khổ. Khâu Nguyên Phong thở dài một hơi. Đây giống như cậu, một bước lên trời, ngồi ngay trong bộ, nhàn nhã, hả hê. Ha ha, xếp Khâu, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, chẳng lẽ các bộ và ủy ban trung ương lại không có khó khăn sao? Lãnh đạo bên trên nói một câu thì anh ở bên dưới phải nghiền ngẫm ý đồ của lãnh đạo, rồi dựa theo đó mà triển khai công tác. Chẳng quản anh điều tra nghiên cứu cũng được, khảo sát hay là thu thập tình hình cũng tốt, nói tóm lại thì cuối cùng anh phải có câu trả lời hài lòng cho lãnh đạo, phù hợp với ý đồ của lãnh đạo, nếu không thì anh cứ đợi ăn quả đắng đi. Chỉ cần hai lần không hài lòng thì anh chỉ có thể bị vứt sang một bên. Triệu Quốc Đống lắc đầu. Nếu mà đơn giản như sếp tưởng tượng thì các bộ và ủy ban trung ương có thể bỏ đi từ lâu rồi. Năm nay công tác cũng không dễ làm gì cả. Khâu Nguyên Phong thở dài nhạt nhẽo. Triệu Quốc Đống cảm giác đối phương hình như có tâm sự nhưng mà lại không muốn đề cập tới. Điều này làm cho trong lòng hắn óc dự cảm không tốt. Hắn lo Khâu Nguyên Phong có chung nỗi lo như mình. Khâu Nguyên Phong được thăng cấp lớn chủ yếu là nhờ sự giúp đỡ của Lưu Triệu Quốc. Trong tình cảnh này thì rất nhiều chuyện chỉ có thể giấu ở trong lòng mà thôi. Sếp Khâu, làm việc thì chỉ cầu mình an lòng là được, không khiến lương tâm thất vọng, không hổ thẹn khi nhận tiền lương của quốc gia, còn những cái khác thì chỉ cần cố hết khả năng là được, thế thôi. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Có một số việc không phải tôi và sếp có thể thay đổi được, đều là người trưởng thành nên trước khi làm chuyện này cũng phải suy nghĩ thấu đáo mới được. Khâu Nguyên Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt sáng như đuốc nhìn thẳng Triệu Quốc Đống. Quốc Đống, cậu cũng biết à? Sao tôi lại không thể biết? Triệu Quốc Đống hỏi lại. Nếu như ngay cả cậu cũng biết thì y nguy hiểm rồi, chúng ta phải ngăn cản y. Khâu Nguyên Phong nói với thần sắc phức tạp. Làm sao sếp biết tôi không ngăn cản anh ta? Triệu Quốc Đống thở dài một hơi. Tôi chỉ hy vọng anh ta không tiếp tục lún sâu xuống nữa, anh ta nói anh ta chưa bao giờ dính dáng đến mấy điều tôi nói kia. Khâu Nguyên Phong khá khiếp sợ vì không biết sao Triệu Quốc Đống lại biết được chuyện này. Hắn thấy được là khi còn làm cục trưởng phân cục Thiên Hà, hiện giờ lại là phó cục trưởng quản lý trị an thành phố, nên cũng thông qua nhiều con đường để đoán ra được, mặc dù như vậy thì không có căn cứ gì cả mà chỉ hoài nghi mà thôi. Vậy làm sao bây giờ? Khâu Nguyên Phong lần đầu tiên hỏi một câu như vậy. Sếp Khâu, tôi chỉ là ngẫu nhiên mới biết được, tôi đoán bây giờ cũng chưa có người nào biết được đâu. Nhưng loại chuyện này thì sao có thể che giấu mãi được, trừ phi hiện giờ anh ta chịu thu tay lại. Cái nghề này có nhiều đối thủ lắm, dính dáng tới quá nhiều lợi ích, anh không có khả năng cả đời không xảy ra chuyện. Triệu Quốc Đống cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, đương nhiên hắn cũng không chẳng có chứng cớ, hiện tại ngay cả Khâu Nguyên Phong cũng hoài nghi nên càng khiến Triệu Quốc Đống nghi ngờ hơn. Tôi biết là bởi vì vị trí đặc thù của tôi, cậu có biết như vậy thật sự rất nguy hiểm. Khâu Nguyên Phong thở dài nói. Vậy thì sao chứ, giờ cũng không có chứng cớ gì cả, chúng ta nói anh ta nghe không lọt. Mà ngược lại sẽ dẫn tới hiểu lầm không cần thiết, vị trí của sếp hiện tại lại càng nhạy cảm, ôi, chuyện này thật khó xử. Triệu Quốc Đống cũng cảm thấy khá đau đầu. Khâu Nguyên Phong lắc đầu không nói. Triệu Quốc Đống dường như cũng cảm thấy không khí có phần nặng nề, nói đến chuyện mà đến hiện giờ còn không thể xác định thì đúng là khiến tâm trạng người ta không tốt được, nhưng trong lúc nhất thời lại không thể nào đối diện thẳng được mà chỉ chờ thời cơ thích hợp. Vậy nói về cậu đi, Quốc Đống, cậu cũng trưởng thành rồi. Cũng nên có con cái đi chứ. Khâu Nguyên Phong đột nhiên đổi chủ đề. Triệu Quốc Đống lại thấy trong lòng hồi hộp, đúng là tự vạch áo cho người xem lưng, xem ra Khâu Nguyên Phong có ý trêu mình đây. Sếp Khâu, không vội, tôi mới 31 tuổi thôi mà. Triệu Quốc Đống cười khổ. Cậu 31 tuổi nhưng em dâu thì chỉ ít hơn cậu 2 tuổi thôi, cậu thì không sao cả. Cứ nhìn cậu thì dù có 60 tuổi cũng khỏe như voi nhưng phụ nữ thì không được như vậy, bản thân cậu phải nghĩ cho kỹ chuyện này. Lời của Khâu Nguyên Phong dường như có ẩn ý khiến Triệu Quốc Đống cảm nhận được hương vị lão lãnh đạo ngày xưa. Lời này hình như không phải chỉ nói mỗi Lưu Nhược Đồng mà như nhắc nhở hắn cũng phải suy xét tới quan hệ với Từ Xuân Nhạn, Triệu Quốc Đống chỉ biết cười khổ trong lòng. Mình không phải là không muốn có con, Vận Bạch cũng đã mang thai hơn 2 tháng rồi. Chắc không bao lâu nữa thì bụng sẽ phồng to lên rồi sẽ phải tránh sang bên Hồng Kông chờ sinh. Cụ Vận Bạch cảm thấy ở Hồng Kông có hơi mạo hiểm, dù sao có quá nhiều người từ đại lục tới Hồng Kông, đây cũng không phải biện pháp ổn thỏa, nên cô muốn sang Thụy Sĩ để sinh, Triệu Quốc Đống cũng nghe theo cô.
Quyển 12, chương 98. Triệu Quốc Đống áp tai lên bụng Cù Vận Bạch cảm nhận nhịp đập của sinh mệnh bên trong, hồi lâu sau mới khẽ nói. Chị định khi nào thì từ chức? Ừ, chờ một tháng nữa đi, bây giờ nhìn cũng không rõ lắm, thời tiết cũng khá lạnh nên quần áo mặc cũng dày, chị mang thai cũng không có bị nghén, coi như tốt cả. Cù Vận Bạch khẽ ưỡn cái lưng mỏi, để Triệu Quốc Đống vịn tay vào hông mình. Làm sao lại không có phản ứng gì được? Dễ mệt mỏi, dễ buồn ngủ, sức ăn cũng tăng lên gấp bội. Lần đầu tiên mang thai khiến Cù Vận Bạch cảm nhận được tư vị của người làm mẹ, cô cũng đã 35 tuổi rồi, một sản phụ cao tuổi điển hình, nếu như cái thai này mà không giữ được thì sau này còn có thể mang thai lại được hay không cũng không chắc. May mắn là Triệu Quốc Đống rất quyết đoán giúp cô hạ quyết tâm, tuy rằng không nỡ rời bỏ công tác nhưng mỗi khi cảm nhận được sinh mệnh bé nhỏ trong bụng là Cù Vận Bạch lại có cảm giác hạnh phúc theo bản năng của một người mẹ. Chờ một tháng nữa, em đề nghị tốt nhất là qua Tết âm lịch thì chị sang bên Hồng Kông đi. Bên đó khí hậu ấm áp hơn, ở Hồng Kông khoảng 2-3 tháng rồi chỉ có thể sang Thụy Sĩ. Cũng nên có một quá trình thích ứng mới được. Triệu Quốc Đống lo nghĩ nói. Chị đã nói với Bồi Ca và Kiều Huy chưa? Nói rồi, Bồi Ca không nói gì nhưng Kiều Huy thì lại rất vui vẻ. Cù Vận Bạch có hơi ngượng ngùng, mặt hơi đỏ lên đôi chút, tay đưa lên gỡ mấy sợi tóc rối xuống một cách bất tự nhiên. Hắn chỉ nói chúc mừng và bảo chị cố bảo dưỡng thân thể, không cần nóng lòng vì công việc. Nói rằng vị trí phó tổng giám đốc Thiên Phu vĩnh viễn giữ lại cho chị. Triệu Quốc Đống cười cười, hắn đã nói chuyện Cù Vận Bạch mang thai với Dương Thiên Bồi và Kiều Huy từ trước nhưng cũng yêu cầu khống chế phạm vi chỉ để hai người biết, còn đối với giới cao tầng còn lại trong tập đoàn thì chỉ thông báo rằng Cù Vận Bạch mệt mỏi nên xin nghỉ một năm, không cần giải thích gì nhiều. Đương nhiên nội bộ tập đoàn Thiên Phu nhất định sẽ có hoài nghi, cũng may Cù Vận Bạch chỉ phụ trách công việc hành chính thường ngày của tập đoàn. Cũng không được phân công quản lý mảng cụ thể nào nên cũng không gây ảnh hưởng quá lớn với công tác của tập đoàn, cùng lắm thì cũng chỉ khiến áp lực trên vai Dương Thiên Bồi nhiều hơn một ít. Trên thực tế trước đó Cù Vận Bạch cũng đã dựng một màn kịch giả với tập đoàn rồi, tự tung tin nói mình đã kết hôn ở Singapore, chồng là người sinh gốc Hoa, khiến cho khi mấy lãnh đạo cao tầng trong tập đoàn hỏi thì Cù Vận Bạch trả lời cũng rất hàm hồ, chỉ nói là còn đang qua lại nên đã chặt đứt suy tưởng của một số người trong tập đoàn. Cho dù giới cao tầng trong tập đoàn đều hoài nghi, thậm chí biết Cù Vận Bạch mang thai nhưng nhờ che giấu giai đoạn trước nên cũng không khiến nhiều người hoài nghi lắm. Chị cũng đã nói với Vận Lam rồi. Cù Vận Bạch do dự một chút rồi nói thêm. Ồ, cô ấy nói gì không? Triệu Quốc Đống có hơi xấu hổ, Cù Vận Lam là người không thể tránh được, hiện tại Vận Lam đang trong thời điểm bận rộn nhất, công ty Tinh Lãng đã hoàn thành tất cả trình tự để lên thị trường chứng khoán. Sang năm sẽ đưa lên giao dịch trên thị trường chứng khoán Thâm Quyến. Gần như toàn bộ thể xác và tinh thần của Cù Vận Lam đều đặt cả vào việc đưa công ty Tinh Lãng lên thị trường chứng khoán, không chỉ vì đại biểu cho Thương Lãng mà cũng vì cô nắm giữ cổ phần trong công ty Tinh Lãng. Nó còn có thể nói gì chứ? Mấy ngày hôm trước tới đây thăm chị, còn không phải mắng em sao? Nói là đã sớm cảm thấy em lòng dạ khó lường, tâm địa bất lương, giờ chuyện đã thành như vậy, 35 tuổi còn sinh con. Hơn nữa còn không minh bạch. Cù Vận Bạch hơi mỉm cười, nói với vẻ hờn dỗi. Ôi, đều là lỗi của em. Triệu Quốc Đống gãi gãi đầu mình cảm thấy xấu hổ. Cù Vận Bạch lắc đầu, giữ chặt tay Triệu Quốc Đống đặt lên trên bụng mình, vẻ mặt dịu dàng xen lẫn hạnh phúc. Em không phải trách mình, đây là lựa chọn của chị nguyện ý. Triệu Quốc Đống cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Vận Bạch, Vận Lam nói, chờ chị sinh thì cơ bản cũng hết bận. Nó sẽ đi theo chị một thời gian. Cù Vận Bạch dịu dàng tựa vào đầu vai Triệu Quốc Đống. Ừ, như vậy là tốt nhất, em tính sau khi chị sinh thì sẽ nói cho bố mẹ em biết, đến lúc đó để bố mẹ sang chỗ chị một thời gian. Triệu Quốc Đống nói một cách bình tĩnh. À, Cù Vận Bạch lắp bắp kinh hãi, sắc mặt đỏ bừng lên rồi lại tái nhợt ngay lập tức. Như vậy sao được? Có cái gì mà không được? Chẳng lẽ nói đứa bé trong bụng chị không phải là của em sao? Bố mẹ em đến thăm cháu mình lẽ nào cũng không được. Triệu Quốc Đống cười nói. Nhưng, chị, Cù Vận Bạch cảm thấy tay chân luống cuống, nhưng không biết làm thế nào cho phải. Tuy nói dâu xấu cũng khó tránh gặp bố mẹ chồng, nhưng bản thân mình một là người vợ danh bất chính mà ngôn bất thuận, hai là lần đầu tiên gặp mặt mà lại trong hoàn cảnh như thế thì cũng không tránh khỏi quá đường đột. Bố mẹ em tuy rằng hơi bảo thủ một chút nhưng việc em làm thì cùng lắm bọn họ cũng chỉ mắng em vài câu mà thôi. Chẳng lẽ có thể đoạn tuyệt quan hệ hay sao chứ?
huống chi có cháu trai cháu gái thì em nghĩ niềm hạnh phúc và sung sướng từ đứa bé sẽ mang đến sẽ xóa sạch hết những bực tức và oán giận đối với em. Triệu Quốc Đống an ủi. Triệu Quốc Đống biết trong lúc nhất thời thì Cù Vận Bạch khó có thể chấp nhận tin này nên dịu dàng an ủi, hắn cũng biết nội tâm Cù Vận Bạch chắc là vui sướng, dù sao nếu vấn đề giữa mình và cô cùng với đứa bé mà có thể nhận được sự tán thành của bố mẹ mình thì sẽ là một sự an ủi vô cùng lớn đối với cô. Màn đêm buông xuống, Triệu Quốc Đống cảm giác Cù Vận Bạch khó ngủ nên quàng tay ôm chặt cô rúc vào người mình, mãi cho đến nửa đêm thì Cù Vận Bạch mới ngủ say. Triệu Quốc Đống cảm giác vừa về tới An Nguyên là mình bừng bừng sức sống, hắn không biết có phải do mình sinh hoạt tình dục nhịp nhàng hay không. Tuy hai buổi tối đều ở cùng Cù Vận Bạch trong biệt thự Thiền Loan nhưng cứ đến trưa là hắn lại tới Nhạn Nam Phi để nghỉ ngơi, cũng may chỗ này cũng có phòng ngủ của Từ Xuân Nhạn nên khó tránh khỏi được hưởng vui vầy cá nước. Do nghiệp vụ ngày càng được mở rộng ở Bắc Kinh và Thiên Tân nên tập đoàn Thiên Phu có ý định rời trụ sở chính thức tới Bắc Kinh, nhưng An Nguyên vẫn là một căn cứ địa trọng yếu của tập đoàn Thiên Phu, nhất là khi Hồ Lô Châu xây dựng trở thành một khu buôn bán khổng lồ, khiến cho tập đoàn Thiên Phu tạm thời còn muốn ở lại An Đô thêm 2 năm nữa. Sau khi trở lại An Đô, Triệu Quốc Đống cũng đã tới hiện trường công trình khu thương mại Hồ Lô Châu, tốc độ tiến triển khá nhanh. Nhất là khi chính quyền thành phố An Đô cảm nhận được áp lực từ các thành phố lân cận như Trùng Khánh, Vũ Hán, Tây An, Thành Đô nên càng coi trọng xây dựng khu thương mại Hồ Lô Châu. Chính quyền hai cấp tỉnh thành đều hy vọng có thể sớm xây dựng xong Hồ Lô Châu, xác lập địa vị thành thị trung tâm không thể lay động của thành phố An Đô trong lục địa Trung Quốc. Chẳng qua Triệu Quốc Đống cũng cảm thấy định vị phát triển của An Đô khá mơ hồ, điều này có thể nhận ra từ vài phương diện. Ví dụ như định vị ngành công nghiệp với khu khai phát công nghiệp kỹ thuật cao thành phố An Đô, ví như khu văn hóa và sáng tạo thành phố An Đô đều khá tiêu điều, khiến cho tài chính huy động đều yếu ớt, đều có vẻ mâu thuẫn và thiếu quy hoạch. Nghe nói việc này có liên quan trực tiếp đến xung đột về quan niệm giữa phó bí thư tỉnh ủy kiêm bí thư thị ủy Miêu Trấn Trung và thị trưởng Diêu Văn Chí. Nhưng Triệu Quốc Đống vẫn cảm thấy Diêu Văn Chí đã lầm lẫn trong việc định vị phát triển cho thành phố An Đô. Đương nhiên hiện tại những điều này đều chẳng quan hệ gì với mình cả. Cù Vận Lam đã trở lại, Triệu Quốc Đống nghĩ kỹ rồi không trở về biệt thự Thiền Loan. Dù sao gặp mặt lúc này thì có hơi xấu hổ, Triệu Quốc Đống cảm thấy nên đợi qua thời gian này đến thời cơ chín muồi rồi mọi người thích ứng thì gặp nhau sẽ tốt hơn. Tin chắc rằng Cù Vận Bạch cũng có thể hiểu được điều này. Thực tế, cuộc đời mỗi người đều có rất nhiều bất đắc dĩ, bất kể là Cù Vận Bạch hay là chính mình. Mỗi một lần Triệu Quốc Đống về nhà là La Băng lại phát hiện mình rất có hứng nấu cơm. Những món ăn mà Triệu Quốc Đống thích thì cô đều cố gắng thực hiện với tiêu chuẩn cao nhất, tuy chỉ có hai người ăn cơm nhưng La Băng vẫn sẵn lòng nấu hết những món khoái khẩu của Triệu Quốc Đống. Nhìn Triệu Quốc Đống cười hài lòng là La Băng có cảm giác thỏa mãn không nói lên lời, xưa nay đều nói muốn nắm được đàn ông thì trước tiên phải nắm được dạ dày. La Băng không dám hy vọng xa vời là có thể một mình hưởng Triệu Quốc Đống nhưng cô rất thỏa mãn với cuộc sống bây giờ. Tuy rằng từ khi Triệu Quốc Đống điều lên Bắc Kinh thì càng ít khi trở về nhưng dù là một tháng một lần, miễn là hắn trở về thì cô đều có ý nghĩ này. Có đôi khi cô cũng hoài nghi mình có phải si mê quá mức hay không, nhưng khi tĩnh tâm ngẫm nghĩ thì cô lại thấy mình rất muốn một cuộc sống yên ả vừa giàu có vừa quy luật như này. La Duệ đã vào đảng ủy khu khai phát rồi. Ồ, xem ra biểu hiện của anh ta khá tốt, anh cũng nghe nói Lô Vệ Hồng rất thích anh ấy. Triệu Quốc Đống đặt đũa xuống. La Băng đón lấy cái bát múc thêm một bát súp cà ri gà cho hắn. La Duệ từng đảm nhiệm chủ nhiệm văn phòng ban quản lý khu khai phát, trợ giúp Triệu Quốc Đống, nhưng có thể vào được đảng ủy thì cũng khiến hắn kinh ngạc. Xem ra La Duệ cũng có chút bản sự, Lô Vệ Hồng là một người có yêu cầu rất cao trong công tác, có thể tiến vào đảng ủy khu khai phát cũng không hề dính dáng gì tới mình. La Duệ làm việc rất cố gắng, rất chuyên nghiệp, chẳng qua anh ấy quá theo đuổi con đường làm quan. Anh ấy chẳng thèm hỏi ai trong nhà về chuyện này, chị dâu em cũng khá oán hận, nhưng cũng may La Duệ không có tính xấu gì khác. La Băng nói mấy câu này thì cảm giác mình đã lỡ lời nên mặt hơi đỏ. Ý của em là anh có nhân phẩm không tốt à? Triệu Quốc Đống vừa húp canh vừa mỉm cười nói. Ừ, mùi vị rất ngon, anh thích mùi vị này, nó khiến anh có cảm giác là mình có nhà. Bị Triệu Quốc Đống hỏi lại khiến mặt La Băng càng đỏ hơn, liếc nhìn Triệu Quốc Đống đầy hờn dỗi. La Băng hầm hừ nói. Có lẽ kiếp trước em thiếu nợ anh. Tốt lắm, kiếp trước nợ thì kiếp này trả, điều này chứng minh cuộc đời hai chúng ta có duyên phận thì có thể giải thích tất cả, anh vẫn luôn cho là như vậy. Triệu Quốc Đống chống hai tay lên bàn cơm, nhìn La Băng đang ngấn lệ đầy yêu thương.
không phải sao? Quyển 12, chương 99. Mỗi một nơi đều có nhật trình đón Tết khác nhau nhưng tựu chung đều kín mít, giờ lại thêm việc Cù Vận Bạch mang thai, hơn nữa có thể không lâu sau Tết là cô sẽ sang Hồng Kông nên gần như đêm nào Triệu Quốc Đống cũng đều về với Cù Vận Bạch. Cũng may tới tận mùng 5 tháng riêng thì Lưu Nhược Đồng mới có thể trở lại Bắc Kinh nên Triệu Quốc Đống mới không khó xử. Năm nay Thái Chính Dương và Liễu Đạo Nguyên cùng với Hùng Chính Lâm đều không trở về An Đô, cuộc gặp mặt truyền thống được giữ gìn trong nhiều năm cuối cùng lại có kết cục như vậy khiến Triệu Quốc Đống tiếc nuối rất nhiều. Tuy nói trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn nhưng càng ngày vị trí mấy ông anh này càng cao nên đường đi của mỗi người lại càng khác xa nhau. So với bận rộn công việc 2 năm trước và năm rồi mất vui thì năm nay Triệu Quốc Đống lại rất thỏa mãn vì có khá nhiều thời gian, cũng không có quá nhiều áp lực công tác. Từ khi ra khỏi cái vòng luẩn quẩn An Nguyên, Triệu Quốc Đống cảm giác mình có vẻ tự tại rất nhiều. Dù sao thoát khỏi sự chú ý của mọi người thì cũng tức là không còn quá nhiều người để ý tới cuộc sống riêng tư của mình. Em nói em muốn lên Bắc Kinh làm việc ư? Triệu Quốc Đống hỏi lại, tách cà phê trên tay cũng đặt xuống. Sao vậy? Anh không chào đón à? Đôi mày liễu của cô gái thoáng nhíu lại. Có phải sợ em gây phiền toái gì cho anh hay không? Ha ha, nói gì vậy chứ, Lam Đại, anh chỉ nghĩ em đang ở văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố An Đô không phải rất tốt sao? Tại sao lại muốn lên chi nhánh thành phố An Đô ở Bắc Kinh làm? Công tác ở đó không thích hợp với một phụ nữ cho lắm. Triệu Quốc Đống nhíu mày. Hơn nữa em cũng lớn rồi cũng nên suy xét hôn nhân đại sự của mình đi. Em nhớ từ lâu em đã thuộc về người nào đó rồi. Lam Đại khẽ mỉm cười. Có lẽ người đó không thèm để ý nhưng em thì vẫn luôn nhớ lời hứa đó. Trong lúc nhất thời Triệu Quốc Đống cảm thấy quá đau đầu. Hắn vẫn luôn không muốn chạm đến vấn đề này. Cô gái này dường như quá si mê mình rồi, thậm chí còn khó chơi hơn cả Hàn Đông. Ít nhất thì Hàn Đông vẫn còn giữ được lý trí mà cô này thì cứng đầu gấp bội. Triệu Quốc Đống cũng không biết chính xác rốt cuộc là trong lòng cô này muốn gì nhưng hắn có thể khẳng định cô chắc chắn không phải loại người ngây thơ. Không ngờ nhà Lưu Triệu Quốc mời khách lại còn gọi cô này tới. Cơm nước xong Lam Đại tự nhiên mời mình đến quán cà phê ngồi một chút, hắn cũng không tiện từ chối, huống chi hắn cũng muốn tâm sự với cô gái mà hắn chưa bao giờ coi là người yêu này. Mặc dù chưa từng để lời nói trước kia của Lam Đại vào trong lòng nhưng có cảm giác cô này chưa bao giờ quên lời thề đó. Lam Đại, em cũng biết tình hình hiện tại của anh đã kết hôn rồi, giữa hai chúng ta không có khả năng phát sinh chuyện gì cả. Triệu Quốc Đống tận tình khuyên bảo. Thật không, em cũng không nói hai chúng ta sẽ phát sinh cái gì, nếu chúng ta thật sự muốn phát sinh chuyện gì thì em nghĩ cũng không phải là điều mà em và anh có thể khống chế được. Đúng không? Lam Đại mỉm cười, không thể không thừa nhận nụ cười của cô gái này cực kỳ có sức hấp dẫn, nhất là đôi mắt như biết phóng điện. Lam Đại, anh nói thật. Anh cũng có cảm tình với em nhưng anh chưa từng có ý nghĩ đi xa hơn với em cả. Anh chỉ muốn coi các em như em gái, anh hy vọng các em có thể sống tốt, thật đó. Anh không cho rằng em làm như vậy là hợp lý, kỳ thật có đôi khi em thoát khỏi ngõ cụt thì sẽ thấy rộng mở, tươi sáng, sẽ phát hiện tất cả những trước kia buồn cười và ấu trĩ cỡ nào. Em, Triệu Quốc Đống đang muốn kiên nhẫn thuyết phục Lam Đại thì lại bị cô cười tao nhã cắt đứt. Quốc Đống ca, em chỉ muốn hỏi anh một câu. Anh đã từng nói lời này với Tiểu Âu hay chưa? Triệu Quốc Đống cứng họng, sau một hồi lúng ta lúng túng mới nói. Ặc, nói rồi. Vậy anh với cô ấy đã phát sinh chuyện gì chưa? Lam Đại chống hai tay dưới cằm, nhìn thẳng vào Triệu Quốc Đống mà không hề nháy mắt khiến hắn chật vật không chịu nổi. Triệu Quốc Đống không phản bác được. Quốc Đống ca, em tin cảm giác của mình, em có thể chỉ huy ý thức của mình, cũng giống như Tiểu Âu, em không cưỡng cầu điều gì. Em chỉ đang chờ đợi cơ duyên của mình, chỉ thế thôi, xin anh đừng bao giờ thuyết giáo hay là nói mấy lời thương hại để khuyên nhủ hoặc là an ủi em. Em không cần. Lam Đại nói một cách sửng dưng, giống như là nói về một chuyện mà hoàn toàn chẳng có liên quan gì với hai người cả. Đối mặt với mấy lời này thì Triệu Quốc Đống ngoài cách nói sang chuyện khác thì hắn thật sự không biết nói cái gì cho tốt. Cũng may Lam Đại cũng không có yêu cầu gì quá phận, chỉ mong thời gian có thể bào mòn sự cố chấp của cô. Sau khi Đàm Lập Phong đến thì rất khiêm tốn, tất cả mọi người đều đang quan vọng, nhìn xem vị tân thị trưởng này có thể làm được cái gì. Quế Toàn Hữu không phải là cán bộ Hoài Khánh đầu tiên tới thăm hỏi Triệu Quốc Đống. Vương Lệ Quyên và Thịnh Khắc Minh còn tới sớm hơn hắn một chút. Triệu Quốc Đống chỉ có thể tiếp đón những người khách này trong nhà bố mẹ, đến lúc này hắn mới phát hiện mình chẳng có một chỗ nghỉ chân nào dành riêng cho mình ở An Đô,
đương nhiên ký túc xá sở giao thông khó có thể tính vào chỗ này được, đã lâu rồi Triệu Quốc Đống cũng không hỏi đến nên coi như bỏ đi rồi. Lúc trước Phương Lệ Quyên, Thịnh Khắc Minh và Quế Toàn Hữu về cơ bản đều giống nhau, sau khi Đàm Lập Phong nhậm chức thì cũng chỉ đến các quận, huyện để điều tra nghiên cứu chứ không có động tác gì mới cả. Trên thực tế, theo đà quán tính thì tốc độ phát triển của Hoài Khánh không chậm, nếu Đàm Lập Phong thông minh thì nên duy trì như vậy, đợi sự thay đổi nhân sự nửa cuối năm. Trần Anh Lộc không có khả năng tiếp tục ở lại Hoài Khánh nữa, tất cả đều có thể đợi đến khi hắn tiếp nhận chức vụ bí thư thị ủy rồi quy hoạch cũng không muộn. Lệ Quyên, Khắc Minh, Toàn Hữu, tôi đã hoàn toàn tách khỏi An Nguyên, chuyện ở Hoài Khánh thì tôi càng không có tư cách để khoa chân múa tay. Chẳng qua tôi cũng đã công tác ở Hoài Khánh 3 năm nên rất có cảm tình với nơi này. Có thể nói từng ly từng tí ở Hoài Khánh đều khắc sâu trong tâm trí của tôi, giờ rời đi thực sự cũng rất nuối tiếc. Triệu Quốc Đống cười đầy cảm xúc, nói. Cả ba người đều là người đứng đầu ba quận, huyện có nền kinh tế phát triển nhất ở Hoài Khánh, đảng ủy xác định tư tưởng chính quyền thực thi. Tôi hy vọng cả ba người không nên để bị ảnh hưởng bởi sự ra đi của tôi, phải đặt hết tâm tư làm tốt kinh tế, tạo được những thành tích rõ nét, đây không phải làm thay bí thư thị trưởng mà vì tạo phúc cho dân chúng một phương, không phụ với vị trí của mình. Cả ba người đều lặng lẽ gật đầu. Cả ba quận, huyện của ba người đều khác nhau. Hoài Khánh lại đang đứng trước cục diện phát triển rất tốt, làm thế nào để nắm được kỳ ngộ này, kết hợp với thực tế thì cần phải làm rất nhiều hành động. Triệu Quốc Đống cũng cảm thấy mình lại nói tới chuyện cũ nên đành đánh trống lảng cười cười. Nhìn xem, tôi lại có tật này rồi, đi cũng lâu rồi mà cũng vẫn chưa sửa được. Thị trưởng Triệu, ngài không nên nói như vậy, tuy ngài đi rồi nhưng dân chúng Hoài Khánh đều có mắt cả, ai thực sự muốn làm chuyện tốt vì bọn họ thì trong lòng bọn họ đều hiểu rõ. Thịnh Khắc Minh nói khá tình cảm. Lão Thịnh, tôi dám khẳng định ngài sẽ trở lại. Có thể khi ngài trở lại thì sẽ có thân phận lãnh đạo tỉnh trở về Hoài Khánh cũng chưa biết chừng. Vương Lệ Quyên và Quế Toàn Hữu đều mỉm cười, Thịnh Khắc Minh nói chuyện thật là thẳng thắn, nghĩ gì là nói ấy. Lão Thịnh, tôi sợ sẽ phụ với kỳ vọng của lão. Triệu Quốc Đống cười cười. Trưa nay cả ba khỏi đi đâu hết, cứ ở nhà tôi đi, tay nghề của mẹ tôi cũng không tồi đâu. Trong thời gian này ấy người chắc cũng ngán thịt cá rồi, hôm nay thử nếm mấy đồ dân dã đi. Mãi cho đến khi mọi người rời đi hết thì Triệu Quốc Đống mới ngồi xuống salon suy ngẫm, từ lời của ba người thì hắn có thể nhận ra một ít manh mối. Cả ba đều rất hy vọng mình có thể trở lại Hoài Khánh, nhưng với cục diện bây giờ thì hy vọng này là rất xa vời. Mặc dù Đàm Lập Phong không có động tác gì lớn nhưng Trần Anh Lộc lại đẩy hắn lên cao, ngoại trừ quan hệ cá nhân giữa hai người này vẫn tương đối tốt thì e đây là mưu kế của tỉnh ủy An Nguyên. Trần Anh Lộc chỉ sợ cũng sắp từ nhiệm. Nên muốn Đàm Lập Phong mau chóng thích ứng trong thời gian ngắn nhất. Tuy Đàm Lập Phong có căn cơ vững chắc ở Hoài Khánh nhưng dù sao hắn cũng chưa từng đảm nhiệm lãnh đạo chủ yếu đảng chính, thời gian quá độ ở vị trí thị trưởng này lại quá ngắn nên trên tỉnh đại khái cũng lo sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của Hoài Khánh, do đó Trần Anh Lộc mới dốc sức trợ giúp cho Đàm Lập Phong. Nếu Đàm Lập Phong tiếp nhận chức vụ bí thư thị ủy thì mình đương nhiên không có khả năng trở lại đảm nhiệm thị trưởng. Mà nếu mình thực sự thế chỗ Trần Anh Lộc làm bí thư thị ủy thì trên tỉnh cũng sẽ không để Đàm Lập Phong tiếp tục đảm nhiệm thị trưởng. Dù sao phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy mà xuống dưới đảm nhiệm thị trưởng thì khó ổn, nếu chỉ là quá độ thì còn được. Trên thực tế điều này cũng phủ định khả năng mình trở lại Hoài Khánh, thậm chí ngay cả khả năng mình trở về An Nguyên cũng rất khó nói. Nếu nói trong lòng không tiếc nuối thì là nói dối, Hoài Khánh trong tay mình đã có cơ sở khá tốt, nhất là khối điện tử thông tin. Cho dù là vẫn dập theo khuôn cũ thì chỉ cần 2 năm là cũng có thể kết được quả lớn, đáng tiếc, tự dưng lại tiện nghi cho người khác. Vậy thì có làm sao? Triệu Quốc Đống đột nhiên bật cười. Chẳng lẽ nói không có cơ sở thì mình không thể bắt đầu lại từ đầu và làm ra thành tích ở địa phương khác sao? Thật là nực cười, vậy không phải là quá coi thường mình sao? Quyển 12, chương 100. Mùng 4, Triệu Quốc Đống không thể không tạm biệt Cù Vận Bạch mà về Bắc Kinh. Lưu Nhược Đồng cũng đã về nước nên hắn phải về Bắc Kinh. Cũng may bây giờ hắn làm ở Bắc Kinh nên nhiều quan hệ không cần qua lại quá nhiều, chỉ cần đưa chút quà tặng tỏ tấm lòng là đủ. Đợt Tết này nhà ai cũng bận rộn, anh nếu đến nhà người ta cũng phải tiếp đón anh. Triệu Quốc Đống biết cách nắm bắt tâm lý mọi người. Hắn chọn mấy thứ như chè Thanh Châm, Hoài Khánh, rượu Bích Nhũ Ninh Lăng, chè Bích Phụ, Ninh Lăng, ba loại phối hợp rồi thuê người đóng gói cẩn thận. Coi như làm mọi người cảm nhận được điểm đặc biệt của đặc sản tỉnh An Nguyên. Đối tượng tặng quà không ít nhưng chủ yếu là nằm ở tâm ý mà thôi.
Anh đưa quà người ta chưa chắc đã nhớ, nhưng anh không tặng quà thì gần như người ta sẽ ghi nhớ. Địa vị của Triệu Quốc Đống ở Lưu Gia là khá đặc biệt. Ngoài anh em Lưu Nham, Lưu Thác và Lưu Kiều Gia thì không ít người không quá coi trọng thằng con rể là hắn. Cho nên ngay cả Trầm Đông Chiêu cũng cảm thấy con rể Lưu Gia là quan liêu. Nhưng sau đó Triệu Quốc Đống rất nhanh phá vỡ cảm tưởng người Lưu Gia. Nhất là sau khi Triệu Quốc Đống làm cục trưởng cục quy hoạch và phát triển bộ năng lượng thì cảm nhận kia gần như thay đổi hết. Có lẽ bọn họ không coi trọng thị trường một nơi nhưng tuyệt đối không thể coi thường một cục trưởng cục quan trọng ở bộ năng lượng. Mặc dù bọn họ cho rằng có người giúp Triệu Quốc Đống nhưng dám ngồi ở vị trí này mà làm tốt thì không có bản lĩnh là không được. Lưu Nham ở gia tộc cũng đã sớm truyền tin nói Phó Thủ tướng Lục Kiến Bang rất coi trọng Triệu Quốc Đống. Sau khi nghe Triệu Quốc Đống phát biểu đã gặp riêng và hỏi Triệu Quốc Đống vài vấn đề. Điều này làm đám người Lưu gia cũng tôn trọng Triệu Quốc Đống hơn. Sức ảnh hưởng của gia tộc cách mạng dần giảm đi, thi thoảng xuất hiện nhân tài tích cực phát triển trong chính trị. Nhưng có một điều không thể thay đổi là người xuất thân bình thường đang đi lên, đây là điều không thể né tránh. Triệu Quốc Đống chính là trong hoàn cảnh như vậy dần dần đi vào trung tâm chính trị của Lưu gia. Đến vị trí này thì dù Lưu Trọng Bình hay là Hứa Gia Ninh cũng tán thành biểu hiện của Triệu Quốc Đống đủ để làm thành viên xuất sắc trong Lưu gia. Điều này cũng có nghĩa lúc cần thiết Triệu Quốc Đống có thể vận dụng tài nguyên quan hệ của Lưu gia để giúp đỡ. Muốn đứng vững trong vòng tròn ở Lưu gia thì năng lực là rất quan trọng, nhưng một vòng tròn mở rộng ra nhiều lúc cũng cần các mối quan hệ của mọi người. Ví dụ như quan hệ với Trầm Đông Chiêu cũng là điều Lưu gia cố gắng quan hệ. Ngay cả Lưu Trọng Bình cũng là cấp dưới bác ruột Trầm Đông Chiêu. Tôi nghe Bộ trưởng Thái nói Phó Thủ tướng Lục đã chú ý đến quan điểm viện các anh. Mặc dù hơi lệch một chút nhưng phương hướng là đáng để khẳng định, đưa ra được khó khăn và đối sách cho quân đội nước ta. Phó Thủ tướng Lục cảm thấy cần mở rộng nghiên cứu thêm ở việc này, không nên câu nệ với mấy quan điểm hiện nay, xem có thể đưa ra quan điểm thích hợp hơn với tình hình quốc gia và quốc tế hiện nay hay không. Triệu Quốc Đống nhìn Lưu Nhược Đồng ở phía xa xa đang nói chuyện vui vẻ. Xem ra Lưu Nhược Đồng rời khỏi vòng tròn này khá lâu nên mọi người có chút kinh ngạc khi cô xuất hiện, vì thế nhiều người tìm cô nói chuyện. Ngược lại bản thân Triệu Quốc Đống lại thoải mái hơn, ngoài đám người Trầm Đông Chiêu ra thì những kẻ khác đều là kẻ kiêu căng, tạm thời không chú ý đến hắn. Hôm nay là sinh nhật 40 của Trầm Đông Chiêu theo tuổi âm, cũng chính là sinh nhật 39 theo tuổi dương của y. Đồng thời cũng là buổi chúc mừng Trầm Đông Chiêu lên chức đại tá. 39 tuổi làm đại tá theo Triệu Quốc Đống biết mặc dù không phải chưa từng có nhưng cũng là hiếm thấy. Hai nhà Lưu Trầm có quan hệ từ thời chiến tranh. Mặc dù trong giai đoạn phát triển đất nước thủ lĩnh hai nhà bị đả kích không nhỏ nhưng cũng khiến quan hệ hai nhà càng thêm mật thiết. Đến tận khi người đứng đầu Trầm gia mất, đứng đầu Lưu gia vì sức khỏe nên không xuất hiện trước công chúng, đời hai của hai nhà dần phát triển trong chính trị nên quan hệ hai nhà cũng trở nên bình thường. Nhưng phải nói quan hệ đời hai, đời ba vẫn còn khá thân. Trầm Đông Chiêu là người có phong cách khá đặc biệt, mặc dù là buổi mừng sinh nhật nhưng chỉ tổ chức ăn trưa. Coi như dùng cách này để xác định một năm mới của mình. Sau đó y tổ chức để mọi người trao đổi. Người tham gia hầu hết là bạn bè quan hệ mật thiết với Trầm Đông Chiêu cùng với những vị khách do lịch sử vòng tròn nên không thể không mời. Trầm Đông Chiêu mặc dù không muốn mở rộng quy mô nhưng có một số việc không phải do y làm chủ, đây không chỉ là một nghi thức mà còn là một quy củ. Vẫn là không chịu đổi mới. Trầm Đông Chiêu nói, trước cải cách, cách làm này là chính xác vì có thể cung cấp hoàn cảnh để Trung Quốc chúng ta phát triển ổn định. Nhưng tình hình quốc tế hiện nay thay đổi nhiều, nước Mỹ trước không tạo thành uy hiếp với chúng ta vì những hành vi của bọn họ. Nhưng rất nhiều vấn đề không thể tránh khỏi như ở Đài Loan, vấn đề Ấn Độ Dương, lợi ích dầu mỏ ở Trung Đông, Trung Á. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, anh muốn yên ổn phát triển nhưng khi anh bị uy hiếp đến lợi ích chiến lược thì anh còn có thể tránh được sao? Như vậy sẽ chỉ làm đối phương hiểu lầm. Hiểu lầm này cũng không phải là chú ý đến lợi ích trung tâm của anh, là cho rằng anh có thể nhường ở vấn đề này thì sẽ khiến đối phương được voi đòi tiên. Trầm Đông Chiêu từ tốn nói, xung quanh y đều là người cùng quan điểm nên khá hứng thú nghe nói. Hơn nữa từ một góc độ nào đó mà nói cùng với việc ngày sau đột nhiên bộc phát thì không bằng bây giờ dần tiến vào. Dù là phòng ngự quốc gia cũng cần tăng thêm vốn đầu tư, mà Quốc Đống cũng phải có kế hoạch đi ra nước ngoài. Nếu không thật sự một ngày quân đội Trung Quốc phát hiện mình cần đi ra ngoài, gặp phải áp lực dư luận thế giới, lúc ấy Trung Quốc đã làm mọi người có ấn tượng là con hổ không răng, không có vũ lực mạnh, khi đó càng thêm bị động. Đông Chiêu nói đúng, ở vấn đề liên quan tới lợi ích chiến lược quốc gia ta,
Trung Quốc không thể lo đầu lo cuối, nó sẽ làm người ta hiểu lầm quyết tâm của chúng ta. Bây giờ nếu không tỏ rõ thái độ thì đến mức nào đó có lẽ các bên sẽ loại Trung Quốc khỏi trường quốc tế. Đương nhiên chúng ta cũng không ngại đối đầu nhưng có thể lấy phương thức hòa bình để đảm bảo lợi ích chiến lược quốc gia không tổn thất cũng là điều tốt mà. Nói xen vào là một người đàn ông trông lớn hơn Trầm Đông Chiêu vài tuổi, mày rậm, ánh mắt sắc bén. Đây là một người bạn thân của Trầm Đông Chiêu, Lâm Mộc Sâm, nghe nói cũng là người trong quân đội. Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận lời của đối phương rất sắc bén, khá thẳng thắn, cũng giấu sách lược, thi thoảng lộ quan điểm của mình cũng là một sách lược. Làm như thế nào phù hợp lợi ích của Trung Quốc thì cần phải căn cứ cục diện chính trị Trung Quốc biến hóa mà điều chỉnh. Phải để thế giới từng bước quen với một nước Trung Quốc mạnh. Mà không thể làm cho thế giới hoảng hốt, đây là cần một quá trình lâu dài. Lâm Huynh nói có phải là chỉ vào khu vực Nam Hải? Triệu Quốc Đống cười nói. Lâm Mộc Sâm vẫn chú ý Triệu Quốc Đống. Trầm Đông Chiêu đánh giá khá cao Triệu Quốc Đống, thậm chí mơ hồ kéo hắn vào vòng tròn này, điều này làm Lâm Mộc Sâm rất tò mò. Ánh mắt của Trầm Đông Chiêu rất cao, người bình thường không thể được y chú ý tới. Chẳng qua câu nói của Triệu Quốc Đống làm mắt Lâm Mộc Sâm sáng lên, đối phương không nói là Trung Á, không phải Đài Loan, không phải Đông Hải mà trực tiếp nói tới Nam Hải. Quyển 12, chương 101. Xem ra cậu rất nhạy cảm với Nam Hải. Lâm Mộc Sâm mắt sáng rực lên nhìn Triệu Quốc Đống. Không hẳn như vậy, mà bây giờ là thời cơ tốt nhất để Trung Quốc tiến vào Nam Hải. Bây giờ quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và Đông Á càng lúc càng nhiều lên. Sau năm 1998, Trung Quốc đã là một đối tác kinh tế quan trọng của khu vực này. Khi khủng hoảng kinh tế, phương Tây không đầu tư quá nhiều vào đó, nhưng Trung Quốc lại giúp đỡ nhiều khiến bây giờ đang là thời kỳ trăng mật trong quan hệ giữa Trung Quốc và các nước này. Triệu Quốc Đống biết đối phương đang muốn thử mình. Lúc trước Lưu Nhược Đồng đã nói với hắn rằng sẽ có nhiều người thử hắn, muốn hắn giữ bình tĩnh và nhẫn nhịn. Nhưng theo Triệu Quốc Đống thấy đây là một sân khấu biểu diễn. Nếu như anh thứ gì cũng biết thì những kẻ ở đây sẽ khâm phục. Lợi dụng quan hệ kinh tế, chính trị đang tốt đẹp để cho đối phương có một ấn tượng rằng Nam Hải là vấn đề chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc, có tầm quan trọng rất cao. Nhưng Trung Quốc lại muốn dùng thái độ đàm phán để giải quyết vấn đề này. Vậy cậu thấy như vậy là có thể vấn đề Nam Hải? Lâm Mộc Sâm nói. Đương nhiên là không thể, lãnh hải, lãnh thổ đâu dễ giải quyết như vậy. Nhưng chúng ta có thể thông qua cách này để tỏ thái độ của chúng ta. Đây là lợi ích quốc gia của Trung Quốc. Không thể bị xâm phạm, làm các nước bạn từng bước tiếp nhận quan điểm này. Như vậy có lợi cho cuộc đàm phán của chúng ta trong 10, 20 năm tới, vừa đến mức không làm phức tạp và tình hình nóng lên. Lâm Mộc Sâm và hai người bên cạnh có vẻ đang suy nghĩ về quan điểm của Triệu Quốc Đống. Nhưng thật ra Trầm Đông Chiêu lại mỉm cười, có lẽ y hứng thú khi Lâm Mộc Sâm muốn thử Triệu Quốc Đống. Quốc Đống, ý của cậu là vấn đề Nam Hải sẽ tiếp tục rằng co như thế này. Lâm Mộc Sâm một lúc lâu sau mới lên tiếng. Vấn đề Nam Hải cuối cùng phải dựa vào lực lượng hải quân Trung Quốc, xem hải quân có thể bảo vệ lợi ích hợp pháp của quốc gia hay không. Một số khu vực quá xa nên không thích hợp để hải quân nước ta thành lập điểm đóng quân. Như vậy biện pháp thích hợp nhất bây giờ là thông qua ngành quản lý hải dương mà ban hành biện pháp hành chính. Ví dụ như tăng cường quản lý việc đánh bắt cá. Việc này có thể thông qua việc giám sát đánh bắt cá mà tăng lên năng lực tuần tra. Cũng có thể lấy danh nghĩa chống buôn lậu để kết hợp với lực lượng công an mà tuần tra các khu vực này. Đây là biện pháp hữu hiệu nhất đang được áp dụng trên thế giới. Chỉ có biện pháp giám sát và quản lý hữu hiệu mới được đạo nghĩa ủng hộ, điểm này hình như một số ngành của chúng ta đang bỏ qua. Về điểm khác cũng chính là cần năng lực phòng ngự từ xa của hải quân nước ta tăng lên, đây là điểm căn bản. Nhưng hiện nay hải quân nước ta chưa thay đổi chiến lược. Tôi hy vọng lãnh đạo Trung ương sẽ thấy được điểm này. Lâm Mộc Sâm cười cười đã biến sắc, nếu nói Triệu Quốc Đống chỉ như người bình thường nói hải quân phải mạnh lên, xây dựng tàu sân bay. Y không thấy có gì đặc biệt, nhưng đối phương đề cập đến biện pháp quản lý đúng là điều không phải người bình thường có thể hiểu được. Chính xác, chính xác. Một người bên cạnh Lâm Mộc Sâm vỗ vỗ tay rồi đưa ra nói. Chào cậu, tôi là Từ Chí Minh, bạn của Đông Chiêu. Từ Chí Minh nghe Trầm Đông Chiêu nói mới biết một người bạn rất có kiến thức thì không tin. Trầm Đông Chiêu có ánh mắt rất cao, có thể được y xưng là bạn không đơn giản là quan hệ cá nhân mà phải có cùng quan điểm, có tiếng nói chung. Chào anh. Triệu Quốc Đống cũng đưa tay ra. Anh quá khen rồi, chỉ là Nam Hải coi như khu vực công tác trọng điểm của tôi nên cần chú ý một chút.
Quốc Đống, lần trước là Trung Á, lần này lại thành Nam Hải đều được bộ năng lượng chú ý, có phải là tay hơi dài không? Trầm Đông Chiêu cười cười trêu chọc. Ha ha, Nam Hải thuộc lãnh hải của nước ta, cũng là nơi tập trung nhiều nguồn năng lượng. Bộ năng lượng chuẩn bị sẽ tiến hành thăm dò ở đây nên tôi đã thông qua nhiều con đường để tạo xu thế cho việc này. Nếu không khi chúng ta thăm dò ở đây sẽ bị các nước bạn phản đối thì sao? Ha ha! Triệu Quốc Đống cười nói. Sợ gì chứ, chúng ta thăm dò trong lãnh hải của mình còn lo bọn họ có ý kiến sao? Một người khác lên tiếng. Bạn của tôi, Châu Hoa. Trầm Đông Chiêu ngắn gọn giới thiệu. Sau một lúc tiếp xúc, Triệu Quốc Đống mơ cảm giác được Lâm Mộc Sâm cùng Từ Chí Minh có quan hệ rất tốt với Trầm Đông Chiêu. Ngoài ra mấy người tham gia bữa tiệc này cũng có quan hệ tốt với Trầm Đông Chiêu. Châu Hoa kia mặc dù cùng cơ quan với Trầm Đông Chiêu nhưng lại không có quan hệ mật thiết. Chẳng qua Châu Hoa này làm việc ở Tổng cục Hải quan nên cũng không phải kẻ ngu ngốc. Có lẽ y có quan điểm không quá giống đám người Trầm Đông Chiêu mà thôi. Chẳng qua Triệu Quốc Đống lại có ấn tượng tốt đối với Châu Hoa. Người này thẳng thắn, thực tế làm Triệu Quốc Đống cảm thấy lý tưởng của y mới chính xác. Không ngờ Nhược Đồng lại bị cậu hái đi, lúc ấy chúng tôi còn than oán, đều nói sao không đoạt trước. Chẳng qua có thể làm cho Đông Ca để ý thì tôi nghĩ cậu tuyệt đối không kém. Châu Hoa là người khá béo, mặt đầy thịt. Vậy có ai vì việc này mà muốn gây chuyện với tôi không? Triệu Quốc Đống cũng trêu lại. Ha ha, cái này khó mà nói. Tôi nghe nói tên họ Lý vẫn không phục, Nhược Đồng sao lại lấy người nhà quê? Y tuyên bố muốn tìm cậu xem có xứng với Nhược Đồng không? Chẳng qua tôi thấy Đông Ca đã lên tiếng thì không ai dám có ý kiến. Châu Hoa cười ha hả nói. Anh nói như vậy không sợ làm thương tổn tôi sao? Tôi lấy ai còn phải do người ta quyết định ư? Triệu Quốc Đống nói. Ha ha, đây chẳng qua chỉ là sự phát tiết của kẻ thất bại mà thôi. Nhược Đồng vẫn không chú ý người ở trong vòng tròn này, tôi nói chính là một vòng tròn quan hệ không chặt chứ không nói đến nhân tài xuất sắc như Đông Ca. Hơn nữa Nhược Đồng khá lạnh nhạt. Không có mấy bạn ở đây. Chẳng qua cô ấy lần đầu tiên mang người đến đây lại là cậu. Châu Hoa cười nói. Không ngờ cậu ở dưới đã từng làm thị trưởng, làm thổ hoàng đế thấy sao? Triệu Quốc Đống dở khóc dở cười. Tên này sao nhiều chuyện vậy, bảo sao đám người Trầm Đông Chiêu không quá thân thiết với y. Đừng có dùng ánh mắt này nhìn tôi. Tôi tốt xấu cũng xuống dưới làm việc rồi, mới về 2 năm trước. Xuống nhận chức ở một huyện Hà Bắc 2 năm thiếu chút nữa làm tôi chết nghẹn. Chẳng qua phải thừa nhận công việc cụ thể bên dưới không phù hợp với tôi. Châu Hoa nói thẳng. Lưu Nhược Đồng phát hiện Triệu Quốc Đống không ngờ lại nói chuyện rất vui vẻ với Châu Hoa. Điều này làm cô có chút không tin. Nếu hắn qua lại với đám người Trầm Đông Chiêu còn được, sao lại có thể vui vẻ với tên Châu Hoa này? Sao anh lại có nhiều tiếng nói chung với Châu Hoa như vậy? Lưu Nhược Đồng không nhịn được cơn tò mò của mình. Ồ, anh còn tưởng em có thể nhịn lâu cơ chứ, vừa lên xe đã không nhịn được sao? Triệu Quốc Đống cười nói. Nói mau, rốt cuộc là có chuyện gì? Lưu Nhược Đồng gắt giọng nói. Không có gì, anh cảm thấy Châu Hoa khá thực tế, chỉ như vậy mà thôi. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Anh tức là nói Trầm Đông Chiêu không thực tế. Lưu Nhược Đồng hỏi lại. Anh không nói như vậy. Chẳng qua quốc gia cũng cần những người như Trầm Đông Chiêu để thăm dò, thử sức. Người đi trước luôn gặp trắc trở, nếu như anh vẫn ở Trung ương thì anh sẽ giống bọn họ. Triệu Quốc Đống xoay người nhìn thật sâu vào mắt Lưu Nhược Đồng. Quyển 12, chương 102. Đến khi về nhà hai người vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Triệu Quốc Đống có chút không yên lòng nhưng Lưu Nhược Đồng cũng không hơn là bao. Không thể nghi ngờ đám người Lưu Nhược Đồng là một vòng tròn đặc biệt. Giống như muốn kéo Triệu Quốc Đống vào vòng tròn đó. Nhưng vòng tròn này cũng không giống như vòng tròn phát ngôn về lợi ích nào đó như hắn nghĩ. Chính xác mà nói vòng tròn của Lưu Nhược Đồng giống như một quần thể cao cấp hay đưa ra những phát ngôn cấp tiến như sau này thường có. Mục tiêu của bọn họ phải nói là luôn nhất trí với lợi ích căn bản của đảng, nhưng cụ thể mà nói bọn họ lại phấn đấu vì lý tưởng của mình, hy vọng được lãnh đạo Trung ương chấp nhận và ủng hộ. Bọn họ đều là phần tử xuất sắc của đảng. Cũng có lý tưởng nhưng cách làm như vậy có thích hợp không? Triệu Quốc Đống có chút do dự. Vòng tròn này của Lưu Nhược Đồng không phải hoàn toàn là người đời ba của gia tộc cách mạng, cũng có một biện pháp trí thức xuất thân bình thường. Bởi vì bọn họ có nhiều thành phần nên kết hợp càng thêm chắc chắn. Triệu Quốc Đống đã đề nghị Lưu Nhược Đồng bọn họ có thể giảm hình thức chính trị, chăm chú vào nghiên cứu,
đồng thời cũng nên mở thêm hình thức nhưng không cần tạo thanh thế quá lớn. Chỉ cần có cùng mục tiêu Trung Quốc mạnh lên là đủ, nếu như quá chú ý vào hình thức sẽ làm mất ý nghĩa của vòng tròn này. Triệu Quốc Đống thực ra cũng không phản cảm với quan điểm của Lưu Nhược Đồng. Nếu đối phương có thể thấy hình thức tụ họp kiểu câu lạc bộ mà tập trung lại, Triệu Quốc Đống rất chào mừng. Nhưng nếu quá bí ẩn thì có lẽ sẽ khiến người ta hiểu lầm. Hiện nay ở hình thức này còn có thể được Trung ương ủng hộ và hiểu cho, nhưng nếu vượt qua giới hạn nào đó thì rất khó nói. Anh đang viết gì thế? Triệu Quốc Đống cảm nhận đằng sau được phủ lên một chiếc áo. Hắn duỗi lưng và nói. Một chút quan điểm về phát triển nguồn năng lượng mới. Tháng sau anh cùng Thái Ca và Phó Thủ tướng Lục đến tham gia lễ khởi công cảng Wada ở Pakistan. Anh nghĩ sẽ nhân cơ hội này báo cáo một chút với hai người, đồng thời còn mong bà thêm về việc hợp tác năng lượng với các bên. Đây là lần đầu anh đi ra nước ngoài nên cũng cần biểu hiện tốt một chút. Em thấy bình luận của quốc tế về việc Trung Quốc xây dựng cảng Wada là không thống nhất. Truyền thông nước ngoài nói Trung Quốc muốn có điểm đặt chân ở Vịnh Pek, Xích, thậm chí còn nói quân đội Trung Quốc muốn lập căn cứ hải quân ở cảng. Lưu Nhược Đồng ngồi bên và nói. Mấy việc này là không thể tránh khỏi. Trung Quốc phải học cách bình tĩnh đối phó với giới truyền thông, nên làm như thế nào thì cứ làm như vậy. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Sự phát triển quá nhanh của Trung Quốc khiến nhiều nước không hài lòng. Nhưng Trung Quốc phát triển cũng không theo ý của bọn họ, đương nhiên Bộ Ngoại giao cũng cần chú ý làm như thế nào để giảm bớt một chút sự mâu thuẫn, đối địch này. Ví dụ như thông qua hợp tác kinh tế, trao đổi văn hóa. Lưu Nhược Đồng có chút buồn cười khi nghe giọng điệu của Triệu Quốc Đống. Quốc Đống, anh nói giống hệt bộ trưởng bên em vậy. Có lẽ do thời gian này tiếp xúc với lãnh đạo nhiều nên anh cũng bắt chước một chút. Triệu Quốc Đống cười cười tự giễu. Anh ở bộ một ngày thì phải cố gắng một phần sức lực. Wada cùng Sitwe là rất quan trọng đối với an toàn năng lượng của Trung Quốc. Anh tin Bộ Ngoại giao cũng thấy điểm này. Trung Quốc nếu như có thể thông qua hệ thống dẫn dầu từ Wada cùng Sitwe vào trong nước, chẳng những khiến quan hệ kinh tế giữa nước ta và Pakistan cùng Myanmar trở nên mật thiết, hơn nữa còn phát huy sức ảnh hưởng lớn hơn nữa về chính trị với bọn họ, cũng có thể thay đổi tình hình kinh tế Tây Nam cùng Tây Bắc nước ta. Em nghe người trong bộ nói bộ năng lượng của anh từ lúc thành lập tới nay không ngừng có hành động lớn. Nhất là thúc đẩy các công ty nhà nước lớn trong lĩnh vực năng lượng tham gia vào các dự án nước ngoài, hiệu quả đạt được khá tốt. Trung ương cũng có ấn tượng tốt đối với Thái Ca. Có lời đồn Thái Ca khóa tới sẽ xuống tỉnh làm. Lưu Nhược Đồng nhìn Triệu Quốc Đống và nói. Việc gì cũng có thể, nhưng nói một cách chính xác thì bộ năng lượng thành lập đã trên 4 năm, vấn đề cải cách có thể nói làm rất dứt khoát. Phá vỡ sự lũng đoạn trong ngành điện, cải cách cơ chế sản xuất than, khiến nhiều công ty tiến ra thị trường thế giới. Bây giờ Thái Ca lại có ý nếu công ty tư nhân thỏa mãn điều kiện cũng được đi ra nước ngoài, đây là hành động lớn khiến cho không ít người chú ý. Anh thật ra cảm thấy nếu Thái Ca có thể tiếp tục ở lại bộ năng lượng thì sẽ đạt được thành tích lớn hơn nữa. Triệu Quốc Đống nói, bộ năng lượng gặp rất nhiều vấn đề, 5 năm đầu chính là để mở ra cục diện, cần phải cải cách triệt để. Bây giờ còn nhiều phương diện chưa làm xong, bộ trưởng phải là người kiên định, có sự quyết đoán nhưng không thiếu phần linh hoạt. Nếu Thái Ca đi thì anh cảm thấy Lưu Nham có cơ hội gì không? Lưu Nhược Đồng suy nghĩ một chút rồi đột nhiên nói. Không có. Triệu Quốc Đống quả quyết nói. Sao anh chắc như vậy? Lưu Nhược Đồng có chút kinh ngạc nói. Nham ca ở điểm này còn thiếu một chút, chính xác mà nói y thiếu lý lịch công tác ở cơ sở. Nhược Đồng. Em có thể thấy bây giờ Trung ương yêu cầu bộ trưởng các bộ đều cần phải từ chức chủ tịch, bí thư các tỉnh không? Làm bí thư, chủ tịch các tỉnh có yêu cầu anh từng công tác ở Trung ương, mà làm cấp bộ cũng cần anh từng làm bí thư hoặc chủ tịch tỉnh. Đây là xu thế nhất định, hơn nữa bộ năng lượng là bộ rất quan trọng, từ chức phó trực tiếp thành cấp trưởng gần như là rất khó khăn. Nhưng thật ra ai đó từ chủ tịch tỉnh nhảy lên làm bộ trưởng thì khả năng cao hơn. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Ồ! Em còn tưởng anh muốn nói Phó Bộ trưởng Dương có cơ hội. Lưu Nhược Đồng cười hì hì nói. Y dài, lý lịch đủ, không thiếu kinh nghiệm và năng lực quản lý nhưng khí phách thiếu. Anh cảm thấy Trung ương gần như không thể để y lầm Bộ trưởng. Triệu Quốc Đống nhẹ nhàng nhìn Lưu Nhược Đồng và có chút kinh ngạc. Không ngờ cô lại hiểu rõ tình hình bộ năng lượng như vậy. Vậy còn anh có tính toán gì không? Lưu Nhược Đồng hỏi vào chuyện cô quan tâm nhất. Anh mới tới bộ mấy tháng chứ, mới bắt đầu có chút công việc, muốn làm chút chuyện. Nhưng biến động bên trên rất dễ ảnh hưởng tới anh. Triệu Quốc Đống nói,
việc này không chắc, chủ yếu là anh suy nghĩ về tương lai của mình mà thôi. Lưu Nhược Đồng cười nói. Năm nay và năm tới từ trung ương đến địa phương đều sẽ thay đổi lớn về nhân sự. Anh cũng nên nghĩ mình đi đâu là tốt, nếu thật sự tiếp tục ở lại bộ năng lượng cũng tốt, thay đổi bên trên có lẽ không ảnh hưởng tới anh. Nếu anh muốn đi xuống cũng nên chuẩn bị một chút, đương nhiên nếu anh muốn xuống theo Thái ca thì không có gì để nói. Lưu Nhược Đồng nghiêm túc nói. Ồ, Nhược Đồng, sao thoáng cái quan tâm chuyện của anh như vậy? Cảm thấy anh bây giờ không tốt sao? Triệu Quốc Đống có chút tò mò nói. Không, em cảm thấy anh mặc dù làm khá tốt ở bộ nhưng anh vẫn không thích mấy. Hơn nữa em nghe Lưu Nham nói vị phó bộ trưởng Dương kia khó chịu với anh. Nếu tiếp tục như vậy thì em thấy sớm muộn anh cũng không hài lòng với hoàn cảnh này. Lưu Nhược Đồng nói khá thẳng thắn. Triệu Quốc Đống trầm ngâm suy nghĩ. Về tỉnh An Nguyên, hình như bây giờ chưa có vị lãnh đạo nào nói gì với hắn. Mặc dù hắn là cán bộ trao đổi nhưng thời gian ít nhất một năm, nếu thật sự đủ một năm, lãnh đạo bộ thay đổi thì về tỉnh An Nguyên, mình có cửa nào không? Hay là chỉ có thể đi theo Thái Chánh Dương? Nhược Đồng, bây giờ nói cái này còn hơi sớm, anh chỉ cần làm tốt việc của mình mà thôi. Anh tin mình sẽ tìm được con đường của mình. Một lúc lâu sau Triệu Quốc Đống mới nói. Ý tốt của em anh ghi nhận, bây giờ còn chưa cần, có lẽ thật sự một ngày nào đó anh sẽ cần em giúp thì anh sẽ không hề khách khí. Vợ chồng mà. Lưu Nhược Đồng khẽ thở phào nhẹ nhõm, cô chỉ sợ Triệu Quốc Đống chết sống cũng muốn giữ mặt mũi, luôn nghĩ mình tự giải quyết được, không muốn nhờ cô. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 12, chương 103. Mùi hương quanh quẩn trong mũi Triệu Quốc Đống. Hai người có vẻ đều có tâm sự nên nằm trên giường mãi không ngủ được. Hai người đều không nói mà cứ nằm im tại đó. Triệu Quốc Đống suy nghĩ về đường đi sau đây của mình, mà Lưu Nhược Đồng lại suy nghĩ về cuộc hôn nhân này. Thời gian hai người ở bên nhau không nhiều, một năm cũng chỉ được tầm tháng mà thôi, nhưng hai người đều nhất trí đó là cùng ngủ trên một giường. Lưu Nhược Đồng phát hiện mình càng lúc càng không muốn rời khỏi trong lòng Triệu Quốc Đống. Mặc dù hai người chưa có chuyện kia nhưng cô thích nằm trong lòng hắn, cảm giác rất an toàn. Chỉ là biểu hiện của hắn quá bình tĩnh làm cô thậm chí nghi ngờ hắn có vấn đề gì không. Nhưng thi thoảng phát hiện hắn có phản ứng cơ thể làm cô biết hắn không sao. Mà chỉ là do hắn giỏi khống chế mình mà thôi. Không thể nghi ngờ hắn có người phụ nữ ở bên ngoài, nhưng Lưu Nhược Đồng lại kinh ngạc phát hiện mình không quá để ý việc này. Nếu như nói một chút cảm giác cũng không có là không phải. Chỉ là nó không quá mạnh như cô vẫn nghĩ, mà chủ yếu là tò mò xem người phụ nữ làm hắn động lòng là như thế nào mà thôi. Dung mạo, khí chất, bằng cấp, gia thế, tính cách, tất cả tổng hợp lại quyết định cấp độ một người phụ nữ. Lưu Nhược Đồng cảm thấy Triệu Quốc Đống rất chú trọng ấn tượng đầu tiên. Nếu cô làm hắn có ấn tượng đầu tiên không tốt, cô đoán hắn nhất định từ chối làm vợ chồng trên danh nghĩa với cô. Cô từng hỏi hắn. Hắn nói mặc kệ thật hay giả thì dù sao cũng sống chung trong một ngôi nhà, nếu như ấn tượng đầu tiên quá kém thì sẽ làm tâm trạng không được vui, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Ai cũng nói đàn ông theo lý trí, phụ nữ theo tình cảm, Lưu Nhược Đồng thật không ngờ Triệu Quốc Đống lại cảm tính hơn cả mình ở điểm này. Không ngờ vì nguyên nhân này mà chấp nhận kết hôn giả với cô. Nhược Đồng, sao còn chưa ngủ,